Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 861, trên bờ cát phong tình. Trần Tư Vũ như một cái bị tức cô dâu nhỏ, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ biển rộng, nàng ngồi xổm ở trên bờ cát, nguyên bản nàng cho rằng Diệp Thần Phong sẽ tới tìm nàng, nhưng đáng tiếc chính là đợi 5 phút đồng hồ vẫn là không thấy Diệp Thần Phong bóng người, khi làm Trần Tư Vũ quay đầu lại thời điểm, nàng phát hiện Diệp Thần Phong lái xe cái kia chiếc Mercedes cũng không gặp. Nàng viền mắt bên trong nước mắt nhất thời lại dường như quyết đê hồng thủy, tay phải đột nhiên nắm lên một cái hạt cát. Dùng sức hướng về trước ném ra ngoài, trong miệng mắng, Diệp Thần Phong, người quá vô tình vô nghĩa, Diệp Thần Phong, người chính là cái khốn kiếp. Ô ô ô ô, Trần Tư Vũ trong cổ họng là nghẹn ngào nức nở lên, nàng đã quên đi rồi chính mình bao lâu không chảy qua nước mắt, từ nhỏ nàng chính là một cái hết sức mạnh hơn nữ nhân. Sau khi lớn lên nàng lại làm lên cảnh sát, tuy rằng nàng bề ngoài vô cùng không sai, thế nhưng ở rất nhiều đồng sự trong mắt, Trần Tư Vũ chính là nữ hán tử hình tượng, đang thi hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm thì, Trần Tư Vũ đều là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên phía trước nhất. Mà đêm nay Trần Tư Vũ lần thứ nhất bị Diệp Thần Phong cho đoạt đi, mà cái này đoạt đi nàng lần thứ nhất nam nhân, dĩ nhiên đem nàng lẻ loi vứt tại biển rộng một bên. Này triệt để đem Trần Tư Vũ làm nữ nhân yếu đuối một mặt kích phát ra. Trần Tư Vũ ngồi ở trên bờ cát, đem đầu chôn ở ngực, trong cổ họng tiếng khóc là càng lúc càng lớn, đầy đủ khóc có 5 phút đồng hồ, khả năng là khóc không khí lực, nàng đem đầu nhấc lên, khi nàng nước mắt mông lung con mắt nhìn thấy trước mặt một màn thì, nàng là triệt để dại ra. Chỉ thấy ở Trần Tư Vũ trước có một cái dùng vỏ sò xếp thành ái tâm. Ở ái tâm trung gian hạt cát trên còn viết 9 cái đại tự, ngươi nguyện ý làm người đàn bà của ta sao? Trong bầu trời đêm màu trắng bạc nguyệt quang đem ái tâm vỏ sò làm nổi bật chính là xa hoa. Trần Tư Vũ trong nháy mắt này quên gào khóc, chỉ là ngây ngốc hấp mũi, đón lấy, nàng liền cảm giác được có người ở sau lưng ôm lấy thân thể của nàng. Làm cho thân thể của nàng lập tức trở nên cứng ngắc lên. Tư Vũ, ta Diệp Thần Phong cũng không phải một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Nếu ngươi lần thứ nhất bị ta đoạt đi, như vậy sau đó ngươi chính là ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Từ phía sau ôm lấy Trần Tư Vũ Diệp Thần Phong, miệng môi của hắn ghé vào Trần Tư Vũ lỗ tai bên, phi thường ôn nhu mà lại kiên định nói rằng. Trần Tư Vũ cảm thụ Diệp Thần Phong thổ ở nàng lỗ tai trên nhiệt khí, nhìn trước mặt trên bờ cát ái tâm vỏ sò, cùng với ái tâm trung gian một câu đơn giản biểu lộ, trái tim của nàng trong nháy mắt bị hòa tan. Nữ nhân là một loại phi thường dễ dàng bị cảm động động vật. Trần Tư Vũ thân thể mềm mại bắt đầu thả lỏng ra. Tùy ý Diệp Thần Phong đưa nàng ôm lấy. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi, Thần Phong, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Ta vừa nãy đem xe đình đến bên cạnh đi tới, lại nói ngươi cho rằng ta Diệp Thần Phong chính là một cái như thế khốn nạn nam nhân sao? Diệp Thần Phong cái mũi ngửi Trần Tư Vũ trên người mùi thơm cơ thể. Trong thân thể của hắn còn có một nửa trăm năm đầu người quả năng lượng. Ở người được Trần Tư Vũ mùi thơm cơ thể sau khi, Diệp Thần Phong trong cơ thể khô nóng lại đang trưng vọt lên. Bị Diệp Thần Phong ôm Trần Tư Vũ, nàng rõ ràng cảm giác được sau lưng bị một cái vật cứng cho chặn lại, nàng hai bên trên gương mặt càng thêm đỏ bừng, hỏi Thần Phong, ngươi không phải đã có nữ nhân sao? Ngươi còn làm sao đối với ta phụ trách? Ai nói có nữ nhân thì sẽ không thể đối với ngươi phụ trách. Người đàn bà của ta cũng là có thể cùng nhau sống chung hòa bình, huống hồ các nàng đều là hiểu ý, ta nghĩ ngươi cũng có thể dung nhập vào các nàng trung gian, Tư Vũ, ngươi nguyện ý làm người đàn bà của ta sao? Diệp Thần Phong thâm tình hỏi. Trần Tư Vũ nội tâm là một cái phi thường bảo thủ người. Ở nàng cho rằng một người phụ nữ cả đời chỉ có thể có một người đàn ông, bây giờ nàng lần thứ nhất đã bị Diệp Thần Phong cho cướp đoạt. Huống hồ Diệp Thần Phong ưu tú cũng quả thật làm cho nàng tâm động không ngừng, nàng hơi gật gật đầu, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, ta đồng ý, hy vọng ngươi sau đó có thể đủ tốt thật đối với ta. Nghe được Trần Tư Vũ đáp ứng rồi sau khi, Diệp Thần Phong đem Trần Tư Vũ ôm đến càng gia tăng hơn, Trần Tư Vũ cảm giác được Diệp Thần Phong trên người nóng rực, nàng ngượng ngùng hỏi, Thần Phong, ngươi hiện tại có phải rất là khó chịu hay không? Tư Vũ, trong cơ thể ta có cỗ năng lượng đang khắp nơi tán loạn, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, chúng ta chỉ cần làm tiếp một thoáng ở đáy biển từng làm sự tình là được. Nói, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trên người màu trắng áo tắm cho thoát, đem màu trắng áo tắm cho bằng phẳng than ở trên bờ cát.
Trên người không có bất kỳ quần áo, Diệp Thần Phong trực tiếp quay người đem Chân Tư Vũ thân thể mềm mại cho ép đến màu trắng áo tắm trên, nhìn thân thể bên dưới e thẹn cảm động Chân Tư Vũ, Diệp Thần Phong chuẩn bị là bữa ăn ngon một trận, thuận tiện nhìn lại một chút có thể hay không đem trăm năm đầu người quả nửa kia năng lượng cho tiêu hóa. Bị đột nhiên áp đảo Chân Tư Vũ, nàng nhìn không có mặc bất kỳ quần áo Diệp Thần Phong, nàng mặt đỏ dường như muốn nhỏ ra máu tươi đến rồi, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Ở đây không hay lắm chứ. Nhìn điềm đạm đáng yêu Chân Tư Vũ, Diệp Thần Phong là lại cũng không có ý định chịu đựng, ngược lại hai người đã là chấn hệ xác định được, hai tay của hắn trực tiếp leo lên Chân Tư Vũ hai con đại bạch thỏ, lấy cực kỳ mãnh liệt phương thức đem Chân Tư Vũ trên người người phục vụ chế phục cho lôi kéo rơi mất, môi dùng sức hôn lên Chân Tư Vũ cặp môi thơm trên. Một hồi cực kỳ kịch liệt vận động ở trên bờ cát triển khai. Nửa giờ sau, Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể hắn nửa kia trăm năm đầu người quả năng lượng, dù như thế nào cũng không cách nào hòa vào thân thể của hắn. Hắn cũng biết đây là trực tiếp hấp thu trăm năm đầu người quả khác một chỗ hỏng, chính là không thể hoàn toàn hấp thu trăm năm đầu người quả năng lượng. Nhìn thân thể bên dưới trong miệng thở gấp yếu ớt Chân Tư Vũ, Diệp Thần Phong nghĩ đến một loại khác biện pháp, bên trong thân thể của hắn năng lượng cũng không thể lãng phí, thẳng thắn giúp Chân Tư Vũ tăng lên một thoáng thực lực, để Chân Tư Vũ cũng trở thành linh hồn lực chiến sĩ. Tư Vũ, sau đó ngươi tất cả nghe theo ta chỉ huy, ta muốn thông qua làm nam nữ vận động, đem trong cơ thể ta một phần năng lượng truyền vào trong cơ thể ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng, trong miệng yếu ớt liên tục Chân Tư Vũ, nàng trong óc hôn vù vù, trong thân thể tê tê dại dại, chỉ là trầm thấp đáp một tiếng, sau đó, Diệp Thần Phong liền lại bắt đầu ra sức làm vận động. Lần này, Diệp Thần Phong đầu tiên đem trong cơ thể hắn linh hồn lực truyền vào Chân Tư Vũ trong thân thể, đang trợ giúp Chân Tư Vũ trở thành linh hồn lực chiến sĩ sau. Diệp Thần Phong lại sẽ trong cơ thể trăm năm đầu người quả năng lượng từng điểm truyền vào Chân Tư Vũ trong thân thể. Khi làm Diệp Thần Phong phát hiện Chân Tư Vũ có thể hấp thu trăm năm đầu người quả năng lượng thì, trong lòng của hắn là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Sau 2 giờ, Diệp Thần Phong bởi đang không ngừng trợ giúp Chân Tư Vũ, này ngược lại là bắt hắn cho lui thở hồng hộc, mà Chân Tư Vũ nhưng là mặt mày hồng hào, thật giống lập tức lại tuổi trẻ thật nhiều tuổi như thế. Trên người tản mát ra mị lực càng thêm lớn. Chân Tư Vũ cũng tương tự cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, nàng không khỏi tò mò hỏi, Thần Phong, ta luôn cảm giác trong thân thể đột nhiên có dùng mãi không hết sức mạnh. Vừa nãy Diệp Thần Phong đầu tiên lợi dụng linh hồn của chính mình lực, thông qua âm dương giao hợp giúp Chân Tư Vũ một lần trở thành cấp 4 linh hồn lực cao thủ, dù sao bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã có vương cấp đỉnh cao, âm dương giao hợp sức mạnh đương nhiên cũng là càng thêm lớn. Ở Chân Tư Vũ trở thành cấp 4 linh hồn lực cao thủ sau, Diệp Thần Phong lại sẽ trong cơ thể trăm năm đầu người quả năng lượng truyền cho Chân Tư Vũ, đồng thời trợ giúp Chân Tư Vũ hấp thu hết thảy năng lượng, làm cho Chân Tư Vũ lại từ cấp 4 linh hồn lực lập tức tiêu thăng đến cấp 7 linh hồn lực. Thân thể được long trời lở đất thay đổi Chân Tư Vũ, nàng đương nhiên là không cảm giác được mệt mỏi, trái lại còn sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào. Tư Vũ, thực lực của ngươi bây giờ so với từ trước tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, sau đó nếu như không gặp được biến thái cao thủ, hầu như là không ai có thể thương tổn được ngươi, ngươi có thể thử hướng trên bờ cát đánh một quyền. Diệp Thần Phong quay về Chân Tư Vũ nói rằng, Chân Tư Vũ từ trên bờ cát chạm lên, ở đi về phía trước ra vài bước sau khi, hữu quyền đột nhiên hướng về trên bờ cát đánh ra ngoài, ầm. Một tiếng, trên bờ cát nhất thời xuất hiện một cái to lớn hố sâu, hạt cát là chung quanh bay ra. Xem Chân Tư Vũ là trợn mắt ngoác mồm. Ở trong đầu trống không, 5-6 giây sau, Chân Tư Vũ hưng phấn nhảy lên, nhưng mà, trên người nàng không có mặc bất kỳ quần áo, như thế nhảy một cái, nàng ngực hai cái viên cầu là một trận khắp nơi loạn lắc. Thần Phong, thực lực của ta làm sao sẽ biến mạnh mẽ như vậy? Có phải là cùng ngươi làm chuyện kia sau khi, có thể tăng lên thực lực của ta? Bằng không chúng ta trở lại làm thêm mấy lần chứ? Chân Tư Vũ là cái tôn trọng thực lực nữ nhân, nhìn thấy thực lực của chính mình có như vậy biến hóa to lớn sau, nàng là kích động chạy về Diệp Thần Phong bên cạnh, ôm Diệp Thần Phong hưng phấn hỏi. Vừa nãy Diệp Thần Phong vẫn đang giúp Chân Tư Vũ tăng cao thực lực, liền Chân Tư Vũ thân thể đều không có khỏe mạnh thưởng thức, nếu Chân Tư Vũ chủ động đưa ra loại yêu cầu này đến, như vậy hắn có không đáp ứng lý do sao?
dưới ánh trăng trên bờ cát, lại một vòng vận động bắt đầu rồi. Chương 862, người không xứng với tỷ tỷ ta. Nam Cảng Chân Tư Vũ trong nhà. Diệp Thần Phong toàn thân quang thoát thoát đứng ở trong phòng khách, mà Chân Tư Vũ nhưng là đi vào ba mẹ nàng trong phòng, chuẩn bị trước tiên giúp Diệp Thần Phong tìm một bộ quần áo ăn mặc. Đi ngang qua một đêm bãi cát đại chiến sau, Diệp Thần Phong cùng Chân Tư Vũ nhưng vẫn là thần thái sáng láng, hai người bọn họ ở cạnh biển ôm ấp thưởng thức xong mặt trời mọc sau, bọn họ liền cầm lái chạy băng băng rời đi, bởi Diệp Thần Phong màu trắng áo tắm bị lót ở trên bờ cát, cái kia bộ màu trắng áo tắm dính đầy hạt cát, vì lẽ đó Diệp Thần Phong đơn giản thân thể trần truồng lái xe rời đi. Chân Tư Vũ gọi điện thoại xác định trong nhà không ai sau, rời đi cạnh biển bãi cát sau khi, nàng liền dẫn Diệp Thần Phong trở lại nhà của nàng bên trong. Tối hôm qua Nam Cảng có thể nói là bấp bênh, Trần Kiến Quân làm Nam Cảng cảnh giới người đứng đầu, hắn khẳng định là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Trần Kiến Quân không có ở trong nhà cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, còn mẫu thân của Chân Tư Vũ chính là Nam Cảng người nhà họ Tô, Tô gia là Nam Cảng thương mại gia tộc, mẫu thân của Chân Tư Vũ nắm trong tay một nhà loại cỡ lớn công ty. Vì lẽ đó mẫu thân của Chân Tư Vũ có lúc thường thường sẽ ở trong công ty suốt đêm xử lý sự tình. Chân Tư Vũ ở cha mẹ của nàng trong phòng cướp đoạt một phen sau, rất nhanh liền tìm tới một bộ cha nàng âu phục, vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống sau, nhìn thấy chạm ở trong phòng khách toàn thân hết sạch Diệp Thần Phong, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong nửa người dưới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, gò má của nàng nhất thời trở nên đỏ chót, cảm thụ chính mình nửa người dưới đau đớn, nàng cắn môi, trong lòng thầm nghĩ Thần Phong phương diện kia năng lực thật là thật lợi hại. Trong lòng mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng Chân Tư Vũ vẫn là gắt một cái Diệp Thần Phong, nói, Thần Phong. Đàn ông các ngươi từ sáng đến tối đầy đầu đều là thứ đó sao? Chẳng trách nói nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Ở người đàn bà của chính mình trước mặt, Diệp Thần Phong hoàn toàn không cần che che giấu giấu. Thoải mái đi tới Chân Tư Vũ trước, giờ khắc này Chân Tư Vũ đổi một bộ rộng rãi ở nhà phục, Diệp Thần Phong trực tiếp ôm lấy Chân Tư Vũ. Hai tay không thành thật luồn vào Chân Tư Vũ trong quần áo, Chân Tư Vũ bên trong lại là trạng thái chân không. Vừa thưởng thức Chân Tư Vũ đại bạch thỏ, vừa nói, Tư Vũ, đây là nam nhân hiện tượng bình thường. Thân thể bị Diệp Thần Phong song tay sờ soạng, Chân Tư Vũ tối hôm qua mới vừa bị đoạt đi tới lần thứ nhất, nàng có thể không chịu đựng nổi Diệp Thần Phong xung kích, tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp, nói rằng, Thần Phong, ngươi thử xem bộ này âu phục. Bộ này âu phục cha ta vẫn không có xuyên qua đây. Ngươi không phải nói sau đó còn muốn đi tham gia trương lão gia tử tiệc mừng thọ đó sao? Ngươi cũng không nên đến muộn. Diệp Thần Phong ở sờ soạng một cái Chân Tư Vũ cái mông sau, cuối cùng cũng coi như là tạm thời buông tha Chân Tư Vũ, tùy ý Chân Tư Vũ giúp hắn ăn mặc quần áo. Bộ này âu phục màu đen đối với Diệp Thần Phong tới nói, tuy rằng có vẻ có một chút chút ít, nhưng hầu như có thể bỏ qua không tính. Chân Tư Vũ đang giúp Diệp Thần Phong xuyên xong âu phục sau, nàng rất hài lòng đánh giá một phen Diệp Thần Phong, sau đó lại vội vội vàng vàng đi lấy một đôi màu đen bít tất cùng giày ra lại đây. Nói rằng, Thần Phong, này đôi giày ra cũng là tân, cha ta xuyên 41 hào giày. Ngươi xuyên số mấy giày? Vừa vặn, ta cũng xuyên 41 hào. Ở Chân Tư Vũ ôn nhu giúp Diệp Thần Phong mặc vào bít tất sau khi... Diệp Thần Phong chân trực tiếp luồn vào cặp kia màu đen giày ra bên trong. Nếu để cho Trần Kiến Quân nhìn thấy con gái của hắn ở nhà trắng trợn cướp đoạt đồ vật của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói một câu, nữ đại bất trung lưu. Nữ đại bất trung lưu a. Ở mặc âu phục cùng giày ra sau khi, Diệp Thần Phong hỏi, Tư Vũ, người có muốn hay không cùng đi với ta trương lão ra tử tiệc mừng thọ? Giữa lúc Trần Tư Vũ muốn đồng ý thời điểm. Trong phòng khách điện thoại đột nhiên hưởng lên, Chân Tư Vũ đi tới đem điện thoại cho chuyển được, này, ngươi tìm người nào? Tư Vũ, ta có thể cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi, điện thoại di động của ngươi sao cũng không gọi được, ngươi hiện tại có thể tới hay không một chuyến cảnh vụ nơi, tối hôm qua phạm thị số 1 trên sự tình, chúng ta còn muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống đây. Trong điện thoại truyền đến Trần Kiến Quân lược hiện ra thanh âm mệt mỏi. Được, ba. Cái kia ta lập tức đến một chuyến cảnh vụ nơi. Chân Tư Vũ một lời đáp ứng. Ở tiếp xong Trần Kiến Quân điện thoại sau, Chân Tư Vũ hướng về Diệp Thần Phong đầu đi tới một vệt áy náy ánh mắt, nói rằng, Thần Phong, cha ta để ta đi một chuyến cảnh vụ nơi,
chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi Trương gia. Không có chuyện gì, chính ta đi cũng giống như vậy, ta chủ yếu là đi Trương gia làm một ít chuyện. Bây giờ Nam Cảng sự tình xem như là cơ bản giải quyết, Diệp Thần Phong lần này trở lại kinh thành sau, hắn liền muốn bắt tay phối chế giúp Hàn Sơ Tuyết đi trừ bên trong thân thể cấm thuật di chứng về sau thuốc. Bây giờ Diệp Thần Phong trong tay có 3 cây trăm năm 10 diệp thảo, cũng chính là hắn có thể phối chế 3 phân thuốc giải, có thể ngoại trừ trăm năm 10 diệp thảo bên ngoài, còn muốn trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi các loại chờ dược liệu, ở đến Nam Cảng trước, kinh thành một các vị cấp cao đã giúp hắn tập hợp không ít. Mà Diệp Thần Phong từ gia gia hắn trong miệng biết được Trương lão gia tử bình thường yêu thích thu gom các loại dược liệu quý giá, vì lẽ đó Diệp Thần Phong mới sẽ tính toán đi một chuyến Trương gia. Đem còn lại dược liệu tốt nhất có thể ở Trương gia toàn bộ tập hợp. Rời đi Trần gia sau khi, Trần Tư Vũ lái xe của nàng đi tới cảnh vụ nơi, mà Diệp Thần Phong nhưng là cầm lái chạy băng băng đi hướng về Nam Cảng Trương gia. Vừa lái xe, hắn còn vừa cho Diệp lão gia tử gọi một cú điện thoại, để Diệp lão gia tử báo trước một tiếng Trương lão gia tử, hắn ngày hôm nay muốn đi tham gia tiệc mừng thọ sự tình. Hơn một giờ sau, Diệp Thần Phong căn cứ địa chỉ lái xe tới đến một chỗ khổng lồ trang viên trước, chỗ này trang viên ngày hôm nay là răng đèn kết hoa, nơi này hẳn là chính là Trương gia. Ở Trương gia trang viên cửa đứng 4 tên hộ vệ áo đen, Diệp Thần Phong hạ thấp cửa sổ xe, nói rằng ta tên Diệp Thần Phong, ta là tới bái phỏng Trương lão gia tử. Diệp tiên sinh mời đến, khi nghe đến Diệp Thần Phong tự báo danh tự sau khi, cái kia 4 tên bảo tiêu lập tức thả lỏng cảnh giác. Đối với Diệp Thần Phong lộ ra cung kính vẻ mặt, hẳn là vừa nãy Diệp lão gia tử cho Trương lão gia tử gọi điện thoại, Trương lão gia tử mới dặn dò bên ngoài này 4 cái bảo tiêu Diệp Thần Phong muốn tới sự tình. 4 tên bảo tiêu bên trong một người trong đó bảo tiêu, sắp xếp Diệp Thần Phong xe đình thật sau khi, hắn liền dẫn Diệp Thần Phong hướng về trang viên trong đó một tòa biệt thự phòng khách đi đến. Tên kia bảo tiêu chỉ mang theo Diệp Thần Phong đi tới cửa đại sảnh. Liền hướng về Diệp Thần Phong làm ra một cái xin mời tư thế, nói rằng, Diệp tiên sinh, mời ngài vào. TRUIENCUATUI VN. Diệp Thần Phong đương nhiên không có gì hay khách khí, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, ở đi vào phòng khách sau, hắn nhìn thấy trên đại sảnh trên ghế salon ngồi một ông lão cùng một cô thiếu nữ, cái này từ mi thiện mục ông lão hẳn là chính là Diệp lão gia tử bạn tốt Trương khắp núi. Trương gia thiên mục tập đoàn là Trương khắp núi một tay sang dựng lên, như hôm nay mục tập đoàn tài sản đã cao tới hơn trăm triệu, Trương gia ở Nam Cảng, thậm chí là toàn bộ nước Hoa đều tính được là không sai thương mại gia tộc. Tên kia từ mi thiện mục ông lão đang nhìn đến Diệp Thần Phong bóng người sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đến, nói rằng, ngươi chính là Trấn Hồng Tôn Tử Thần Phong chứ. Trương gia gia ta ngày hôm nay thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia ta tiệc mừng thọ. Trương khắp núi từ trên ghế salon chạm lên, cùng Trương khắp núi ngồi cùng một chỗ thiếu nữ cũng chỉ có thể không tình nguyện chạm lên, thiếu nữ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn ngập xem thường, tên thiếu nữ này theo Diệp Thần Phong đúng là cùng Trương Hiểu Vân có mấy phần tương tự, chỉ có điều tên thiếu nữ này muốn so với Trương Hiểu Vân nhỏ hơn thật nhiều tuổi. Trương gia gia tốt, Diệp Thần Phong phi thường có lễ phép hô một câu. Ân, Thần Phong, đây là ta tiểu tôn nữ Trương Tình Tình. Ta đại tôn nữ Trương Hiểu Vân tối hôm qua xảy ra một số chuyện, hiện tại vừa vặn không ở trong nhà, nói đến ngươi cùng ta đại tôn nữ vẫn có chút duyên phận, từ trước hai người các ngươi nhưng là suýt chút nữa định ra hôn ước đến. Trương khắp núi cười nói, xem ra Nam Cảng gia tộc lớn một đám thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ còn bị cảnh sát cục cho khống chế lắm. Trương Hiểu Vân mới sẽ còn chưa có trở lại Trương gia, đương nhiên Trương khắp núi đồng dạng không biết Diệp Thần Phong những năm này thay đổi. Hắn cũng không biết mấy ngày nay Diệp Thần Phong ở Nam Cảng ngăn cơn sóng dữ, dĩ vãng Diệp lão gia tử cùng Trương lão gia tử cú điện thoại, cũng chỉ là tùy tiện sẽ kéo tới Diệp Thần Phong một đôi lời mà thôi. Lần này Diệp lão gia tử cũng chỉ nói là Diệp Thần Phong vừa lúc ở Nam Cảng, muốn đi tham gia Trương lão gia tử tiệc mừng thọ, đối với Diệp Thần Phong ở Nam Cảng nhiệm vụ là không nói tới một chữ. Gia gia, người này căn bản phối hợp tỷ tỷ, ngài không muốn đem người như thế cùng tỷ tỷ liên hệ cùng nhau. Như vậy sẽ làm ta cùng tỷ tỷ đều thật mất mặt. Trương Tình Tình đột nhiên căm giận mở miệng nói. Năm đó Trương lão gia tử có ý định muốn cùng Diệp gia thân càng thêm thân thời điểm, Trương gia điều tra liên quan với Diệp Thần Phong tư liệu, trong tài liệu biểu hiện Diệp Thần Phong chính là một cái vô năng công tử bột thiếu gia mà thôi,
lấy cuối cùng Trương gia mới sẽ đối với chuyện này sống chết mặc bay. Mà năm đó Trương Tình Tình cũng xem qua Diệp Thần Phong tư liệu, ở Trương Tình Tình trong lòng phía trên thế giới này không có một người có thể xứng với tỷ tỷ của nàng, trong lòng nàng có rất lớn luyến tả tình tiết, dưới cái nhìn của nàng trước mặt cái này Diệp Thần Phong chính là một cái công tử bột bên trong rác rưởi, cái này Diệp Thần Phong căn bản không xứng cùng tỷ tỷ của nàng đánh đồng với nhau, bực này liền sỉ nhục tỷ tỷ của nàng, vì lẽ đó Trương Tình Tình mới sẽ trong chớp mắt nhằm vào Diệp Thần Phong. Chương 863, chúng ta cũng đi tham gia tiệc mừng thọ. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới Trương Tình Tình sẽ vô duyên vô cớ hướng về hắn nã pháo, điều này làm cho hắn là hơi hơi ngẩn ngơ, mà Trương lão gia tử Trương khắp núi hắn khi nghe đến chính mình tiểu tôn nữ vô lý sau, hắn nét mặt già nua lập tức bản lên, hướng về phía Trương Tình Tình quát lên, Tình Tình, ngươi đây là nói như thế nào đây? Thần Phong tuổi muốn so với ngươi lớn hơn nhiều. Ngươi nên gọi Thần Phong một tiếng ca ca, mau mau đưa cho ngươi Thần Phong ca ca xin lỗi, ngày hôm nay là ra ra ngươi ta tiệc mừng thọ, lẽ nào ngươi muốn cho ta tức giận sao? Trương Tình Tình từ nhỏ nuông chiều từ bé, ra ra của nàng thương yêu nàng, cha mẹ nàng thương yêu nàng, tỷ tỷ của nàng thương yêu nàng, điều này làm cho Trương Tình Tình trong xương chậm rãi diễn sinh ra đại tiểu thư ngạo mạn, ngược lại nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong người này chính là rất đáng ghét. Hay là năm đó nàng xem qua Diệp Thần Phong tư liệu duyên cớ, nàng không muốn người như thế cùng tỷ tỷ của nàng kéo lên bất kỳ quan hệ gì, ở trong mắt nàng nếu như tỷ tỷ của nàng là thiên nga, như vậy trước mắt Diệp Thần Phong tối đa chính là chỉ cóc ghẻ mà thôi. Trương Tình Tình đánh một cái miệng, quật cường chừng một chút Diệp Thần Phong sau khi, quay về Trương khắp núi nói rằng, ra ra, ta lại không có nói sai, năm đó chúng ta không phải đã điều tra Diệp Thần Phong tư liệu sao? Diệp Thần Phong ở kinh thành chính là cái vô năng công tử bột thiếu gia mà thôi, bằng không ngươi cũng sớm đã đem tỷ tỷ cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó đính dưới hôn ước, ta sẽ không đối với một cái vô năng nam người nói xin lỗi. Nghe được Trương Tình Tình một lần lại một lần nhằm vào, Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại cũng có chút không thoải mái, nếu không là Trương khắp núi còn ở đây, hắn sớm liền tóm lấy Trương Tình Tình, mạnh mẽ đánh nha đầu này cái mông. Trương khắp núi nhìn thấy chính mình quật cường tiểu tôn nữ, trong lòng của hắn khí là không đánh một chỗ đến, quát Tình Tình, ngươi là muốn đem ra ra ngươi ta tươi sống tức chết sao? Ngươi nếu như không cho Thần Phong xin lỗi, ngươi lập tức cút cho ta ra Trương gia. Trương khắp núi lúc còn trẻ cùng Diệp Thần Phong ra ra là bạn tốt, Diệp lão gia tử từ trước cũng không có thiếu đã giúp Trương khắp núi. Vì lẽ đó Trương khắp núi trong lòng vẫn ghi nhớ phần ân tình này. Bằng không hắn từ trước cũng sẽ không cân nhắc muốn đem chính mình đại tôn nữ cùng Diệp Thần Phong đính hôn, chỉ là đang điều tra quá Diệp Thần Phong không thể tả tư liệu sau khi, Trương khắp núi mới bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, hắn không muốn đem chính mình đại tôn nữ hướng về hố lửa bên trong đẩy. Có thể lần này tận mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong sau khi, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong không như trong tưởng tượng không thể tả, trái lại để hắn rất yêu thích. 3. Đây rốt cuộc là làm sao? Lẽ nào là Tình Tình chọc giận ngươi tức rồi? Một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào trong đại sảnh, ở tên này hơn 40 tuổi nam nhân phía sau, còn theo một tên ung dung hoa quý trung niên nữ nhân. Ba, ngày hôm nay chính là ngươi đại ngày thật tốt, ngươi cũng không nên khí hỏng rồi thân thể. Ung dung hoa quý trung niên nữ nhân cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong từ ra ra hắn nơi đó đơn giản hiểu rõ quá Trương gia. Trương lão gia tử dưới gối chỉ có một đứa con trai, mà trước mắt đi tới người trung niên này nam nhân hẳn là chính là Trương lão gia tử nhi tử Trương Ý Sáng Tỏ, tên kia đi theo Trương Ý Minh phía sau nữ nhân hẳn là vợ của hắn Chu Ngọc Hoa. Trương khắp núi nhìn thấy Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa sau, thở phì phò nói, nhìn hai người các ngươi sinh thật con gái, bình thường để cho các ngươi nhiều quản giáo một thoáng nàng, các ngươi nhìn nàng hiện tại ngạo mạn thành hình dáng gì. Bớt ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ, chúng ta đi ra ngoài nói. Trương khắp núi quay về Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa hống song sau, sắc mặt hơi hỏa hoãn liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Nói rằng, Thần Phong, người trước tiên ở trong đại sảnh tọa một hồi, Trương gia gia thật là làm cho ngươi chế giễu. Diệp Thần Phong nhìn đi ra phòng khách Trương khắp núi các loại chờ người. Hắn không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai, tùy ý ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Trương Ý Minh ở theo Trương khắp núi đi ra phòng khách sau, hắn vội vàng hỏi, ba, ngươi cho chúng ta nói một chút, Tình Tình đến cùng là làm sao ngươi tức rồi. Ba,
ta không có nhạ ra ra tức giận, đều do cái kia Diệp Thần Phong, sự tình là như vậy. Trương Tình Tình đem chỉnh chuyện đại thể nói một lần. Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa nghe xong nhìn Trương Tình Tình giảng giải sau khi, hai người bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Hai người bọn họ còn không biết ngày hôm nay Diệp Thần Phong muốn tới tham gia tiệc mừng thọ sự tình, giờ khắc này mới biết trong đại sảnh người trẻ tuổi kia là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong. Trương Ý Minh mở miệng nói rằng, ba, ta cho rằng Tình Tình cũng nói không sai, chỉ là nàng phương thức biểu đạt có chút kịch liệt, chúng ta từ trước cũng xem qua Diệp Thần Phong tư liệu, nếu để cho ta nói thật, Diệp Thần Phong đúng là không xứng với nhà chúng ta Hiểu Vân. Ba, ta cũng cho rằng Tình Tình nói không sai, Diệp Thần Phong chính là một cái vô năng công tử bột mà thôi, Tình Tình không dùng tới hướng về hắn nói xin lỗi, lại nói điều này cũng chỉ là tiểu bối trong lúc đó đấu võ mồm mà thôi, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tham gia đến trong đó đi. Chu Ngọc Hoa làm Trương Tình Tình mẫu thân, nàng đương nhiên là thiên giúp con gái của chính mình. Nghe được nhi tử cùng con dâu sau, Trương Khắp Núi là bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, Ý Minh, Ngọc Hoa, ta cũng rõ ràng các ngươi nói, nhưng ta vừa nãy cũng chỉ là tùy tiện vừa nói như thế, lại mà hiện tại Diệp Thần Phong đã có vị hôn thê, coi như ta nghĩ đem Hiểu Vân gả cho hắn cũng là không thể. Ta tuy rằng nhận cùng các ngươi nói tới, bằng không năm đó ta tuyệt đối sẽ kiên quyết để Hiểu Vân cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó đính dưới hôn ước, thế nhưng ta cùng Diệp Thần Phong ra ra là lúc tuổi còn trẻ bạn tốt, Diệp Thần Phong ra ra đã từng nhiều lần đã giúp ta, đã giúp chúng ta Trương gia, phần ân tình này chúng ta không thể quên a. Quên đi, các ngươi mang theo Tình Tình đi chuẩn bị ngày hôm nay tiệc mừng thọ đi. Để ta ông lão này đến cho Thần Phong nói lời xin lỗi, mặc kệ Thần Phong có phải là vô năng công tử bột, coi như xem ở ra ra hắn phần trên, ta cũng nhất định phải lời nói xin lỗi. Còn có Hiểu Vân hẳn là ngày hôm nay sẽ từ cục cảnh sát đi ra, tối hôm qua ở Phạm Thị số 1 trên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại các ngươi cũng không cần lo lắng Hiểu Vân hiện tại rất an toàn. Trương lão gia tử khoát tay áo một cái sau khi, hắn liền hướng về trong đại sảnh đi đến, kỳ thực tọa ở đại sảnh trên ghế salon Diệp Thần Phong, hắn đem bên ngoài nói chuyện là nghe được rõ rõ ràng ràng, dựa vào hắn nhạy cảm thính giác muốn làm đến điểm này căn bản không phải việc khó gì. Đối với người nhà họ Trương đối với cái nhìn của hắn, Diệp Thần Phong chỉ có thể ở trong lòng nở nụ cười chi, ngày hôm nay hắn là đến Trương gia nắm dược liệu, hay là quá kim hôm sau. Hắn liền sẽ không cùng Trương gia có bất kỳ gặp nhau, vì lẽ đó hắn cũng không đem người nhà họ Trương hướng về trong lòng đi. Thần Phong, ta thế Tình Tình nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta từ Trấn Hồng trong miệng biết rồi ngươi hiện tại cần một ít dược liệu, vừa vặn ta có thu gom quý giá dược liệu yêu thích, ta có thể giúp ngươi kiếm ra hai phân đến, ta đã giúp ngươi đóng gói được rồi, chờ ngươi ngày hôm nay tiệc rượu sau khi kết thúc, ta lại đem dược liệu cho ngươi, ngươi có thể ở trong trang viên tới trước nơi đi dạo. Ta tiệc mừng thọ hẳn là lập tức sẽ bắt đầu rồi. Trương Khắp Núi nói rằng, nếu Trương Khắp Núi đều đem nói tới cái này mức, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có an tâm ở đây tham gia xong tiệc mừng thọ. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong ở Trương gia thời điểm, Trần Tư Vũ đã đi tới cảnh vụ nơi Trần Kiến Quân trong phòng làm việc. Nam cả người đứng đầu thành Vạn Tùng, người đứng thứ hai từ Đông Xuân cùng với Đoạn Nam bọn người ở đây. Đoạn Nam các loại chờ, người là bởi từ chiều hôm qua bắt đầu liền vẫn chưa thấy Diệp Thần Phong, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tìm được cảnh vụ nơi bên này. Thành Vạn Tùng các loại chờ, người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Kiến Quân làm công máy vi tính để bàn desktop, màn hình, chỉ thấy trong màn ảnh hình ảnh rõ ràng là Diệp Thần Phong ở trên mặt biển chạy trốn, cùng với cuối cùng một quyền đem chiến lang thân thể đánh nổ video. Cái video này là Nam Cảng một cái công tử bột dùng điện thoại di động quay chụp hạ xuống, bị Trần Kiến Quân cho phim âm bản đi, đương nhiên Trần Kiến Quân cũng chưa quên đem cái kia công tử bột trong điện thoại di động video cắt bỏ, loại này video không tiện truyền bá ra ngoài. Thành Vạn Tùng các loại chờ người tỉ mỉ hiểu rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, một đám Nam Cảng công tử bột cũng vừa mới vừa bị thả ra cục cảnh sát, bọn họ nhìn màn hình máy vi tính bên trong không thể tưởng tượng nổi video. Trong lòng là khiếp sợ không thôi, cũng còn tốt chính là bọn họ đã sớm nhận định Diệp Thần Phong là thần tiên giống như nhân vật, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong có thể ở trên mặt biển chạy trốn, bọn họ cũng là có thể tiếp thu. Chúng ta cũng đi tham gia Trương Khắp Núi tiệc mừng thọ. Thành Vạn Tùng ở nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính sau một lúc lâu,
hắn đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn từ chân Tư Vũ trong miệng biết được Diệp Thần Phong đi tham gia Trương Khắp núi tiệc mừng thọ. Bây giờ Nam Cảng sự tình tạm thời cáo với đoạn, Diệp Thần Phong cũng có thể muốn rời khỏi Nam Cảng, vì lẽ đó Thành Vạn Tùng nhất định phải dành thời gian khỏe mạnh cùng Diệp Thần Phong vị này thần tiên giống như nhân vật quen thuộc quen thuộc. Vừa vặn chúng ta cũng thu được Trương Khắp núi thiệp mời, như vậy chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui đi. Đoạn Nam mở miệng nói rằng, Đoạn Nam các loại chờ người làm nước hoa y học quyền uy, mà Nam Cảng bệnh truyền nhiễm cũng được chữa trị được rồi, đối với loại này y học quyền uy Trương Khắp núi đương nhiên cũng là mời. Chỉ có điều Trương Khắp núi tuy rằng mời Nam Cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng Đoạn Nam các loại chờ cả đám, thế nhưng Trương Khắp núi biết những người này hầu như là sẽ không đi tham gia hắn tiệc mừng thọ, mà giờ khắc này, bởi vì Diệp Thần Phong, những người này toàn bộ chuẩn bị xuất phát đi tới Trương gia trang viên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 864, Thành Thằng Hề. 4 tháng hạ tuần tới gần vào tháng 5 Nam Cảng, khí trời đã là triệt để tăng trở lại, ấm rung rung ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, để y phục mặc có thêm người sẽ cảm giác được một tia nóng bức. Ngày hôm nay Nam Cảng Trương gia có thể nói là phi thường náo nhiệt, Trương gia làm Nam Cảng năm đại thương mại gia tộc một trong, Trương lão gia tử Trương Khắp núi tiệc mừng thọ đương nhiên sẽ tổ chức hấp tấp. Nam Cảng rất nhiều hơn đạt được mặt bàn thương mại gia tộc người, ngày hôm nay đều bị mời tới tham gia Trương lão gia tử tiệc mừng thọ. Sáng sớm 10 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, Nam Cảng Trương gia trang viên bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, từng chiếc chỉ có ở xe triển trên, thậm chí là trong tivi mới có thể nhìn thấy hào xe lái vào Trương gia trang viên, để Trương gia hết thảy bảo tiêu cùng hạ nhân bắt đầu trở nên bận rộn, toàn bộ Trương gia trang nhất thời có tiệc mừng thọ bầu không khí. Ở toàn bộ khổng lồ Trương gia trang bên trong vườn tổng cộng có 6 đống xa hoa biệt thự, vận động trường cùng với nhàn nhã giải trí phương tiện là không thiếu gì cả, loại này hết sức xa xỉ sinh hoạt là người bình thường cả đời đều khó mà với tới. Trương lão gia tử tiệc mừng thọ ở biệt thự số 3 bên trong cử hành, biệt thự số 3 bình thường chính là dùng để tổ chức các loại tiệc rượu, ngày hôm nay làm Trương lão gia tử tiệc mừng thọ, Trương gia đem Nam Cảng hết thảy đầu bếp nổi danh hầu như đều mời đi theo. Hơn nữa bận rộn ở biệt thự số 3 bên trong người phục vụ cùng một màu đều là nữ, những này nữ phục vụ viên mặc trên người màu đỏ sườn xám, mỗi một cái nhìn qua đều vô cùng đẹp mắt. Bởi ngày hôm nay là Trương Khắp núi tiệc mừng thọ, Trương Khắp núi muốn đi chiêu đãi rất nhiều khách mời, vì lẽ đó Diệp Thần Phong buồn bực ngán ngẩm ở biệt thự số 3 chu vi đi dạo, các loại chờ tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, bắt được Trương Khắp núi trong tay dược liệu, Diệp Thần Phong thì sẽ lập tức rời đi nơi này. Nếu Trương gia có người nhìn hắn phi thường không vừa mắt, như vậy hắn cũng không phải một cái yêu thích dùng nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông người. Chính là người này vừa nãy bắt nạt ta, hại ta bị ông nội ta xú mắng một trận. Trương Tình Tình ở biệt thự số 3 bên ngoài nhìn chung quanh một thoáng sau, ánh mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Thần Phong trên người, khí thế hùng hổ đi tới Diệp Thần Phong trước, ở Trương Tình Tình bên cạnh còn theo hai cái 10 tuổi thiếu niên. Hai người này thiếu niên một người trong đó thân thể khá là khỏe mạnh, một cái khác nhưng là dài đến xấu xí. Hai người này thiếu niên cùng Trương Tình Tình tuổi tác không chênh lệch nhiều. Ở Trương Tình Tình khó chịu trừng mắt Diệp Thần Phong sau khi, tên kia thân thể khỏe mạnh thiếu niên, hắn vẻ người lớn nảy sinh nói rằng, huynh đệ, ta nghe Tình Tình nói ngươi là kinh thành đến. Nơi này là Nam Cảng không phải là kinh thành, lại nói là một người nam nhân bắt nạt một người phụ nữ có gì tài ba. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Nam Cảng La Gia La Chí Sa, ca ca ta là La Vĩnh Thiên, ca ca ta nhưng là Nam Cảng trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử, ta khuyên ngươi vẫn là hướng về Tình Tình cúi đầu nói lời xin lỗi. Ở La Chí Sa ngông cuồng tự đại sau khi nói xong, tên kia xấu xí thiếu niên cũng gấp bận bịu mở miệng, phí lời liền bất hòa ngươi nhiều lời. Ta là Nam Cảng Uông Gia Uông Khắc Quân, ca ca ta là Vũng Đông. Tình Tình ở chúng ta trong vòng từ trước đến giờ là tiểu công chúa. Nếu để cho ta ca bọn họ biết ngươi bắt nạt Tình Tình. Không quan tâm ngươi là kinh thành đỉnh cấp công tử bột thiếu gia, vẫn là vô năng chó má rác rưởi, chúng ta bảo đảm để ngươi chịu không nổi. Xem ra này La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân đối với Trương Tình Tình có hảo cảm, ở hai người này uy hiếp một phen Diệp Thần Phong sau khi, Trương Tình Tình là đắc ý trừng mắt Diệp Thần Phong, nàng muốn xem đến Diệp Thần Phong ăn quả đắng dáng dấp. Đáng tiếc chính là Diệp Thần Phong trên mặt trước sau là không có chút rung động nào,
La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân ở Diệp Thần Phong trong mắt chính là hai cái không lớn lên thằng nhóc mà thôi. Thí lời nói xong sao? Nói xong lập tức cút cho ta. Diệp Thần Phong không có lớn tiếng rít gào, chỉ là hời hợt nói, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngươi cũng thật là khẩu khí thật là lớn, xem ra hôm nay không cho ngươi nếm thử lợi hại. Ngươi là sẽ không hướng về Tình Tình xin lỗi. La Chí Sa làm nóng người chuẩn bị hướng về Diệp Thần Phong động thủ. Chí Sa, đơn giản giáo huấn một thoáng cái này chán ghét ra hỏa là tốt rồi. Không muốn đem xương của hắn cho làm đứt đoạn mất, ai bảo cái tên này đối với tỷ tỷ ta lòng mang ý đồ xấu. Trương Tình Tình mỉm cười nói. Chí Sa, tiểu tử này hẳn là ở trong tay ngươi đi bất quá hai chiêu chứ. Uông Khắc Quân cũng lập tức cười trêu nói. Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nơi nào đối với Trương Tình Tình tỷ tỷ Trương Hiểu Vân lòng mang ý đồ xấu. Hắn vẫn đúng là hoài nghi Trương Tình Tình có ảo tưởng chứng, Trương Tình Tình ngày hôm nay lại nhiều lần nhằm vào Diệp Thần Phong, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng đã bắt đầu có chút khó chịu, bây giờ thấy La Chí Sa còn muốn động thủ với hắn, như vậy hắn cũng không cần thiết khách khí cái gì. Tiểu tử, theo ta đến bên cạnh đi, là nam nhân chúng ta ngay khi dưới tay thấy cao thấp. La Chí Sa phi thường thô lỗ muốn kéo trụ Diệp Thần Phong cổ áo. Điều này làm cho Diệp Thần Phong lông mày đúng là hơi nhíu nhíu, ở La Chí Sa bàn tay muốn chạm được Diệp Thần Phong cổ áo thì, nguyên bản Trương Tình nắng ấm Uông Khắc Quân cho rằng Diệp Thần Phong sẽ bị La Chí Sa lôi đi, dù sao La Chí Sa thực lực bọn họ cũng đều biết, La Chí Sa nhưng là ca ca hắn La Vĩnh Thiên tự mình huấn luyện ra, thân thủ đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà, một giây sau, một tiếng. La Chí Sa thân thể đột nhiên bay ra có chừng 10 thước xa, cả người camera lợn chết như thế ngã sấp xuống ở trên mặt đất, Trương Tình nắng ấm Uông Khắc Quân là triệt để dại ra ở, bọn họ căn bản không nhìn thấy Diệp Thần Phong ra tay, thật giống là La Chí Sa chính mình bay ra ngoài như thế. Diệp Thần Phong lạnh lẽo con mắt nhìn kỹ Trương Tình nắng ấm Uông Khắc Quân, nói rằng, không muốn nỗ lực đến thử thách ta kiên trì, biết chạm được ta điểm mấu chốt kết quả sẽ là cái gì không? Bị Diệp Thần Phong lạnh lẽo con mắt nhìn kỹ, Uông Khắc Quân là bị dọa đến toàn thân run cầm cập lên, vừa nãy La Chí Sa muốn đưa tay lôi kéo Diệp Thần Phong cổ áo, điều này làm cho Diệp Thần Phong làm sao vẫn có thể đối với La Chí Viễn khách khí một ít. Đối với những này ngớ ngẩn gia tộc lớn thiếu gia, Diệp Thần Phong không ngại để bọn họ gãy tay gãy chân, bất quá, ngày hôm nay tốt xấu cũng là Trương lão gia tử tiệc mừng thọ, Diệp Thần Phong ra tay vẫn có đúng mực. Vì lẽ đó La Chí Sa thân thể không có chuyện gì. Ta nói ngươi cái cô nàng, ngươi chẳng lẽ có ảo tưởng chứng không được sao? Ngươi đối với những khác người sái đại tiểu thư tính khí, sái ngạo mạn, này không liên quan ta Diệp Thần Phong đánh giắm, nếu như ngươi lại để ta khó chịu, ngươi có tin ta hay không đem y phục của ngươi đều lột sạch? Không có chuyện gì, các ngươi liền cho ta cút sang một bên, ta không rảnh bồi mấy người các ngươi thằng nhóc hồ đồ. Diệp Thần Phong nhìn Trương Tình Tình nói rằng, điều này làm cho Trương Tình Tình là trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, nước mắt ở viền mắt bên trong bắt đầu không ngừng mà đảo quanh. Một mặt oan ức trừng mắt Diệp Thần Phong, đối với Diệp Thần Phong sự thù hận là kịch liệt tăng vọt. Nhưng mà, Diệp Thần Phong bên này gây ra động tĩnh quá to lớn, rất nhanh sẽ gây nên sự chú ý của người khác lực, Trương lão gia tử Trương khắp núi cùng mặt khác hai cái ông lão hướng này vừa đi tới. Hai người này ông lão phân biệt là Nam Cảng La Gia gia chủ La Bên Trong Thư cùng Nam Cảng Uông Gia gia chủ Uông Bắc Giang. La Bên Trong Thư đang nhìn đến chính mình tiểu tôn tử nằm ở trên mặt đất, hắn vội vàng đem La Chí Sa phủ lên, lúc này La Chí Sa trong đầu còn chóng mặt. Nhìn thấy chính mình tiểu tôn tử như vậy dáng dấp chật vật, La Bên Trong Thư là có chút phẫn nộ rồi. Trương khắp núi, La Bên Trong Thư cùng Uông Bắc Giang đi tới Diệp Thần Phong các loại chờ, người trước. Trương khắp núi nhìn thấy đỏ cả vành mắt tiểu tôn nữ, lông mày của hắn không khỏi cau lên đến, hỏi Thần Phong, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương gia gia, người tiểu tôn nữ để hai người kia để giáo huấn ta, bất quá cũng còn tốt thân thủ của ta không sai, bọn họ chưa hề đem ta giáo huấn thành công. Diệp Thần Phong chỉ La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân nói rằng. Uông Bắc Giang nhìn thấy chính mình tiểu tôn tử Uông Khắc Quân sắc mặt tái nhợt dáng dấp. Hắn lửa giận trong lòng cũng bắt đầu cháy rừng rực, hỏi, khắp núi, người trẻ tuổi này là ai? Đánh như thế nào người còn có đạo lý? Đúng vậy, khắp núi, ngày hôm nay là người tiệc mừng thọ.
hắn ở ngươi tiệc mừng thọ trên động thủ, này không phải không cho mặt mũi của ngươi sao? La bên trong thư cũng lập tức phụ họa nói, ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt Diệp Thần Phong. Ở Trương khắp núi các loại chờ người xuất hiện ở đây sau khi, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Trương khắp núi nhi tử Trương Ý Minh cùng người vợ Chu Ngọc Hoa cũng đi tới, ở đơn giản hiểu rõ đến tình huống sau khi. Lại nhìn thấy chính mình con gái nhỏ đỏ cả vành mắt dáng dấp, hai người bọn họ ánh mắt không quen nhìn về phía Diệp Thần Phong. Gia Gia, Gia Gia, là Diệp Thần Phong động thủ trước, nàng vốn là không cho Gia Gia mặt mũi của ngài, ngày hôm nay rõ ràng là Gia Gia ngài tiệc mừng thọ. Hắn nhưng còn ở ngài tiệc mừng thọ trên quấy rối, ngài chẳng lẽ còn muốn cho người như thế lưu lại sao? Trương Tình Tình nhìn thấy La bên trong thư cùng Uông Bắc Giang đối với Diệp Thần Phong định ý sau. Nàng lập tức mở miệng nói rằng, Trương gia cùng hai gia tộc này đều là có trên phương diện làm ăn lui tới, vì lẽ đó Trương khắp núi cũng không tốt bác La bên trong thư cùng Uông Bắc Giang, huống hồ hắn cũng cảm thấy Diệp Thần Phong làm có chút quá đáng, như thế nào đi nữa bảo hôm nay cũng là hắn tiệc mừng thọ a. Không biết, này đã là Diệp Thần Phong cho Trương khắp núi mặt mũi, bằng không ngày hôm nay La Chí Sa tuyệt đối từ trên mặt đất bò không đứng lên. Trong thân thể xương còn phải muốn đứt rời thật nhiều dễ cái. Gia Gia, tiểu tử này bắt nạt Tình Tình, ta chỉ là muốn để tiểu tử này cho Tình Tình xin lỗi mà thôi. Bị rơi thất điên bát đảo La Chí Sa quay về Gia Gia của chính mình La bên trong thư nói rằng. Gia Gia, ta cũng là nhìn thấy tiểu tử này bắt nạt Tình Tình, ta mới muốn giúp Tình Tình đòi một lời giải thích. Uông Khắc Quân cũng gấp bận bịu quay về Gia Gia của hắn Uông Bắc Giang nói rằng. Khắp núi. Chuyện bây giờ rất rõ ràng, tiểu tử này không riêng động thủ đánh ta tôn tử, còn bắt nạt ngươi tôn nữ, đồng thời quấy rối ngươi tiệc mừng thọ, ngươi xem phải làm gì? La bên trong thư mặt không biến sắc hỏi. Trương khắp núi trong lòng là một trận cười khổ, dù sao Diệp gia thế lực ở kinh thành, ngày hôm nay nếu như đem La gia cùng Uông gia đắc tội rồi, như vậy e sợ đối với Trương gia phi thường bất lợi, mà giữa lúc Trương khắp núi thời điểm do dự. Con trai của hắn Trương Ý Minh cùng con dâu Chu Ngọc Hoa đi tới, Trương Ý Minh thấp giọng nói rằng, ba, Diệp Thần Phong không thích hợp ở lại chỗ này, ngài cùng Diệp Thần Phong Gia Gia là bạn tốt, ngài đối với Diệp Thần Phong Gia Gia nói rõ tình huống của hôm nay sau. Ta nghĩ Diệp Lão Gia Tử cũng sẽ không nói thêm cái gì, huống hồ Diệp gia thế lực ở Kinh Thành, Nam Cảng làm nước hoa khu vực đặc biệt, Diệp gia tay cũng thân không tới chúng ta bên này. Đúng vậy, ba, Ý Minh nói không sai. Chu Ngọc Hoa cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong đem Trương khắp núi các loại chờ người thấp giọng nói chuyện là nghe được rõ rõ ràng ràng, trên mặt hắn tự giễu cười một tiếng nói, Trương Gia Gia, vậy ta ngày hôm nay liền không quấy rầy, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Thần Phong, ngày hôm nay là Trương Gia Gia xin lỗi ngươi, ngươi muốn những dược liệu kia ta đã khiến người ta phóng tới bên cạnh xe của ngươi một bên, trở lại kinh thành sau thay ta hướng về Gia Gia của ngươi hỏi rõ tốt. Trương khắp núi có chút lúng túng nói. Trương Gia Gia, những dược liệu kia tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ lập tức đem tiền đánh cho ngươi. Diệp Thần Phong thuận miệng hỏi. Không cần, ta cùng Gia Gia ngươi là bạn bè cũ. Trương khắp núi hồi đáp. Được, nếu Trương Gia Gia không cần tiền, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, gần nhất Trương Gia Gia hẳn là thường thường mất ngủ nhiều mộng chứ. Ta hiện tại mở một bộ phương thuốc cho Trương Gia Gia ngươi. Bảo đảm Trương Gia Gia ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Thần Phong không thích nợ ơn người khác, hắn ở vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy Trương khắp núi thì, liền cảm thấy Trương khắp núi tình huống thân thể không ra sao, hắn cho Trương khắp núi mở bộ này phương thuốc có thể nói là thiên kim khó cầu, nếu như Trương khắp núi uống lâu dài, bảo đảm có thể kéo dài Trương khắp núi 5 năm tuổi thọ, vậy cũng là thanh toán cho Trương khắp núi những dược liệu này chi phí. Diệp Thần Phong, ngươi hiện tại có thể lập tức rời đi Trương gia trang viên, ngươi cũng không phải là muốn vu vạ chúng ta nơi này đi. Còn nói cái gì cho ông nội ta hốt thuốc, còn bảo đảm ông nội ta có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi mở ra đến dược mới có thể uống sao? Thực sự là quá buồn cười. Trương Tình Tình chê cười nói. Gần nhất Trương khắp núi đúng là mất ngủ nhiều mộng, bị Diệp Thần Phong một lời vạch trần sau, trong lòng của hắn còn có chút khiếp sợ. Bây giờ nghe được cháu gái của mình lời nói này, trong lòng của hắn mới buồn cười lắc lắc đầu, hắn xác định Diệp Thần Phong là mèo mù gặp cá rán, Diệp Thần Phong lại không phải bác sĩ. Hắn nơi nào sẽ mở thuốc gì phương, còn đem phương thuốc nói thần kỳ như vậy.
Điều này làm cho Trương Khắp Núi đối với Diệp Thần Phong sản sinh căm ghét. Thần Phong, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Trương Khắp Núi mở miệng nói rằng. Diệp Thần Phong bắt lấy Trương Khắp Núi trên mặt căm ghét, hắn tùy ý nhún nhún vai, ngược lại hắn thủ lao là đưa ra đến rồi, nếu Trương Khắp Núi chính mình không muốn, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn cầm Trương Khắp Núi những dược liệu kia cũng yên tâm thoải mái, chuẩn bị hướng về bên trong trang viên bãi đậu xe đi đến. Nhìn thấy chu vi tất cả mọi người chỉ trỏ trỏ, ở trước mặt nhiều người như vậy bị ép rời đi trang viên, ở Trương Tình Tình xem ra Diệp Thần Phong là đã biến thành một cái thằng hề, tâm tình của nàng trong chớp mắt rộng rãi sáng sủa. Mà giữa lúc Diệp Thần Phong muốn lúc rời đi, từ trong cục cảnh sát được thả ra một đám nam cảng công tử bột đi tới Trương gia trang viên, này một đám nam cảng công tử bột trong nhà đều bị mời tới tham gia ngày hôm nay tiệc mừng thọ. Vì lẽ đó bọn họ rời đi cục cảnh sát sau lập tức liền đến Trương gia trang viên, trong đó La Vĩnh Thiên, Vũng Đông cùng Trương Hiểu Vân đi ở phía trước nhất. Cho tới nam cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng, người đứng thứ hai từ Đông Xuân cùng Đoạn Nam các loại chờ người, bọn họ cũng đều sắp đến Trương gia trang viên. Trương gia trang viên biệt thự số 3 trước mặt, ở đây người trẻ tuổi đối với Diệp Thần Phong là đầu đi tới khinh bỉ cùng cười nhạo ánh mắt, có mấy người thậm chí không để ý trường hợp bật cười lên. Đối mặt những này cười nhạo cùng xem thường, Diệp Thần Phong thật sự thành thằng hề. Vẫn là những này cười nhạo Diệp Thần Phong người mới thật sự là thằng hề. Chương 865, thản nhiên tự nhiên, nhân vật tiêu điểm. Trương Tình Tình nhìn thấy Diệp Thần Phong xoay người tức sắp rời đi bóng lưng, nàng viền mắt bên trong nước mắt đã sớm là thu khô rồi, trong lòng cười mặt như hoa thầm nghĩ, Diệp Thần Phong ngươi chính là chỉ cóc ghẻ mà thôi. Đừng tưởng rằng ta không biết người đến chúng ta Trương gia mục đích, người nhất định là vì tỷ tỷ ta mà đến, tỷ tỷ ta căn bản không phải ngươi loại phế vật này có thể chia sẻ. Phía trên thế giới này có mấy người chính là yêu thích tự cho là, Trương Tình Tình cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu như Diệp Thần Phong là vô năng rác rưởi, như vậy bị Diệp Thần Phong dễ như ăn cháo ném ra La Chí Xa lại là cái thá gì? Bị Diệp Thần Phong ánh mắt sợ đến toàn thân run uông Khắc Quân lại là cái thá gì? Bọn họ chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Cộc 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 cộc. Hỗn độn tiếng bước chân do xa tới gần hưởng lên, ở Diệp Thần Phong vừa mới đi ra hai bước thời điểm, La Vĩnh Thiên, Vũng Đông cùng Trương Hiểu Vân các loại chờ, nam cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư xuất hiện, trải qua một cái dường như ác mộng giống như buổi tối. Những này nam cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, từng cái có vẻ là có chút tiểu tụy, tương tự đi ngang qua tối ngày hôm qua sau. Một người đàn ông bóng người sâu sắc khác ở trong lòng bọn họ. Khi, làm, La Vĩnh Thiên cùng Trương Hiểu Vân các loại chờ người xuất hiện ở Trương gia trang viên biệt thự số 3 trước mặt, khi bọn họ nhìn thấy sắp muốn rời khỏi Diệp Thần Phong thì, bọn họ từng cái trong con ngươi nhất thời bắn ra hừng hực ánh sáng đến. Ở những đại gia tộc này thiếu gia trong mắt, Diệp Thần Phong chính là bọn họ thần tượng. Ở những đại gia tộc này tiểu thư trong mắt, Diệp Thần Phong chính là các nàng ái mộ đối tượng. Liền ngay cả Trương gia Trương Hiểu Vân cũng đối với Diệp Thần Phong sản sinh từng tia ái mộ tâm ý. Ở La Vĩnh Thiên các loại chờ người xuất hiện sau khi, La gia gia chủ La bên trong thư mở miệng nói rằng, Khắp Núi. Xem ra bang này thằng nhóc con đều không có chuyện gì, ta chỉ nghe nói tối hôm qua Kim gia tiểu tử thật giống chết ở Phạm thị số 1 trên, còn có Phạm gia rất nhớ xảy ra đại sự tình gì. Trương Khắp Núi tâm tình không thế nào tăng vọt gật gật đầu. Bọn họ những người này còn không rõ ràng lắm tối hôm qua phát sinh ở Phạm thị số 1 trên sự tình đây. Diệp Thần Phong, ngươi làm sao còn không rời đi? Có phải là nhìn thấy tỷ tỷ ta trở về, ngươi không nhúc nhích đường? Trương Tình Tình nhìn càng đi càng gần Trương Hiểu Vân, không kiêng dè chút nào chào phúng Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Hiện tại ca ca của ta La Vĩnh Thiên trở về, ca ca ta một cái tay ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. La Chí Xa cũng khó chịu mở miệng nói. Tiểu tử, cút nhanh lên trứng đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Uông Khắc Quân thật giống xong quên hết rồi vừa nãy hắn bị Diệp Thần Phong ánh mắt sợ đến toàn thân run cảnh tượng, xem thường hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng. Nhưng mà, đi tới biệt thự số 3 trước mặt La Vĩnh Thiên các loại chờ người, bọn họ không có trước tiên hướng về chính mình trưởng bối trong nhà Vân An, không hẹn mà cùng đứng thẳng ở Diệp Thần Phong trước. Tính cách phóng khoáng La Vĩnh Thiên, cung kính hỏi, lão đại. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài ngày hôm nay cũng là tới tham gia Trương lão gia tử tiệc mừng thọ.
sau đó ta nhất định phải cùng lão đại ngài khỏe mạnh uống mấy chén rượu. Lão đại, mới một buổi tối không gặp mặt, ta nhưng là muốn tử ngươi. Lão đại ngươi nhất định phải truyền thụ cho ta hai chiêu công phu phòng thân a. Uông Gia Vũng Đông cũng gấp bận bịu mở miệng nói rằng. Lão đại, sau đó ta muốn cùng ngài ngồi cùng một chỗ, chúng ta sảng khoái uống mấy chén. Mẹ kiếp, ngày hôm nay ai dám giành giật với ta cùng lão đại ngồi ở trên một cái bàn, ta tuyệt đối với ai liều mạng. Theo La Vĩnh Thiên cùng Vũng Đông cung kính mở miệng sau, còn lại một đám nam cảng công tử bột các thiếu gia cũng từng cái mở miệng, còn những kia nam cảng gia tộc lớn các tiểu thư. Các nàng đương nhiên là thật không tiện gọi Diệp Thần Phong vì là lão đại, chỉ có thể từng cái ẩn tình đưa tình nhìn kỹ Diệp Thần Phong, từng đôi trong con ngươi xinh đẹp là tràn ngập đối với Diệp Thần Phong yêu thương. Bất thình lình tất cả là triệt để người ở chỗ này há hốc mồm, Trương Tình Tình, La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân chờ ở chàng người trẻ tuổi là trợn to hai mắt, phải biết La Vĩnh Thiên các loại chờ người là nam cảng đỉnh cấp công tử bột. Có thể làm cho La Vĩnh Thiên các loại chờ, người đồng thời hô một tiếng lão đại người, từ trước ở Nam Cảng còn chưa có xuất hiện quá. Nhưng hôm nay tình cảnh này nhưng phát sinh ở trước mắt của bọn họ, để nguyên bản ở trong mắt tất cả mọi người trở thành thằng hề Diệp Thần Phong ở trong khoảnh khắc đột kích ngược. La Vĩnh Thiên các loại chờ, người cử động đồng dạng để người nhà của bọn họ cảm thấy hiếu kỳ, đặc biệt là Trương Khắp Núi, La bên trong thư cùng Uông Bắc Giang. La bên trong thư cùng Uông Bắc Giang nhưng không thường rõ ràng bọn họ đại tôn tử La Vĩnh Thiên cùng Vũng Đông, hai người kia nhưng là mười phần ngạo tức giận, căn bản sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, mà trước mắt nhưng cực kỳ cung kính xưng hô Diệp Thần Phong vì là lão đại rồi. Liền ngay cả Trương Khắp Núi cũng phát hiện hắn đại tôn nữ Trương Hiểu Vân không đúng, hắn phát hiện Trương Hiểu Vân nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong con ngươi tràn ngập một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Giữa lúc La Vĩnh Thiên các loại chờ người ở Trương gia trang viên gặp phải Diệp Thần Phong mà thời điểm hưng phấn, giữa lúc những người còn lại bị La Vĩnh Thiên các loại chờ, người cử động khiếp sợ thời điểm, một tên Trương gia bảo tiêu vội vội vàng vàng chạy tới, thân thể có chút hơi run, quay về Trương Khắp Núi cung kính nói, lão gia, nam cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân các loại chờ, người trước đến bái phỏng, xe của bọn họ chính đứng ở trang viên bên ngoài. Tên này Trương gia bảo tiêu như một tảng đá ném vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, để Trương Khắp Núi các loại chờ, người ngay đầu tiên tỉnh táo lại, mọi người ở đây nhất thời đem La Vĩnh Thiên các loại chờ, người đối với Diệp Thần Phong cung kính thái độ cho ném ra sau đầu, La bên trong thư cười nói, Khắp Núi, mặt mũi của ngươi còn thật là lớn a. Dĩ nhiên đem hai vị kia đều mời tới. Khắp Núi, chúng ta có phải là ra đi nghênh đón một thoáng? Uông Bắc Giang cũng lập tức nói rằng, được, đại gia cùng ta cùng đi ra ngoài nghênh tiếp. Trương Khắp Núi tuy rằng trong đầu tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng vẫn là lập tức truyền đạt chỉ thị. Nam cả người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai từ Đông Xuân đều đến rồi, điều này làm cho người ở chỗ này đã quên Diệp Thần Phong sự tình, từng cái tùy tùng chính mình trưởng bối hướng về trang viên đi ra ngoài, mà La Vĩnh Thiên các loại chờ, người nhưng là nhìn Diệp Thần Phong, phảng phất đang đợi Diệp Thần Phong chỉ thị. Diệp Thần Phong đối với La Vĩnh Thiên các loại chờ, người thái độ vẫn tương đối thỏa mãn, thuận miệng nói rằng các ngươi cũng tùy tùng chính mình trưởng bối đi ra ngoài đi. Khi chiếm được Diệp Thần Phong cho phép sau khi, La Vĩnh Thiên các loại chờ, người lúc này mới cũng hướng về trang viên bên ngoài đi đến, mà Diệp Thần Phong nhưng là hướng về trang viên bãi đậu xe đi tới, nếu bây giờ dược liệu đều đặt ở xe của hắn bên cạnh, như vậy hắn cũng không cần thiết ở lại trong trang viên. Khi làm Trương Khắp Núi các loại chờ cả đám vội vội vàng vàng đi tới cửa trang viên thời điểm, nam cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng, người đứng thứ hai từ Đông Xuân, cảnh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân cùng đoạn nam các loại chờ một đám y học quyền uy đã đi xuống xe. Khi làm Trương Khắp Núi các loại chờ người nhìn thấy không ngừng Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Xuân đến rồi, liền Trần Kiến Quân cùng đoạn nam các loại chờ y học quyền uy đều đến rồi. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, lúc nào Trương gia lại trở nên lớn như vậy. Liền ngay cả Trương Khắp Núi trong lòng cũng sản sinh đồng dạng nghi hoặc. Đoạn Nam cùng Lục Sinh Vinh các loại trợ y học quyền uy, ở bên ngoài người xem ra, lần này Nam cảng bệnh truyền nhiễm là những người này chữa trị xong, nếu như có thể giao hảo những này y học quyền uy, tương lai nếu như sinh cái gì bệnh nghiêm trọng chứng, để những này y học quyền uy ra tay. Sống tiếp tỷ lệ nhất định có thể tăng lên rất nhiều,
dù sao bọn họ những đại gia tộc này bên trong người, tiền đều là mấy đời cũng xài không hết, đối với bọn hắn tới nói quan trọng nhất chính là có thể quá nhiều hoạt mấy năm. Thành Vạn Tùng, Từ Đông Xuân cùng Đoạn Nam các loại chờ người đi ở phía trước nhất, còn Chân Tư Vũ cùng Đoạn Thiên Thủy các loại chờ trẻ tuổi chỉ có thể đi theo sau, Trương Khắp Núi các loại chờ người là từng cái cười hướng về Thành Vạn Tùng bọn họ vấn an, mà Thành Vạn Tùng bọn họ chỉ là tính chất tượng trưng ứng phó rồi một thoáng, ánh mắt ở trong đám người thật giống đang tìm cái gì người như thế. Xem là Vạn Tùng bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần Phong bóng người, chuẩn bị mở miệng hỏi do thời điểm, một chiếc Mercedes chậm rãi từ trong trang viên sử đi ra, ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến không chỉ có Thành Vạn Tùng các loại chờ, người tới tham gia Trương Khắp Núi tiệc mừng thọ, liền ngay cả Đoạn Nam mấy người cũng đều đến rồi, điều này làm cho hắn rõ ràng những người này hẳn là đều là hắn mà đến. Trần Kiến Quân một chút liền nhận ra này chiếc Mercedes xe, dù sao chiếc xe này là hắn cho Diệp Thần Phong sắp xếp, hắn nói khẽ với Thành Vạn Tùng các loại chờ người nói thầm mấy câu thoại. Khi làm Trương Khắp Núi các loại chờ người nhìn thấy Thành Vạn Tùng ánh mắt của bọn họ tập trung ở, chiếc kia từ trong trang viên mở ra đến màu đen chạy băng băng trên thì, Trương Khắp Núi các loại chờ người cho rằng Thành Vạn Tùng bọn họ là không hài lòng có xe hiện tại từ trong trang viên chạy khỏi đến. Trương Khắp Núi mặc dù biết thân phận của Diệp Thần Phong, thế nhưng hắn sợ Diệp Thần Phong đắc tội rồi Thành Vạn Tùng bọn họ, đến thời điểm Thành Vạn Tùng bọn họ đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn liền gay gâu, vì lẽ đó Trương Khắp Núi lập tức đi tới chạy băng băng bên cạnh, muốn đi mở cửa xe, để Diệp Thần Phong trước tiên xuống xe thời điểm, chỉ thấy Thành Vạn Tùng các loại chờ người so với Trương Khắp Núi nhanh hơn một bước, Thành Vạn Tùng quay về Trương Khắp Núi, nói rằng, ngươi lui qua một bên là được. Sau đó, làm nam cả người đứng đầu Thành Vạn Tùng trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra chạy băng băng cửa xe, dường như một cái chuyên nghiệp tài xế giống như vậy. Khi làm Diệp Thần Phong đi xuống Bôn Trì xa thời điểm, Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Xuân hai người vội vã cung kính hỏi, Diệp tiên sinh, ngài đây là muốn rời đi sao? Sư phụ, lẽ nào tiệc rượu kết thúc? Mấy người chúng ta đều tới chậm sao? Đoạn nam các loại chờ y học quyền uy cũng cung kính hỏi. Thái sư tổ, nếu tiệc rượu đã kết thúc, như vậy chúng ta hiện tại có thể đi trở về, người lại có thể chỉ điểm một chút chúng ta y thuật. Đoạn Thiên Thủy vô cùng hưng phấn nói, Diệp Thần Phong truyền thụ kiến thức y học, nhưng là để hắn được lợi rất nhiều. Trang viên ở ngoài, ánh mặt trời chói mắt dưới. Diệp tiên sinh, sư phụ, thái sư tổ, các loại tôn kính xưng hô từ Thành Vạn Tùng các loại chờ nhân khẩu bên trong cung kính nói ra. Điều này làm cho Trương Khắp Núi các loại chờ, người là triệt để sửng sốt, Trương Khắp Núi mặc dù biết thân phận của Diệp Thần Phong, thế nhưng hắn cũng tương tự biết trống trơn dựa vào Diệp Thần Phong công tử bột thân phận, làm sao có khả năng để Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Xuân như vậy cung kính. Còn để Đoạn Nam các loại chờ y học quyền uy xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ. Bất thình lình tất cả để ở đây rất nhiều người đầu là triệt để đường ngắn, mà Trương Tình Tình, La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân. Bọn họ đang nhìn đến liền nam cả người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đều đối với Diệp Thần Phong cung kính như thế. Ba người bọn hắn trong lòng hoảng loạn cả lên. Phải biết La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân vừa nãy khiêu khích quá Diệp Thần Phong. Nếu như Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Xuân phải giúp Diệp Thần Phong nguôi giận, mà đối phó hai người bọn họ gia tộc, như vậy hai người bọn họ sắp trở thành gia tộc tội nhân thiên cổ. Đối mặt tất cả mọi người khiếp sợ, đối mặt Thành Vạn Tùng các loại chờ, người tôn kính. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là thản nhiên tự nhiên, hắn trong nháy mắt từ nhỏ xấu đã biến thành nhân vật tiêu điểm, trên người ánh sáng liền ngay cả Trương Khắp Núi bọn người không dám nhìn thẳng. Chương 866, là ta không xứng với hắn. Ánh mặt trời ấm áp từ giữa bầu trời chiếu nghiêng xuống, những kia vừa nãy cười nhạo cùng chào phúng quá Diệp Thần Phong người, ở Thành Vạn Tùng bọn họ mở miệng sau khi, từng cái là đứng tại chỗ trong nháy mắt hóa đá. Những người này không nghĩ ra Diệp Thần Phong làm sao có thể làm cho Thành Vạn Tùng các loại chờ, người khúm núm. Lời nói không êm tai, coi như là kinh thành kim tự tháp đỉnh những lão già kia đến rồi, e sợ nam cả người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai Từ Đông Xuân cũng sẽ không đem tư thái thả thấp như vậy, thậm chí không tiếc tự mình đi vì là Diệp Thần Phong mở cửa xe. Còn có Đoạn Nam các loại chờ, nước Hoa y học quyền uy, những này lão già ở nước Hoa y học giới. Có thể đều là kể đến hàng đầu nhân vật, ở đây Trương Khắp Núi, là bên trong thư cùng Uông Bắc Giang các loại chờ người,
bọn họ lúc trước tiếp xúc qua Đoạn Nam các loại trợ y học quyền uy, bọn họ biết những này lão giả trong xương đều là tràn ngập ngạo tức giận, căn bản không thể sẽ tùy tùy tiện tiện xưng hô một người trẻ tuổi là sư phụ, trừ phi Diệp Thần Phong có hàng thật đúng giá bản lĩnh, đồng thời bản lãnh của hắn đủ khiến Đoạn Nam các loại trợ người thuyết phục. Đi xuống chạy băng băng Diệp Thần Phong, hắn nhìn ngây người như phỗng mọi người, tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, tiệc mừng thọ còn chưa có bắt đầu, người nơi này không hoan nghênh ta kế tục lưu lại, ta nên tính là bị đuổi ra ngoài đi. Diệp Thần Phong vốn là dự định cho Trương Khắp Núi lưu chút mặt mũi, nhưng đáng tiếc chính là hắn có thể thấy, kỳ thực Trương Khắp Núi trong lòng cũng đối với hắn không tồn tại hảo cảm gì, Diệp Thần Phong không phải một cái yêu thích làm oan chính mình người. Huống chi hắn nói câu nói này là sự thực, hắn xác thực là bị đuổi ra ngày hôm nay trận này tiệc rượu. Diệp Thần Phong lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, thành vạn tùng các loại chờ người ở sửng sốt một chút sau khi, từng cái trong nháy mắt nghiêm mặt đến, ở thành vạn tùng cùng từ Đông Xuân các loại chờ, người xem ra Diệp Thần Phong như vậy thần tiên nhân vật hẳn là tuyệt đối phải tôn kính, mà ở Đoạn Nam, Lục Sinh Vinh cùng Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người xem ra, sư phụ của bọn họ. Bọn họ Thái Sư Tổ không phải những người khác có thể mạo phạm, sư phụ của bọn họ Thái Sư Tổ có thể tới tham gia ngày hôm nay trận này tiệc mừng thọ. Người nơi này hẳn là hoan hô nhảy nhót mới đúng, mà kết quả đây. Những này ngớ ngẩn dĩ nhiên không hoan nghênh Diệp Thần Phong. Thành Vạn Tùng làm nam cả người đứng đầu, lập tức lộ ra người bề trên khí thế đến, cau mày ở trong đám người nhìn quét một lần. Rất mau đem ánh mắt tập trung ở La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân trên người, bởi vì hai người này đang nhìn đến Thành Vạn Tùng các loại chờ, người thái độ đối với Diệp Thần Phong sau khi, hai người bọn họ lại nghĩ tới vừa nãy đắc tội Diệp Thần Phong sự tình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có chút hồng hào, thân thể còn run lập cập, để Thành Vạn Tùng không chú ý đến hai người kia cũng khó khăn a. Hai người các ngươi đứng ra cho ta, Thành Vạn Tùng chỉ vào La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân quát lên. Thân là nam cả người đứng đầu, Thành Vạn Tùng nhãn lực còn là vô cùng tốt, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến hai người này khẳng định cùng Diệp Thần Phong sự tình có quan hệ. La Chí Sa cùng Uông Khắc Quân bọn họ đương nhiên không dám vi phạm Thành Vạn Tùng mệnh lệnh. Hai người hoang mang hoảng loạn từ trong đám người đi ra, mà nguyên bản đứng ở hai người này bên cạnh Trương Tình Tình. Sắc mặt của nàng cũng không ngừng mà biến hóa, hàm răng chăm chú cắn môi. Nàng không nghĩ ra vì sao nam cả người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đối với Diệp Thần Phong sẽ như vậy tôn kính. Thành Vạn Tùng nhìn ra được Uông Khắc Quân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, liền ánh mắt của hắn trừng mắt Uông Khắc Quân, quát lên, đem vừa nãy phát sinh ở chuyện nơi đây cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, nếu như ngươi có mảy may ẩn giấu, bị ta sau đó biết rồi. Ta bảo đảm ngươi cùng gia tộc của các ngươi đem không cách nào ở Nam Cảng tiếp tục phát triển. Trương Khắp Núi, là bên trong thư cùng Uông Bắc Giang bọn họ đang nhìn đến Thành Vạn Tùng thật sự phát cáu, từng cái trong lòng là gấp như con kiến trên chảo nóng, đặc biệt là la bên trong thư cùng Uông Bắc Giang, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này năng lượng dĩ nhiên khổng lồ như thế. Liền nam cả người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở trước mặt hắn đều muốn khúm núm. Bị Thành Vạn Tùng lớn tiếng quát lớn Uông Khắc Quân, hai chân của hắn bên trong là càng ngày càng như nhũn ra. Hoàn toàn quên vừa nãy là làm sao đối với Diệp Thần Phong kêu gào, trong đầu của hắn là trống rỗng, nghiễm nhiên là mất đi năng lực suy tư, rõ ràng mười mươi đem Trương Tình Tình xin nhờ hắn cùng La Chí đi xa khiêu khích Diệp Thần Phong. Cùng với sau khi Diệp Thần Phong bị ép buộc đuổi ra tiệc mừng thọ, đến cuối cùng Diệp Thần Phong đưa ra phải cho Trương Khắp Núi mở phó phương thuốc sự tình, Uông Khắc Quân đồ đầu đuôi nói ra. Ở Uông Khắc Quân đem sự tình toàn bộ bê ra sau khi... Điều này làm cho Thành Vạn Tùng các loại chờ, người là càng thêm sự phẫn nộ, mà tối hôm qua bị Diệp Thần Phong cứu là Vĩnh Thiên các loại chờ, Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ từng cái cũng là xấu hổ không ngớt, bọn họ là đang vì mình người nhà mà cảm thấy xấu hổ. Quên đi, nếu nơi này không hoan nghênh ta, như vậy ta rời đi là tốt rồi. Diệp Thần Phong vẫn còn có chút nhẹ dạ, dù sao Trương gia cùng Diệp gia vẫn còn có chút ngọn nguồn. Diệp tiên sinh, ta làm sao có thể để ngài nhận không cái này khí đây? Theo ta thấy những người này chính là bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa mà thôi, ngài có thể tới tham gia ngày hôm nay tiệc mừng thọ, đây là vinh hạnh của bọn hắn, nhưng bọn họ những người này là làm sao chiêu đãi ngài? Thành Vạn Tùng vô cùng phẫn nộ nói rằng, nam cả người đứng thứ hai từ Đông Xuân cũng không nhịn được,
lớn tiếng quát, ngày hôm qua gia tộc của các ngươi bên trong tiểu bối sở dĩ có thể còn sống trở về, các ngươi biết tại sao không? Các ngươi hẳn là khỏe mạnh hỏi bọn họ một chút. Ở Từ Đông Xuân Hống xong sau khi, tối hôm qua ở Phạm Thị số 1 trên một đám nam cảng thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ là từng cái đi tới chính mình trưởng bối bên cạnh, thấp giọng đơn giản tự thuật một lần chuyện tối ngày hôm qua, đơn giản chính là nói bọn họ cái mạng này là Diệp Thần Phong cứu được. Trương Khắp Núi, là bên trong thư cùng Uông Bắc Giang các loại chờ người, bọn họ ở biết rõ bản thân mình tôn tử tôn nữ là bởi vì Diệp Thần Phong mới sống sót sau khi, bọn họ từng cái trên mặt là lộ ra thần sắc áy náy, đặc biệt là Trương Khắp Núi, hắn nhăn nheo trên mặt hiện lên đỏ lên vẻ. Ở những đại gia tộc này bên trong lòng người hoảng loạn thời điểm, Đoạn Nam cũng mở miệng, nhìn Trương Khắp Núi nói rằng, vừa nãy sư phụ ta muốn cho ngươi lái phó phương thuốc, mà ngươi nhưng từ chối. Ngươi quả thực là thật quá ngu xuẩn, lần này Nam Cảng bệnh truyền nhiễm là sư phụ ta một tay chữa trị xong, sư phụ ta chỉ có điều là không nghĩ ra danh tiếng mà thôi, cho nên mới để chúng ta những này đồ đệ lĩnh phần này công lao, ta có thể phi thường sáng tỏ nói cho ngươi, sư phụ ta là nước Hoa y học giới người số một, sư phụ ta có thể cho ngươi lái phương thuốc, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, nhưng đáng tiếc ngươi không có khỏe mạnh quý trọng. Đoàn lão đầu, người cùng như vậy người nói nhảm nhiều làm gì? Sư phụ mở ra phương thuốc là có thể kéo dài tuổi thọ, loại này phương thuốc nhưng là thiên kim khó cầu, thậm chí là vạn kim khó cầu, phía trên thế giới này không người biết hàng quá hơn nhiều. Lục Sinh Vinh cũng lập tức khó chịu mở miệng, bọn họ những này học y lão giả tính khí từ trước đến giờ là vô cùng quái lạ, muốn nói điều gì bọn họ sẽ không chút do dự nói ra khỏi miệng, lại bảo hôm nay sư phụ của bọn họ ở đây bị khinh bỉ. Bọn họ làm đồ đệ làm sao có thể không vì là sư phụ của chính mình nói chuyện. Ở Đoạn Nam nói ra Nam Cảng bệnh truyền nhiễm là Diệp Thần Phong chữa trị xong sau, ở đây Trương Khắp Núi các loại chờ, người càng thêm là khiếp sợ cực kỳ, từng cái gian nan nuốt ngụm nước, bọn họ hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rồi Đoạn Nam các loại chờ, người tại sao xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ. Bọn họ cũng coi như là biết rồi Thành Vạn Tùng các loại chờ, người tại sao như vậy tôn kính Diệp Thần Phong. Ở Thành Vạn Tùng cùng Đoạn Nam các loại chờ người nói ra một phần Diệp Thần Phong sự tình sau, người ở chỗ này nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lần thứ hai sản sinh ra biến hóa, đặc biệt là vừa nãy đã cười nhạo Diệp Thần Phong người, bọn họ là từng cái cúi đầu, chỉ lo Diệp Thần Phong tìm bọn họ trả thù. Diệp Thần Phong mỉm cười đi tới nhìn Trương Khắp Núi bên cạnh, nói rằng, Trương gia gia, các ngươi tiến vào kế tục tổ chức tiệc mừng thọ đi. Nguyên bản ta là dự định cho ngươi lái phó cường thân kiện thể phương thuốc, chỉ cần uống lâu dài loại này phương thuốc, ngài tuổi thọ tối thiểu có thể kéo dài 5 năm, bất quá, nếu Trương gia gia không cần, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Ngược lại, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Trương Khắp Núi bên cạnh Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa, nói rằng, bá phụ, bá mẫu, kỳ thực ta vừa nãy nghe được các ngươi nói chuyện, này cũng không phải ta muốn nghe trộm. Chỉ là ta thính lực muốn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Hai vị yên tâm được rồi, chính như các ngươi nói tới ta không xứng với các ngươi con gái lớn, vì lẽ đó ta phi thường có tự mình biết mình, ta sau đó tuyệt đối sẽ cách các ngươi Trương gia rất xa, các ngươi liền không cần phòng bị ta. Đùng, 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 đùng. Diệp Thần Phong lời nói này không thể nghi ngờ là tàn nhẫn không hề có một tiếng động lòng bàn tay, không vang nhưng rất đau, để Trương Khắp Núi. Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa là hối hận không thôi, có thể kéo dài 5 năm tuổi thọ phương thuốc. Đây chính là tiền tài không đổi được, mà Trương Khắp Núi nhưng không công bỏ qua. Mà Trương Ý Minh cùng Chu Ngọc Hoa vẫn cho rằng Diệp Thần Phong là một cái vô năng công tử bột, nhưng dù là cái này vô năng công tử bột ở tối hôm qua cứu bọn họ con gái lớn, nhưng dù là cái này vô năng công tử bột giải quyết Nam Cảng bệnh truyền nhiễm nguy cơ, người như vậy vô năng sao? Nếu như người như vậy cũng không có thể, vậy thế giới này trên những người khác toàn bộ đều là trong phế vật rác rưởi. Các ngươi có thể kế tục lưu lại tham gia tiệc mừng thọ, ta rời đi trước. Diệp Thần Phong quay về Thành Vạn Tùng các loại chờ, người nói một câu sau khi, hắn liền ngồi lên rồi chạy băng băng, trực tiếp phát động động cơ, không chút do dự chạy ra Trương gia trang viên. Ở Diệp Thần Phong sau khi rời đi, Thành Vạn Tùng, Từ Đông Xuân cùng Đoạn Nam mấy người cũng không chút do dự rời đi, Trương Khắp Núi, là bên trong thư cùng Uông Bắc Giang các loại chờ, người nhìn đi xa xe, trong lòng bọn họ từng cái là ngũ vị giao tạp. Trong đám người,
đứng ở Trương Tình Tình bên cạnh Trương Hiểu Vân, nàng cũng phát hiện muội muội không đúng, nàng mới vừa từ muội muội mình khẩu bên trong hiểu được đến, muội muội nàng đã nói Diệp Thần Phong không xứng với nàng loại hình, điều này làm cho Trương Hiểu Vân trong lòng là một trận phát khổ, nhớ tới tối hôm qua Diệp Thần Phong ở Phạm Thị số 1 trên bóng người, nàng thấp giọng tự nhủ, là ta không xứng với hắn a. Trương Tình Tình khi nghe đến tỷ tỷ mình thấp giọng tự nói sau, nàng cuối cùng cũng coi như là biết mình sai rồi, hơn nữa là sai thái quá, Diệp Thần Phong không những không phải cóc ghẻ, mà là bạch mã vương tử, là vạn người chưa chắc có được một bạch mã vương tử, hốc mắt của nàng nhất thời trở nên càng ngày càng đỏ, nàng bây giờ mới biết chính mình ở Diệp Thần Phong trước mặt mới là một cái thằng hề, một cái chân chính thằng hề. Chương 867, về kinh, ấm áp lòng người. Nam Cảng bệnh truyền nhiễm được chữa trị được rồi, lẻn vào Nam Cảng đảo quốc ninja toàn bộ bại lui, ở Diệp Thần Phong ra tay sau khi, Nam Cảng sự kiện xem như là triệt để cáo với đoạn, cùng lúc đó, Diệp Thần Phong Nam Cảng hành trình cũng phải kết thúc. Diệp Thần Phong rời đi Trương gia trang viên sau, hắn khiến người ta ước lượng một chốc Trương Mãn Sơn cho hắn dược liệu giá cả, bây giờ trên người hắn chỉ có không thiếu chính là tiền, hắn cuối cùng vẫn là không dự định lấy không Trương Mãn Sơn những dược liệu này. Bất quá, hắn lần này cử động cũng nói hắn sau đó sẽ không cùng Trương gia lại có thêm bất cứ liên hệ gì. Nguyên bản Diệp Thần Phong là muốn cho Trân Tư Vũ cùng hắn đồng thời trở lại kinh thành, dù sao Trân Tư Vũ đã trở thành người đàn bà của hắn, có thể Trân Tư Vũ trải qua luôn mãi cân nhắc sau khi, nàng muốn tạm thời ở lại Nam Cảng, các loại chờ tương lai một ngày nào đó muốn đi kinh thành, nàng lại đi kinh thành tìm Diệp Thần Phong. Kỳ thực Diệp Thần Phong biết Trân Tư Vũ trong lòng khẳng định có khủng hoảng cùng bất an, dù sao sau khi đến kinh thành, Trân Tư Vũ liền muốn cùng Diệp Thần Phong những nữ nhân khác đồng thời ở chung, lại mà bây giờ ở trong bóng tối có tổ chức thần bí nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hay là để Trân Tư Vũ ở lại Nam Cảng cũng tương đối an toàn, bởi vì hắn cùng Trân Tư Vũ quan hệ vẫn không có công khai, vì lẽ đó đang suy nghĩ đến các loại nhân tố sau khi Diệp Thần Phong đồng ý Trân Tư Vũ tạm thời ở lại Nam Cảng. Bất quá, rời đi Trương gia trang viên sau, Diệp Thần Phong vẫn cứ ở Nam Cảng lưu lại 2 ngày, ở 2 ngày nay thời gian trong, Diệp Thần Phong là tỉ mỉ chu đáo bồi tiếp Trân Tư Vũ, càng là điên cuồng cùng Trân Tư Vũ chơi các loại trò gian, nói thí dụ như xe chấn động A, chế phục mê hoặc A, chờ chút loại hình, còn để Trân Tư Vũ bày ra các loại ngượng ngùng tư thế, có thể nói ở trong 2 ngày này, bọn họ tình cảm của 2 người là cấp tốc ấm lên. Mà Trân Tư Vũ trải qua Diệp Thần Phong thoải mái sau khi, dáng dấp của nàng là càng ngày càng cảm động mỹ lệ. Trước lúc ly khai, Trân Tư Vũ nói không đi sân bay đưa Diệp Thần Phong, nàng là sợ đến thời điểm không nỡ Diệp Thần Phong, theo Diệp Thần Phong đồng thời trở về kinh thành, bất quá, nàng thật sự tạm thời vẫn không có làm tốt đi kinh thành chuẩn bị. Vì lẽ đó, Diệp Thần Phong các loại chờ người rời đi Nam Cảng thời điểm. Thành Vạn Tùng bọn họ đều đến sân bay đến tống biệt, duy chỉ có Trân Tư Vũ vắng chỗ. Diệp Thần Phong các loại chờ người tỏa chính là muộn lên phi cơ, còn cùng Diệp Thần Phong đồng thời đến Nam Cảng du học sinh Giang Mộng Rong, nàng ở 2 ngày trước cũng đã rời đi Nam Cảng. Từ Nam Cảng đi máy bay đến Kinh Thành cũng phải một quãng thời gian, Diệp Thần Phong bọn họ là đem chỉnh khung máy bay đều bao hết, vì lẽ đó ở trên máy bay chỉ có Diệp Thần Phong cùng đoạn Nam các loại chờ người. Sư phụ, lần này Nam Cảng bệnh truyền nhiễm nhờ có ngươi ở a. Bằng không e sợ hiện tại toàn bộ Nam Cảng đều muốn luân hãm, lão già ta có một điều thỉnh cầu, không biết sư phụ ngài có thể hay không đáp ứng. Ở phi cơ cất cánh sau khi, đoạn Nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong hơi mở mắt ra. Nói rằng, có chuyện gì liền nói đi, ta có thể làm được quyết không chối từ. Diệp Thần Phong đối với đoạn Nam các loại chờ những này y học quyền uy vẫn rất có hảo cảm, hắn nhìn ra được đoạn Nam các loại chờ, người là từ trong đáy lòng coi hắn là làm sư phụ tới đối xử. Sư phụ, ta là muốn cho Thiên Thủy cái này vô dụng tiểu tử sau đó theo sư phụ ngài rảnh rỗi thời điểm có thể đề điểm tiểu tử này, đương nhiên Thiên Thủy này mấy cái bằng hữu cũng muốn cùng sư phụ ngài, nếu như sư phụ ngài không muốn, coi như làm lão già ta cái gì cũng có không nói. Đoạn Nam cung kính nói. Diệp Thần Phong liếc nhìn Đoạn Thiên Thụy, Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng các loại chờ người, nói rằng các ngươi đều muốn theo ta. Theo ta có thể sẽ rất khổ cực, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Huống hồ cùng ở bên cạnh ta cũng không thể để cho các ngươi công thành danh toại, cho dù là như vậy các ngươi còn muốn theo ta sao? Ở Đoạn Nam đưa ra điều thỉnh cầu này sau khi, này ngược lại là cũng nhắc nhở Diệp Thần Phong, phòng vệ đội bên trong cũng có thể muốn gia nhập một ít y học nhân tài, chuyên môn thành lập một cái chữa bệnh đoàn đội đi ra, có thể như quả Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người gia nhập phòng vệ đội, sau đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, vì lẽ đó Diệp Thần Phong nhất định phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người là chân tâm thực lòng muốn theo Diệp Thần Phong, như vậy dựa vào hắn cao siêu y thuật. Hắn nhất định có thể để Đoạn Thiên Thủy mấy người cũng trở thành y thuật cao thủ, thậm chí trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ phải như thế nào bồi dưỡng được linh hồn lực chiến sĩ đến rồi. Đang đối mặt tổ chức thần bí cùng cổ vũ giới áp bức, Diệp Thần Phong cân nhắc sự tình cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng hắn hiện tại còn không có cách nào để linh hồn lực chiến sĩ lượng lớn sinh sản, chỉ có cùng hắn từng làm vận động nữ người mới có thể trở thành linh hồn lực chiến sĩ. Nhưng này không trở ngại Diệp Thần Phong chậm rãi đem trong lòng kế hoạch tư tưởng lên, bởi vì khó khăn đều sẽ có bị khắc phục thời điểm. Nghe được Diệp Thần Phong câu hỏi sau khi, Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người là hung hăng gật đầu, Đoạn Thiên Thủy nói rằng, Thái Sư Tổ, theo ngài ta sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, coi như có một ngày muốn cho ta vì là Thái Sư Tổ ngài hy sinh, ta Đoạn Thiên Thủy cũng tuyệt đối không nháy mắt một thoáng con mắt. Thái Sư Tổ, chúng ta cũng vậy. Dịch Tư Dĩnh mấy người cũng vội vàng phụ họa nói. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói rằng, được, các loại chờ, lần này trở lại kinh thành sau đó, các ngươi ở trong nhà chờ ta liên hệ. Mấy người các ngươi còn không mau nhanh cảm tạ Thái Sư Tổ thu nhận giúp đỡ các ngươi có thể so với ta có phúc khí hơn nhiều. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, Đoạn Nam vội vàng cười ha ha quay về Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người quát lên. Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người vội vã chăm miệng một lời nói rằng, cảm tạ Thái Sư Tổ, cảm tạ Thái Sư Tổ. Đồng dạng ở khoang hạng nhất bên trong Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao, hai người này ông lão ở thấy cảnh này sau, bọn họ cũng rốt cục không nhẫn nại được, bọn họ cũng đều có chính mình tôn tử, nếu như có thể để cho mình tôn tử theo Diệp Thần Phong, chuyện như vậy nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm được. Diệp Thần Phong phát hiện Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, hắn liền mở miệng nói rằng, ta biết các ngươi cũng muốn để cháu mình theo ta nói thật với các ngươi, đón lấy ta khả năng xác thực muốn thành lập một cái chữa bệnh đoàn đội, một cái chỉ nghe từ ta mệnh lệnh, toàn thế giới y học kỹ thuật cao nhất chữa bệnh đoàn đội. Bất quá, muốn gia nhập đến ta cái này chữa bệnh đoàn đội bên trong đến, đầu tiên muốn đối với ta 10 phần trung thành, ta đối với Thiên Thủy bọn họ là hiểu khá rõ. Vì lẽ đó nếu như các ngươi tôn tử cũng phải theo ta, nhất định phải trước tiên trải qua ta thử thách, dù sao ta đối với các ngươi tôn tử đều chưa quen thuộc, nếu như có thể tiếp thu ta yêu cầu này, lần này các loại chờ trở lại kinh thành, các ngươi có thể để cho chính mình tôn tử tìm đến ta. Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao khi nghe đến Diệp Thần Phong yêu cầu này sau, hai người bọn họ cũng không hề tức giận, mà là hưng phấn nói, sư phụ cân nhắc chu đáo, sư phụ cân nhắc chu đáo. Nếu như ngay cả đối với sư phụ ngài trung thành đều không có, chúng ta cũng không mặt mũi để bọn họ theo sư phụ ngài, vì lẽ đó đến thời điểm sư phụ ngài cứ việc thử thách là được rồi. Cho tới trực tiếp miễn trừ thử thách Đoạn Thiên Thủy các loại chờ người, trong lòng bọn họ từng cái là đắc ý, phảng phất là bị Diệp Thần Phong cao liếc mắt nhìn, để bọn họ là kích động không thôi, bây giờ Diệp Thần Phong ở trong lòng bọn họ đã có không thể lay động chí cao địa vị. Diệp Thần Phong các loại chờ người cưỡi máy bay đến kinh thành phi trường quốc tế thời điểm, đã gần như là nửa đêm bên trong. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng sẽ không có người đến tiếp hắn, mà khi hắn đi xuống phi cơ thời điểm, hắn nhìn thấy ra ra hắn Diệp Trấn Hồng, phụ thân Diệp Đông Hoa, mẫu thân Tôn Mỹ Cầm, tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, số 1 thủ trưởng Dư Năm Được Mùa, số 2 thủ trưởng Dương Sa, Vũ Lão Gia Vũ An Quốc, Bạch Lão Gia Tử Bạch Hồng Phương các loại chờ cao tầng. Cùng với Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn đánh cờ, ông ngoại Tôn Dương An đám người và Diệp Thần Phong hết thảy người phụ nữ đều trình diện. Ở Diệp Thần Phong liên hệ Triệu Uyển Đình các loại chờ người phụ nữ tới kinh thành sau, Diệp Thần Phong cha mẹ đều biết Diệp Thần Phong đã trở lại thế tục giới, Diệp Lão Gia Tử cũng chỉ có thể đối với Tôn Mỹ Cầm các loại chờ, người thẳng thắn, lần trước Diệp Thần Phong trở lại kinh thành sau, là trực tiếp đi về phía Nam Cảng. Vì lẽ đó Tôn Mỹ Cầm các loại chờ, người còn không biết Diệp Thần Phong trở về sự tình, Diệp Lão Gia Tử muốn chờ Diệp Thần Phong từ Nam Cảng trở về,
đại gia ở người một nhà đoàn tụ một phen. Tôn Mỹ Cầm khi biết con trai của chính mình ở hai ngày nay muốn trở lại kinh thành sau khi, nàng là mỗi ngày hỏi Diệp lão gia tử Diệp Thần Phong ngày hôm nay muốn không nên quay lại. Còn thỉnh thoảng sẽ oán giận một thoáng con trai của chính mình quá số khổ, điều này làm cho Diệp lão gia tử là dở khóc dở cười. Này không, khi biết Diệp Thần Phong đêm nay muốn sau khi trở về, không riêng Diệp gia tất cả mọi người đều trình diện, liền kinh thành cao tầng những lão già kia đều đến rồi. Từng cái chạm ở phi trường bên trong chờ đợi Diệp Thần Phong trở về, toàn bộ kinh thành phi trường quốc tế bị lâm thời đóng kín một canh giờ, đối ngoại tuyên bố là muốn tiến hành quân sự diễn tập. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Diệp Thần Phong trở về mà dẫn đến, e sợ toàn bộ nước Hoa cũng chỉ có Diệp Thần Phong một người có thể chịu đến loại đãi ngộ này chứ. Coi như là số một thủ trưởng Dư Năm được mùa cũng không có loại đãi ngộ này a. Vì lẽ đó Dư Năm được mùa vẫn đúng là hoài nghi. Đến cùng ai mới là nước Hoa lãnh đạo tối cao người? Ở Diệp Trấn Hồng các loại chờ người nhìn thấy Diệp Thần Phong đi xuống phi cơ, vừa định muốn mở miệng nói lên hai câu thời điểm, chỉ thấy Tôn Mỹ Cầm nước mắt mông lung trực tiếp xông lên trên, một cái ôm chặt lấy Diệp Thần Phong, trong miệng nghẹn ngào nói, người cái không lương tâm hài tử, trong mắt người có còn hay không ta người mẹ này. Từ cổ vũ giới đi ra cũng không cho ta biết, người có biết hay không ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi. Bên tai nghe mẫu thân nói liên miên cằn nhằn, Diệp Thần Phong cảm nhận được tình thân ấm áp, khóe miệng của hắn chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, chẳng trách nói phía trên thế giới này tình mẹ là vĩ đại nhất, mặc kệ con trai của chính mình đi bao xa, làm mẫu thân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là mang theo một viên lo lắng trái tim. Chương 868, đêm khuya mật đàm, kinh người suy đoán. Diệp Thần Phong an ủi hai câu mẹ của hắn Tôn Mỹ Cầm sau khi, có chút lúng túng nói, mẹ, nơi này nhiều người như vậy nhìn đây. Lại nói như người vậy chăm chú ôm ta, cha ta nhất định phải ghen. Tôn Mỹ Cầm chừng một chút Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, mẹ ôm ngươi một hồi làm sao? Ngươi là mẹ trên người rơi xuống một miếng thịt, người khác không biết đau lòng ngươi, mẹ nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang vì ngươi lo lắng, người nào đó dám ghen thử một chút xem, liền con trai của chính mình thố đều muốn ăn. Ta để người nào đó mỗi ngày ngủ trên sàn nhà. Tôn Mỹ Cầm buông ra Diệp Thần Phong sau khi, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Diệp Đông Hoa, điều này làm cho Diệp Đông Hoa lập tức trang làm cái gì cũng không nghe thấy, sau lưng là ra một thân mồ hôi lạnh, từ khi Diệp Thần Phong đi tới cổ vũ giới sau khi, hắn liền không ngủ quá một đêm an giấc, mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị Tôn Mỹ Cầm oán giận hắn cái này làm cha chẳng có tác dụng gì có thể nói Diệp Đông Hoa mấy ngày nay trải qua là khổ không thể tả a. Thần Phong, đi, cùng mẹ cố gắng nói một chút ngươi mấy ngày này tao ngộ. Tôn Mỹ Cầm vừa mới chuẩn bị lôi kéo Diệp Thần Phong đi tới một chiếc thương vụ xe thời điểm, nàng này mới cảm giác được mình làm như vậy có chút không thích hợp, vừa nãy nàng là nhìn thấy con trai của chính mình thật cao hứng. Mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn tâm tình khó có thể ức chế, hiện tại nàng mới nhớ tới đến Dư Năm được mùa các loại chờ, một các vị cấp cao đều ở đây đây. Tôn Mỹ Cầm đối với Diệp Trấn Hồng các loại chờ, người lộ ra áy náy nụ cười, nói rằng, ba, để Thần Phong cùng ta ngồi ở một chiếc xe trên, các ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Ta muốn cùng con trai của ta cố gắng trò chuyện, con trai của ta trời sinh chính là người cơ khổ a. Hết bận nơi này lại muốn đi bận bịu nơi đó. Diệp Trấn Hồng cùng Dư Năm được mùa các loại chờ người là lúng túng cười cợt, tuy rằng bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Thần Phong, thế nhưng hiện tại cũng không tốt ngăn cản Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Thần Phong mẹ con đoàn tụ. Diệp Trấn Hồng sang sảng nói rằng, Mỹ Cầm, ngươi đây là nói gì vậy? Thần Phong là con trai của ngươi, hiện tại Thần Phong trở về, mẹ con các ngươi lẽ ra nên cố gắng trò chuyện. Khi chiếm được Diệp Trấn Hồng trả lời chắc chắn sau khi, Tôn Mỹ Cầm liền trực tiếp đem Diệp Thần Phong kéo lên xe. Trời đất bao la mẫu thân to lớn nhất, Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ trong lòng tuy rằng cũng rất tưởng niệm Diệp Thần Phong, thế nhưng các nàng còn không đến mức cùng Tôn Mỹ Cầm đi tranh đoạt. Ở Diệp Thần Phong cùng Tôn Mỹ Cầm ngồi lên xe sau khi, những người còn lại cũng dồn dập ngồi lên rồi xe của chính mình. Đương nhiên Dư Năm được mùa mấy người cũng cho Đoạn Nam bọn họ sắp xếp xe đặc chủng, để xe đặc chủng đưa Đoạn Nam bọn họ trở lại. Còn Dư Năm được mùa các loại chờ, một các vị cấp cao nhưng là mặt dày mày dạn cùng đi Diệp gia. Sau mấy tiếng, Diệp gia biệt thự trong đại sảnh là đèn đuốc huy hoàng.
Tôn Mỹ Cầm ở cùng Diệp Thần Phong một đường tán gẫu hạ xuống sau khi, tâm tình của nàng biến đến mức dị thường tốt, trên mặt mang theo hóa không ra nụ cười. Trở lại Diệp gia biệt thự sau, nàng nhìn đồng hồ, đã là hừng đông hơn một giờ chung. Nàng lập tức quan ái quay về Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, người hiện tại khẳng định là đói bụng không? Mẹ giúp ngươi đi luộc điểm bữa ăn khuya. Mẹ, chúng ta đi giúp ngươi. Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ vội vã theo Tôn Mỹ Cầm hướng về nhà bếp đi đến. Nhìn thấy Tôn Mỹ Cầm hướng về nhà bếp đi tới sau khi, Diệp Trấn Hồng liền mở miệng nói, Thần Phong, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến thư phòng, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ai biết ở Diệp Trấn Hồng lời mới vừa nói xong, Tôn Mỹ Cầm liền lại từ trong phòng bếp đi ra, nói rằng, ba, đại buổi tối các ngươi để Thần Phong đi thư phòng làm gì? Thần Phong hiếm thấy ở nhà một lần, các ngươi liền để Thần Phong thật buông lỏng một chút đi. Bị Tôn Mỹ Cầm vừa nói như thế, Diệp Trấn Hồng các loại chờ, người đúng là lúng túng không thôi. Cũng may Diệp Thần Phong đúng lúc mở miệng nói, mẹ. Ra ra bọn họ là cũng muốn hỏi ta lần này Nam Cảng sự tình, người trước hết đi giúp ta luộc bữa ăn khuya đi. Ta chờ ăn ngươi luộc bữa ăn khuya đây. Tôn Mỹ Cầm lúc này mới bất đắc dĩ đi vào trong phòng bếp. Bất quá trong miệng còn ở oán giận, Thần Phong cũng thật là số khổ, cả ngày lui camera nghiêu, ta nhất định phải cho hắn khỏe mạnh bồi bổ thân thể. Là một người mẫu thân, có lúc quan tâm con trai của chính mình chính là như thế không đạo lý. Có thể tiến vào Diệp lão gia tử thư phòng chỉ có Diệp Thần Phong cùng kinh thành cái khác cao tầng, còn Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện các loại chờ người, bọn họ còn chưa có tư cách tiến vào. Mà Diệp Thần Phong ngoại thái công tôn đánh cờ bọn họ nhưng là cổ vũ giới bên trong người, đối với thế tục giới sự tình cũng cho không là cái gì ý kiến. Ở Diệp Thần Phong theo một các vị cấp cao đi vào thư phòng sau, ngày hôm nay nước hoa hết thảy cao tầng hầu như là tụ hội Diệp lão gia tử thư phòng, trong thư phòng cũng không có nhiều như vậy cái ghế, vì lẽ đó này một các vị cấp cao thẳng thắn toàn bộ đứng, ánh mắt từng cái toàn bộ nhìn kỹ Diệp Thần Phong, quá thật lâu sau khi... Dư Nam được mùa thủ mở miệng trước, Thần Phong, lần này ta đại biểu nước hoa cảm tạ ngươi, ta nghe nói nếu không có ngươi ở Nam Cảng, e sợ Nam Cảng bây giờ đã triệt để luân hãm. Chúng ta đem ngươi gọi tiến vào thư phòng đến, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi Nam Cảng sự kiện cụ thể quá trình, chúng ta hiện tại hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Ân, Thần Phong, ngươi trước tiên cho chúng ta nói một chút Nam Cảng sự tình, bằng không lát nữa ngươi mẹ nhất định phải vang lên ta cửa thư phòng. Người mẹ mấy ngày nay nhưng là mỗi ngày đều ở thao ghi nhớ ngươi. Diệp Trấn Hồng cười khổ nói, trong lòng hắn không những không có trách cứ Tôn Mỹ Cầm ý tứ, phản mà phi thường lý giải Tôn Mỹ Cầm loại tâm tình này, hắn làm Diệp Thần Phong ra ra, hắn mỗi ngày làm sao không phải là ở mong nhớ chính mình tôn tử. Hắn chỉ là đem cảm tình che giấu ở đáy lòng mà thôi. Diệp Thần Phong ở trong lòng trầm tư chỉ chốc lát sau, thu dọn một thoáng ngôn ngữ, nói rằng, các vị lão gia. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe nói ở Nam Cảng xuất hiện zombie chứ. Đây là một loại kiểu mới sinh hóa bệnh độc, thân thể một khi cảm hóa trên loại vi khuẩn này sẽ nuốt chửng người sinh mệnh, khiến người ta trở thành hung tàn xác chết di động. Diệp Thần Phong biết Nam Cảng xuất hiện zombie sự tình, Nam Cảng cao tầng khẳng định báo cáo cho kinh thành bên này, vì lẽ đó hắn cũng không dùng tới ẩn giấu. Tuy rằng một các vị cấp cao đã nghe nói liên quan với zombie báo cáo, nhưng trước mắt chính mồm được Diệp Thần Phong chứng thực, tâm tình của bọn họ vẫn là không cách nào bình tĩnh, tính cách ngay thẳng Vũ lão gia Vũ An Quốc, hỏi Thần Phong, Nam Cảng xuất hiện zombie thật cùng trong phim ảnh chính là như thế sao? Loại này đáng sợ bệnh độc là ai nghiên chế ra? Vạn nhất đối phương đem loại vi khuẩn này ở quốc gia chúng ta truyền bá ra làm sao bây giờ? Ở Vũ lão gia hỏi ra này liên tiếp cái vấn đề sau, còn lại lão già là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là cười khổ lắc lắc đầu, phải biết trước mặt những lão già này nhưng là một cái hắt hơi đều có thể để nước hoa run ba run đại nhân vật, bây giờ ở Diệp Thần Phong trước mặt nhưng như là từng cái chăm chú vấn đề, chăm chú chờ đợi lão sư đáp án học sinh tiểu học như thế. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói rằng, Nam Cảng xuất hiện zombie xác thực cùng trong phim ảnh zombie không khác biệt, mà nghiên cứu chế tạo ra loại vi khuẩn này hẳn là một cái tổ chức thần bí. Nếu như ta suy đoán không sai, cái này tổ chức thần bí cùng trước nuốt chửng đế quốc có chút liên quan. Bất quá, cái này tổ chức thần bí muốn so với nuốt chửng đế quốc cường hãn rất nhiều lần,
hơn nữa ta nghĩ đảo quốc đã bị cái này tổ chức thần bí cho đã khống chế. Diệp Thần Phong nói đơn giản ra bên trong lòng mình suy đoán, hắn từ đảo quốc ninja đối xử chiến lang các loại chờ, người thái độ bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được chỉnh kiện chân tướng của chuyện, đương nhiên Diệp Thần Phong sẽ không nói ra liên quan với linh hồn lực chiến sĩ sự tình, dù sao quan hệ này Diệp Thần Phong linh hồn xuyên qua bí mật, đây đương nhiên là không thể nói cho bất luận người nào. Thần Phong, người nói đảo quốc bị một cái tổ chức thần bí đã khống chế. Cái này tổ chức thần bí cùng bị ngươi tiêu diệt nuốt chửng đế quốc có quan hệ. Hơn nữa so với nuốt chửng đế quốc phải cường hãn hơn rất nhiều lần. Dư Năm Được Mùa đang nghe được Diệp Thần Phong kinh người suy đoán sau, hắn là kinh ngạc há to miệng. Diệp Trấn Hồng các loại chờ còn lại cao tầng vẻ mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, từng cái trên mặt đều tràn ngập vẻ khó mà tin nổi, trong lòng cũng chậm chậm bắt đầu lo lắng lên. Diệp Thần Phong đang nhìn đến một các vị cấp cao phản ứng sau khi, hắn mở miệng an ủi, các vị lão gia, các người yên tâm được rồi, ta nghĩ cái này tổ chức thần bí sẽ không đem loại này sinh hóa bệnh độc ở quốc gia chúng ta truyền bá ra, tối thiểu là tạm thời sẽ không, bằng không loại này sinh hóa bệnh độc đã sớm ở Nam Cảng tùy ý truyền bá ra. Còn có, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái này tổ chức thần bí diệt trừ. Diệp Thần Phong bảo đảm nói. Tuy rằng hắn đối mặt cái này tổ chức thần bí, trong lòng một điểm để đều không có, thế nhưng bây giờ cái này tổ chức thần bí đã nhìn chằm chằm hắn, như vậy hắn không ngại trước tiên ở đây động viên một chút những lão già này tâm tình, dù sao sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng có cùng cái này tổ chức thần bí thật sự đối đầu, hơn nữa ở những lão già này trước mặt nói rồi những câu nói này sau đó ở nước Hoa cần muốn cái gì cùng sức mạnh thời điểm, những lão già này nhất định sẽ toàn lực chống đỡ. Chương 869, cảm giác gấp gáp, trong lòng kế hoạch, đi ngang qua trong thư phòng một phen ngắn ngủi trò chuyện sau khi. Diệp Trấn Hồng các loại chờ một đám lão gia tử đều có vẻ tâm sự nặng nề, bây giờ trong chớp mắt bốc lên một cái so với nuốt chửng đế quốc còn nghiêu bê tổ chức, điều này làm cho những này lão gia tử làm sao có thể an tâm. Huống hồ cái này tổ chức thần bí lần này nhưng là đối với Nam Cảng động thủ. Bảo đảm không cho phép lần sau sẽ đối với nước Hoa cái khác thành thị động thủ. Bất quá, cũng may những này lão gia tử ở Diệp Thần Phong trên người là nhìn thấy một lần lại một lần kỳ tích, vì lẽ đó bọn họ đều đem hy vọng đặt ở Diệp Thần Phong trên người, đồng thời hứa hẹn chỉ cần Diệp Thần Phong cần trợ giúp gì, bọn họ thì sẽ đem hết toàn lực đi làm đến, ở những này lão gia tử trong mắt Diệp Thần Phong nghiễm nhiên là tương lai toàn bộ nước Hoa hy vọng. Khi, làm, Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng các loại chờ người từ trong thư phòng đi lúc đi ra, Diệp ra phòng khách trên bàn ăn đã là xếp đầy từng đạo thức ăn. Trước Tôn Mỹ Cầm biết con trai của chính mình ngày hôm nay phải rất muộn mới đến kinh thành, đến buổi tối khẳng định là muốn ăn khuya, cho nên nàng trước lúc này liền đem rất nhiều món ăn đều chuẩn bị kỹ càng, vừa nãy tiến vào nhà bếp chỉ là đem đại bộ phận phân món ăn hâm lại mà thôi. Thần Phong mau mau lại đây uống trước xong canh gà bồi bổ thân thể, mẹ nhưng là ngươi như thế một đứa con trai, ta còn hy vọng ngươi cho ta nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ đây. Tôn Mỹ Cầm đang khi nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý phiêu vũ hiểu phỉ các loại chờ nữ nhân, ở nàng nhìn thấy chính mình nhiều như vậy con dâu sau, nàng là mặt mày hớn hở, trong lòng âm thầm khích lệ con trai của chính mình có năng lực, bất quá, nếu như nàng lão công Diệp Đông Hoa dám có những nữ nhân khác. Nàng khẳng định mỗi ngày liền vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, cho nên nói lão công cùng nhi tử đãi ngộ là hoàn toàn khác nhau. Mỹ Cầm, người thế này sao lại là chuẩn bị cho Thần Phong ăn khuya a? Chuyện này quả thật là phong phú yến hội a. Ta còn thực sự có chút hoài niệm Thần Phong tay nghề, Thần Phong làm món ăn có thể thật là khiến người ta khó có thể quên được, chà chà sách Dư Năm Được Mùa vừa nói. Trong miệng vừa đã phân bố ra nước bọt đến rồi. Dư lão gia tử, ngày này có thể quá không chân chính, Thần Phong vừa mới vừa về đến nhà, các ngươi liền đem Thần Phong gọi vào trong thư phòng đi tới. Hiện tại lẽ nào các ngươi còn muốn cho Thần Phong xuống bếp làm bữa ăn khuya sao? Tôn Mỹ Cầm đau vô cùng tiếc con trai của chính mình. Ở Dư Năm Được Mùa nói ra lời nói này sau khi, Dư lão gia tử cũng dồn dập nóng lòng muốn thử, nhưng đáng tiếc chính là bị Tôn Mỹ Cầm một câu nói chặn lại. Bọn họ cũng cảm thấy thực sự thật không tiện phiền toái nữa Diệp Thần Phong. Liền, Dư Năm Được Mùa lúng túng cười cợt, nói rằng, Mỹ Cầm, biết lắm khổ nhiều mà. Thần Phong là chúng ta nước Hoa thiên chi kiêu tử, ngày hôm nay ta cũng không lại có ý đồ với Thần Phong.
vừa vặn ta cũng cái bụng có chút đói bụng, chờ ở chỗ này ăn đốn bữa ăn khuya lại trở về. Dư Năm được mùa trực tiếp phóng khoáng ở trước bàn ăn ngồi xuống. Bị lão Dư vừa nói như thế, ta ngược lại cũng cảm giác thấy hơi đói bụng. Vậy ta cũng tùy tiện ăn một điểm đi, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương nói rằng. Mỹ Cầm, nhiều hơn nữa thêm mấy phó bát đũa đi ra, ta cũng lưu lại bồi Thần Phong ăn đốn bữa ăn khuya lại đi. Vũ lão gia Vũ An Quốc cũng lập tức nói rằng. Được, các ngươi đã đều lưu lại Cật Dạ Tiêu, như vậy ta cũng không dễ đi à. Một đám nước hoa cao tầng dồn dập là mặt dày mày dạn lưu lại, Tôn Mỹ Cầm đúng là thở phì phò trừng mắt những này lão gia tử, những này bữa ăn khuya nhưng là nàng vì là con trai của chính mình chuẩn bị, nàng ngược lại cũng không tốt đi nói những này lão gia tử, dù sao những này lão gia tử thân phận bãi ở nơi đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thêm nữa một chút bát đũa đi ra. Ở bát đũa thêm sau khi đi ra, Tôn Bác Dịch các loại chờ Tôn gia người và Diệp Đông Hoa, Diệp Đông Kiện mấy người cũng toàn bộ gia nhập vào Cật Dạ Tiêu trong hàng ngũ. Một bàn lớn mỹ vị món ngon bị gió cuốn mây tan giống như bao phủ mà hết. Trước bàn ăn từng cái lão gia tử là ăn phi thường phóng khoáng, bất quá. Những này lão gia tử cũng sẽ thỉnh thoảng oán giận một câu, vẫn là Thần Phong tay nghề tốt nhất, điều này làm cho một bên Tôn Mỹ Cầm là càng thêm khí. Những cao tầng này lão gia tử lúc nào toàn bộ biến thành mặt dày mày dạn thổ phỉ. Kỳ thực, đối với những cao tầng này lão già mà nói, bọn họ bởi vì tình trạng cơ thể, buổi tối là không thể ăn quá nhiều đầy mỡ đồ vật, huống hồ Tôn Mỹ Cầm làm món ăn chỉ là bình thường mà thôi. Đây là đối lập với Diệp Thần Phong làm món ăn mà nói, bọn họ sở dĩ lưu lại Cật Dạ Tiêu, chỉ có điều là muốn cùng Diệp Thần Phong nhiều nói hai câu, nhiều tăng tiến cảm tình, bọn họ cũng đều biết nước hoa tương lai hay là nắm giữ ở người trẻ tuổi này trong tay. Một trận bữa ăn khuya là ăn phi thường náo nhiệt, ở Dư Năm được mùa các loại chờ cao tầng lần lượt sau khi rời đi, Diệp gia trong phòng khách ngoại trừ người nhà họ Diệp cùng Diệp Thần Phong nữ nhân bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại người nhà họ Tôn. Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Thần Phong đông đảo nữ nhân, các nàng là đồng thời thu thập trên bàn ăn bát đũa, mà Diệp Thần Phong các loại chờ, người nhưng là ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nguyên bản Tôn Bác Dịch các loại chờ, người cho rằng Diệp Thần Phong không thể nhanh như vậy trở lại thế tục giới. Lần trước Diệp lão gia tử cũng không có hiểu rõ đến Diệp Thần Phong ở cổ vũ giới bên trong gặp phải sự tình, vì lẽ đó những người này cũng chờ đợi Diệp Thần Phong mở miệng. Thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không có ý lên tiếng, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi hai người này đúng là có chút cuống lên, từ Diệp Thần Phong đi xuống phi cơ đến hiện tại, hai người bọn họ vẫn không có cùng Diệp Thần Phong nói chuyện đây. Từ trước hai người bọn họ nhưng là chứng kiến quá Diệp Thần Phong sáng tạo ra kỳ tích, vì lẽ đó hai người bọn họ rất muốn biết Diệp Thần Phong tiến vào đỉnh cấp thế lực sau tình huống. Tính tình khá là gấp Tôn Hằng Phi, vội vã mở miệng hỏi, Thần Phong, lần này ngươi tiến vào đỉnh cấp thế lực sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ nhanh như thế trở về đến thế tục giới? Diệp Thần Phong cười khổ nói, Hằng Phi, lần này ta là vạn bất đắc dĩ mới tạm thời rời đi cổ vũ giới, sự tình là như vậy. Diệp Thần Phong đem hắn tiến vào đỉnh cấp thế lực sau sự tình đại thể nói một lần, nghe được Tôn Bác Dịch các loại chờ, người là mắt choáng váng, ở Diệp Thần Phong tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch vội vàng hỏi, Thần Phong, lần này ngươi tiến vào đỉnh cấp thế lực lại đắc tội rồi một nhóm thế lực Vân Thiên Tông cùng ba nhóm thế lực Vạn Độc Môn. Thêm vào diệt chúng ta dung trời môn Thiên Sơn Môn, như vậy ngươi ở đỉnh cấp thế lực bên kia hiện tại tổng cộng có ba cái môn phái muốn nhằm vào ngươi. Tôn Bác Dịch đám người đã từ Diệp Thần Phong vừa nãy trình bày bên trong, đơn giản hiểu rõ đến đỉnh cấp thế lực bên kia môn phái đẳng cấp phân chia, một nhóm thế lực tối thiểu phải có 2 tên nguyên thiên cảnh giới, 15 tên phá thiên cảnh giới, 20 tên cảnh giới tiên thiên cùng 70 tên thiên giai thượng phẩm, hai nhóm thế lực tối thiểu phải có 1 tên nguyên thiên cảnh giới, 10 tên phá thiên cảnh giới, 15 tên cảnh giới tiên thiên cùng 60 tên thiên giai thượng phẩm, mà ba nhóm thế lực tối thiểu phải có 5 tên phá thiên cảnh giới, 10 tên cảnh giới tiên thiên cùng 50 tên thiên giai thượng phẩm. Bây giờ ở đỉnh cấp thế lực có một cái một nhóm thế lực cùng hai cái ba nhóm thế lực muốn nhằm vào Diệp Thần Phong, điều này làm cho Tôn Bác Dịch các loại chờ, người làm sao có thể bình tĩnh, điều này làm cho Tôn Bác Dịch mấy người cũng âm thầm cảm thán Diệp Thần Phong gây sự năng lực. Thần Phong, may là ngươi đúng lúc rời đi cổ vũ giới, lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể đối chiến cấp bậc nào cổ vũ cao thủ.
Tôn Hằng Phi đang khiếp sợ sau khi, không nhịn được hiếu kỳ nghi hỏi. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ vương cấp đỉnh cao cấp độ, sức mạnh cùng phá thiên đỉnh cao cao thủ không phân cao thấp, bất quá, Diệp Thần Phong chỉ cần sử dụng bạo huyền bộ pháp, hắn hầu như có tự tin 100% thuấn sát phá thiên đỉnh cao cường giả, vì lẽ đó, hắn suy nghĩ một thoáng sau khi, mới mở miệng nói, bằng vào ta thực lực bây giờ mới có thể ung dung thuấn sát phá thiên đỉnh cao cao thủ đi. Lời này vừa nói ra, Diệp gia phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ trợn to hai mắt, nhớ lúc đầu Diệp Thần Phong mới vừa gia nhập cổ vũ giới thời điểm, hai người bọn họ còn đã từng làm khó dễ quá Diệp Thần Phong. Vào lúc ấy hai người bọn họ tuy rằng thực lực cũng không như Lá Thần Phong, thế nhưng chí ít cũng không có cách biệt như vậy cách xa, mà lúc này mới bao lâu trôi qua, bây giờ Diệp Thần Phong liền đem bọn họ cho vứt ra 108.000 dặm. Diệp Thần Phong không để ý đến mọi người khiếp sợ, hắn lại mở miệng nói, lần này ta chuẩn bị trước đem ta dưới tay phong vệ đội bồi dưỡng lên, chờ sau đó thư tiến vào cổ vũ giới thời điểm, ta không muốn lại chật vật rời đi. Tôn Bác Dịch gật gật đầu, nói rằng, Thần Phong, ngươi có thể rõ ràng đạo lý này là tốt rồi, chúng ta mấy ngày nay đều ở tại ngươi vùng ngoại ô sân huấn luyện bên trong, mỗi ngày đều là vô sự có thể làm cũng khó chịu. Huống hồ chúng ta ở sân huấn luyện bên trong cũng có thể giúp ngươi huấn luyện thủ hạ ngươi người, dù sao bọn họ cũng đều là cổ vũ cao thủ. Ân, ngoại thái công, chờ ta trước tiên giúp Sơ Tuyết điều chế ra, giải trừ trong cơ thể nàng cấm thuật di chứng về sau thuốc giải đến sau, ta thì sẽ đi một chuyến sân huấn luyện, khỏe mạnh kế hoạch một thoáng chuyện kế tiếp. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói phi thường có cảm giác gấp gáp, dù sao ngoại trừ cổ vũ giới bên ngoài. Hiện tại lại thêm ra tới một người tổ chức thần bí, vì lẽ đó hắn nhất định phải giành giật từng giây mới được, hắn dự định đêm nay suốt đêm đem Hàn Sơ Tuyết thuốc giải trước tiên chế biến ra đến. Chương 870, di chứng về sau giải trừ. Diệp gia biệt thự một gian tạp vật trong phòng. Diệp Thần Phong đầu tiên đem tạp vật phòng cho đơn giản quét tước một lần, đem phối chế thuốc giải các loại dược liệu đặt ở một tấm trên bàn dài. Những dược liệu này tổng cộng có thể chế biến ra 3 phó thuốc giải đến. Lần trước Diệp Thần Phong đi về phía Nam Cảng thời điểm, đem trên người mang theo 3 cây trăm năm 10 diệp thảo, phối chế hóa cốt phấn các loại dược liệu cùng một quyển vạn thánh độc điển giao cho Diệp Lão Gia Tử bảo quản. Vừa nãy Diệp Lão Gia Tử đem những thứ đồ này trả lại Diệp Thần Phong. 3 cây trăm năm 10 diệp thảo cùng phối chế hóa cốt phấn dược liệu, chính là Diệp Thần Phong ở vạn độc môn bên trong mượn gió bẻ măng. Diệp Thần Phong đem phối chế hóa cốt phấn dược liệu cùng vạn thánh độc điển đặt ở một bên, hắn chuẩn bị muốn bắt tay giúp Hàn Sơ Tuyết phối chế thuốc giải. Diệp Thần Phong ở tạp vật trong phòng phát lên một cái lò lửa đến, ở lò lửa trên thả một cái chuyên môn đôn dược dùng dược oa, loại này thuốc giải chỉ có thể dùng củi gỗ chi hỏa chậm rãi đôn mở. Ở dược trong nồi gia nhập các loại chờ tỷ lệ thanh thủy sau khi, Diệp Thần Phong lại sẽ một cây trăm năm 10 diệp thảo, một cái trăm năm nhân sâm. Một gốc cây trăm năm linh chi chờ chút dược liệu toàn bộ bỏ vào dược trong nồi, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cháy hậu, căn cứ phương thuốc trên từng nói, ở đôn luyện loại này thuốc giải thời điểm, hỏa hầu nhất định phải đều đều, nếu không thì có thể sẽ làm cho thuốc giải hiệu quả biến mất không còn một mống, bất quá, củi gỗ chi hỏa người bình thường rất khó đưa nó khống chế vô cùng đều đều. Cũng may Diệp Thần Phong trong cơ thể có linh hồn lực, hắn đem linh hồn lực thả ra bên ngoài cơ thể, bao vây lấy củi gỗ chi hỏa. Để củi gỗ chi hỏa từ đầu tới cuối duy trì ở một cái đều đều trạng thái. Theo dược trong nồi thanh thủy chậm rãi sôi trào lên, các loại dược liệu bên trong tinh hoa bắt đầu thả ra ngoài, thanh thủy cũng chậm chậm đã biến thành một loại hắc thủy, căn cứ phương thuốc trên từng nói, khi làm thanh thủy biến thành một loại sền sệt màu đen vật chất thì, như vậy thuốc giải cũng là chân chính phối chế thành công, cái này đôn dược quá trình đại khái muốn khoảng 3 tiếng. Khi làm Diệp Thần Phong ở tạp vật trong phòng hết sức chuyên chú đôn dược thời điểm. Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An các loại chờ người nhà họ Tôn, bọn họ cũng rời đi Diệp gia biệt thự, bọn họ hiện tại vẫn tương đối quen thuộc ở tại vùng ngoại ô sân huấn luyện bên trong, ở nơi đó bọn họ mới có thể phát huy tác dụng chân chính, vì lẽ đó ở Diệp Thần Phong tiến vào tạp vật phòng sau, cho dù Diệp Lão gia tử luôn mãi lưu Tôn Bác Dịch các loại chờ người qua đêm. Cũng bị Tôn Bác Dịch các loại chờ người huyền ngôn cự tuyệt. Ở Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ nữ nhân thu thập xong trong phòng bếp sự tình sau, đi tới trong phòng khách phát hiện chỉ còn dư lại Diệp Lão Gia Tử, Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiệt, Tôn Mỹ Cầm liền con trai của chính mình bóng người cũng không thấy,
nàng vội vàng hỏi, ba, Thần Phong đi nơi nào? Sẽ không phải mới một hồi thời gian, các ngươi lại cho Thần Phong sắp xếp nhiệm vụ gì chứ? Diệp lão gia tử lúng túng cười cợt, nói rằng, Mỹ Cầm, Thần Phong là con trai của ngươi, hắn cũng là ta tôn tử a. Ta cũng là rất đau lòng hắn, bất quá, lúc này không phải là ta an bài cho hắn nhiệm vụ gì. Chính hắn tiến vào tạp vật bên trong phòng, bảo là muốn cho Sơ Tuyết suốt đêm phối chế thuốc giải, bằng vào chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rối hắn. Hàn Sơ Tuyết tình huống người ở chỗ này đều là biết rồi, khi nghe đến Diệp Thần Phong là đang vì Hàn Sơ Tuyết suốt đêm phối chế thuốc giải, Tôn Mỹ Cầm cái này làm mẫu thân tuy rằng rất đau lòng con trai của chính mình, thế nhưng nàng không nói thêm gì nữa, mà Hàn Sơ Tuyết nhưng là viền mắt đột nhiên ướt át, trong lòng nhất thời bị một luồng ấm áp cho bao vây lấy. Tọa ở phòng khách trên ghế salon Diệp lão gia tử, hắn nhìn thấy hiện tại đã là 2 giờ sáng bán, hắn lại nói thời gian không còn sớm. Đại gia đều sớm chút nghỉ ngơi đi, ta nghĩ Thần Phong mình có thể xử lý tốt sự tình. Ở Diệp lão gia tử nói xong lời nói này sau, người ở chỗ này đều ai đi đường nấy, khi làm Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ đi tới lầu 2 sau, Vũ Hiểu Phỉ mở miệng nói, Sơ Tuyết, nếu không ngươi đi tạp vật trong phòng bồi bồi Thần Phong đi. Nếu như chúng ta đều qua, e sợ biết đánh quấy nhiễu Thần Phong, vì lẽ đó một mình ngươi quá khứ sẽ không có chuyện gì. Sơ Tuyết tỷ tỷ, đêm nay chúng ta liền đem Thần Phong ca ca trước hết để cho ngươi, ngươi cũng không nên cùng Thần Phong ca ca ở tạp vật trong phòng ăn vụng nha. Đường Hân nha đầu này nhí nha nhí nhảnh nói rằng. Khi biết Diệp Thần Phong suốt đêm đang vì nàng phối chế thuốc giải sau, Hàn Sơ Tuyết đã sớm ức chế không được tưởng niệm Diệp Thần Phong tâm tư. Bây giờ lại nghe được chúng tỉ muội khuyên bảo, nàng lại cũng không kịp nhớ rụt rè, đỏ mặt thấp giọng nói rằng, vậy ta đi tạp vật trong phòng bồi bồi Thần Phong. Khi, làm, Hàn Sơ Tuyết đi tới tạp vật cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào tạp vật trong phòng sau, nàng lập tức lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, hết sức chuyên chú đang khống chế trái hậu Diệp Thần Phong, hắn chỉ là liếc mắt nhìn Hàn Sơ Tuyết, hắn liền lại lập tức tập trung tinh thần. Mà Hàn Sơ Tuyết ở đi vào tạp vật phòng sau, nàng một câu nói cũng không có nhiều lời, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên nhìn Diệp Thần Phong, nam nhân tại chuyên tâm làm một việc thời điểm là lớn nhất có mị lực, đặc biệt là chuyện này vẫn là vì ngươi mà làm, vì lẽ đó Hàn Sơ Tuyết giờ khắc này hoàn toàn là bị Diệp Thần Phong hấp dẫn ở, trong con ngươi xinh đẹp là dị thải liên tục, nếu không là chỉ lo quấy rối đến Diệp Thần Phong, nàng đã sớm liều lĩnh nhào tới Diệp Thần Phong trong ngực, yêu cầu Diệp Thần Phong trìu mến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 3 tiếng thoáng một cái đã qua. Ở này 3 tiếng bên trong, Hàn Sơ Tuyết từ đầu tới cuối một câu nói đều không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn hết sức chuyên chú Diệp Thần Phong mà thôi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến dược trong nồi thủy thanh, đã biến thành vô cùng sền sệt màu đen vật chất sau. Hắn biết thuốc giải là phối chế thành công, còn có thể hay không giải trừ Hàn Sơ Tuyết bên trong thân thể cấm thuật di chứng về sau. Còn muốn chờ Hàn Sơ Tuyết dùng loại này thuốc giải mới biết. Diệp Thần Phong đem bên ngoài linh hồn lực thu lại rồi, trong cổ họng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đem lò lửa trên giữa qua bưng đến một bên trên bàn dài, nắm xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng bát, đem màu đen sền sệt vật thịnh đi ra, quay về một bên Hàn Sơ Tuyết, nói rằng, Sơ Tuyết, đây là ta giúp người phối chế thuốc giải, người mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Nhìn đối với người di chứng về sau có hiệu quả hay không? Nhìn thấy Diệp Thần Phong phối chế xong thuốc giải, nguyên bản tính tình lành lạnh Hàn Sơ Tuyết, trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực, trong con ngươi mị thái liên tục, thân thể mềm mại là dán thật chặt Diệp Thần Phong, vừa nghĩ tới Diệp Thần Phong vì nàng những việc làm, thân thể của nàng liền biến hừng hực lên, hàm răng cắn môi, đỏ mặt nói rằng, Thần Phong, ngươi cho ăn ta. Diệp Thần Phong ngửi Hàn Sơ Tuyết trên người hoa sen giống như mùi thơm cơ thể. Nhìn Hàn Sơ Tuyết rút đi lạnh lẽo sau tiểu nữ nhân một mặt, hắn đem chứa đựng hiểu rõ dược bát đoan ở trong tay, trong bát loại này màu đen sền sệt vật có chút giống hạt vừng hồ, Diệp Thần Phong dùng cái muôi múc một trước, đặt ở miệng một bên thổi thổi, sau đó ôn nhu cho ăn Hàn Sơ Tuyết. Đem loại này tương tự hạt vừng hồ màu đen sền sệt vật ăn vào trong bụng sau, Hàn Sơ Tuyết cảm giác thứ này mùi vị có chút ngọt ngào, ở tiến vào trong dạ dày sau đó, toàn bộ vị thật giống đều ấm áp lên. Ở đem chỉnh bát thuốc giải ăn cái bụng sau khi, Hàn Sơ Tuyết cảm giác cả người thân thể đều nóng lên, vô số dòng nước ấm ở trong thân thể khắp nơi tán loạn. Lúc trước Hàn Sơ Tuyết sử dụng loại này cấm thuật,
chính là có thể làm cho Hàn Sơ Tuyết từ thiên giai hạ phẩm trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Bất quá, ở cấm thuật hiệu quả quá khứ sau khi, Hàn Sơ Tuyết thực lực không chỉ sẽ rút lui đến địa giai hạ phẩm, hơn nữa nàng tuổi thọ cũng đem chỉ còn dư lại 4 năm. Theo thời gian trôi đi, Hàn Sơ Tuyết bên trong thân thể dòng nước ấm càng thoán càng nhanh, trong cơ thể nàng chân kinh lực lượng cũng bắt đầu trở nên hết sức không vững vàng. Trong chớp mắt, trong cơ thể nàng chân kinh lực lượng bắt đầu kéo lên, từ địa giai hạ phẩm nhảy lên tới địa giai trung phẩm, lại từ địa giai trung phẩm nhảy lên tới địa giai thượng phẩm, sau đó lại từ địa giai thượng phẩm nhảy lên tới thiên giai hạ phẩm. Nguyên bản Hàn Sơ Tuyết ở không sử dụng cấm thuật trước, thực lực của nàng cũng chỉ có thiên giai hạ phẩm, không nghĩ tới thực lực của nàng ở xông lên thiên giai hạ phẩm, chỉ là dừng lại 5, 6 giây sau, lại vọt thẳng lên thiên giai trung phẩm. Ở xông lên thiên giai trung phẩm sau, Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể cực kỳ không ổn định, chân kinh lực lượng mới lắng xuống. Phải biết trăm năm mười diệp thảo nguyên vốn là luyện chế tăng cao thực lực thuốc, huống chi loại này thuốc giải bên trong ngoại trừ trăm năm mười diệp thảo bên ngoài, còn lại cũng đều là đại bổ chi dược. Đang thuốc giải đem Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể di chứng về sau khi giải trừ, khả năng thuốc giải dược lực còn có tàn dư, vì lẽ đó Hàn Sơ Tuyết là mượn dược lực mới một lần bước vào thiên giai trung phẩm cấp độ. Diệp Thần Phong ở cảm giác được Hàn Sơ Tuyết thực lực không chỉ khôi phục, trái lại còn tăng lên sau khi, hắn là biết thuốc giải ở Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể phát huy tác dụng, lúc này mới để hắn sâu sắc hô thở ra một hơi, nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều cứu không được, như vậy Diệp Thần Phong thật sự sẽ cảm giác mình phi thường vô dụng. Chương 871, Nghịch Thiên Tôi Thể Nước Thuốc. Một vòng mặt trời mới mọc từ đông mới dần dần bay lên. Một đêm không ngủ Diệp Thần Phong, tinh thần của hắn vẫn là tương đối đủ, bây giờ đối với nắm giữ vương cấp đỉnh cao linh hồn lực hắn tới nói, liên tục 5, 6 thiên không ngủ đều là không thành vấn đề. Lợi dụng linh hồn lực kiểm tra một chút trong lòng Hàn Sơ Tuyết thân thể, đang xác định Hàn Sơ Tuyết thân thể không có dị dạng sau, hắn là đem Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại ôm vô cùng mấy phần, như vậy hiểu điệu mỹ nhân trong ngực ôm, muốn nói không hề có một chút niệm muốn, khẳng định là tâm lý không bình thường. Coi như là thái giám khẳng định cũng sẽ có chút ý kiến, thái giám chỉ là nửa người dưới không có đồ chơi kia mà thôi, nam nhân hẳn là có khát vọng, bọn họ cũng là có. Lâu như vậy không có nhìn thấy Hàn Sơ Tuyết, Diệp Thần Phong đối với Hàn Sơ Tuyết các loại chờ nữ nhân còn là phi thường tưởng niệm, miệng môi của hắn tiến đến Hàn Sơ Tuyết lỗ tai bên, đầu lưỡi vô tình hay cố ý liếm Hàn Sơ Tuyết béo mập vành tai, thấp giọng nói rằng, Sơ Tuyết, bên trong cơ thể ngươi cấm thuật di chứng về sau toàn bộ giải trừ, ngươi nói ngươi nên làm sao cảm tạ chồng ngươi ta a? Mấy ngày nay các ngươi có hay không nhớ ta rồi? Bị Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết, nàng cảm giác được vành tai trên tê tê dại dại, cả người thân thể mềm mại hoàn toàn sụi lơ ở Diệp Thần Phong trong ngực, trong đầu hồi tưởng có quan hệ Diệp Thần Phong từng tí, một đôi trong con ngươi xinh đẹp mị thái là càng thêm nồng nặc, hai cánh tay chủ động ôm lấy Diệp Thần Phong cái cổ. E thẹn nói rằng, Thần Phong, yêu ta, Thần Phong, yêu ta. Nếu Hàn Sơ Tuyết đều biểu đạt như vậy trắng ra, như vậy Diệp Thần Phong lại sao có lùi bước lý do? Hắn ôm Hàn Sơ Tuyết, trực tiếp đem Hàn Sơ Tuyết thân thể đặt ở trên bàn dài, khả năng là động tác quá mạnh liệt xuyên cớ, đặt ở bàn dài biên giới cái kia bản vạn thánh độc điển hướng về lò lửa bên trong rớt xuống, bởi lò lửa bên trong hỏa vẫn không có tắt. Vì lẽ đó cái kia bản vạn thánh độc điển trực tiếp rơi vào trong ngọn lửa. Diệp Thần Phong dư quang phiêu đến tình cảnh này sau, hắn cũng không có vội vã đi để ý tới, vừa đến lúc trước ở phát hiện vạn thánh độc điển thời điểm. Ở vạn thánh độc điển trên có một tầng hóa cốt phấn, liền hóa cốt phấn đều không thể đem vạn thánh độc điển ăn mòn, dưới cái nhìn của hắn ngọn lửa này cũng đối với vạn thánh độc điển không có tác dụng, thứ hai coi như này vạn thánh độc điển sẽ bị ngọn lửa này thiêu hủy. Diệp Thần Phong cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, bởi vì vạn thánh độc điển bên trong các loại độc dược phương pháp phối chế, toàn bộ bị hắn cho ghi vào trong đầu. Lại nói phối chế bên trong các loại độc dược dược liệu, chỉ có ở cổ vũ giới bên trong mới có, ở tục bên trong thế giới căn bản phối chế không ra vạn thánh độc điển bên trong độc dược. Huống chi Diệp Thần Phong hiện tại nào có ở không đi quản cái gì vạn thánh độc điển. Hắn trực tiếp đem Hàn Sơ Tuyết trên người quần áo cho xé kéo xuống. Không chút do dự cùng Hàn Sơ Tuyết làm lên vận động, nhìn thân thể bên dưới yếu ớt liên tục Hàn Sơ Tuyết, Diệp Thần Phong thử muốn cùng Hàn Sơ Tuyết âm dương giao hợp. Nhưng hắn phát hiện Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể chân kinh lực lượng,
cùng trong cơ thể hắn linh hồn lực dĩ nhiên là có chút bài xích, vì để tránh cho Hàn Sơ Tuyết phát sinh nguy hiểm, Diệp Thần Phong cũng liền từ bỏ kế tục thử nghiệm tâm tư. Nửa giờ sau, khi làm Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết vừa làm xong vòng thứ nhất vận động thời điểm, Vũ Hiểu Phỉ, Tuyết Trắng Linh, Ninh Vũ Đình, Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Sinh Tươi đẩy cửa ra đi vào. Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ nguyên bản là tới xem một chút Diệp Thần Phong tiến triển làm sao, có thể vừa mở cửa đi vào tạp vật phòng thời điểm, ánh vào các nàng mi mắt hình ảnh, lại là Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết trên người không hề y vật. Diệp Thần Phong đem Hàn Sơ Tuyết đặt ở trên bàn dài làm vận động hình ảnh, điều này làm cho Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ là đột nhiên một trận ngây người. Đúng là Đường Hân tiểu nha đầu này cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, thanh âm chát chúa nói rằng, ta liền biết Sơ Tuyết tỷ tỷ sẽ ăn vụng, xem ra chúng ta là quấy rối Thần Phong ca ca cùng Sơ Tuyết tỷ tỷ chuyện tốt. Vũ Hiểu Phỉ cũng là một trận mặt đỏ, nói rằng, Thần Phong, Sơ Tuyết, hai người các ngươi kế tục. Chúng ta rời đi trước. Nếu Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ cũng đã đến rồi, như vậy Diệp Thần Phong nào có làm cho các nàng rời đi đạo lý. Bên trong thân thể linh hồn lực trực tiếp ở ngoài phóng ra, khống chế tạp vật phòng môn cho mình đóng lại, cười nói các vị lão bà đại nhân, nếu đều đến rồi, làm gì như thế vội vã đi. Gần nhất các ngươi lão công thực lực của ta tăng lên không ít, ta vừa vặn có thể cùng các ngươi huấn luyện, giúp các ngươi tăng lên tăng cao thực lực. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã có vương cấp đỉnh cao cấp độ, thông qua âm dương giao hợp hắn nhất định có thể để chúng nữ trong cơ thể linh hồn lực nâng cao một bước, chúng nữ đương nhiên cũng biết Diệp Thần Phong trong miệng huấn luyện là có ý gì. Các nàng có thể vẫn không có tất cả mọi người đồng thời hầu hạ quá Diệp Thần Phong. Vì lẽ đó Vũ Hiểu Phỉ đỏ mặt vội vàng nói, Thần Phong, ta hiện tại thân thể có chút không thoải mái, nếu không ngươi buổi tối sẽ cùng ta huấn luyện đi. Chỉ là khi, làm Vũ Hiểu Phỉ tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Diệp Thần Phong liền xuất hiện ở bên cạnh nàng, một cái trực tiếp đem Vũ Hiểu Phỉ cho kéo vào trong ngực, ôn nhu vỗ hai lần Vũ Hiểu Phỉ mông mẩy, nói rằng, lão bà, cái này không thể được a. Nếu thân thể ngươi không thoải mái, như vậy lão công ta giúp ngươi cẩn thận trì trì. Nói, Diệp Thần Phong nhanh chóng đem Vũ Hiểu Phỉ y phục trên người cho rút đi, kỳ thực Diệp Thần Phong cũng không phải một cái hết sức háo sắc nam nhân. Bây giờ thế tục giới xuất hiện một cái tổ chức thần bí, hắn lo lắng nhất tự nhiên là bên người người thân cùng nữ nhân, nếu như có thể giúp những nữ nhân này nói thêm thăng một phần thực lực, các nàng chính mình ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, dĩ nhiên là có thêm một phần năng lực tự vệ. Sau 5, 6 tiếng, Diệp gia tạp vật trong phòng là ý xuân giạt rào, dòng dã vừa giữa trưa Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ đều là ở tạp vật trong phòng vượt qua. Nguyên bản Diệp lão gia tử mấy người cũng muốn đến tạp vật phòng nhìn tình huống, có thể khi bọn họ mới vừa đi tới tạp vật trước cửa phòng, nghe tạp vật trong phòng động tĩnh sau khi, bọn họ liền từng cái phi thường hiểu ngầm đi ra. Trải qua 5, 6 tiếng huấn luyện, Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ nguyên bản chỉ có cấp 3 linh hồn lực cấp độ, các nàng ở này 5, 6 tiếng bên trong, từng cái toàn bộ bước vào cấp 5 linh hồn lực cấp độ, chỉ có Hàn Sơ Tuyết bởi vì trong cơ thể là chân kinh lực lượng. Không thể cùng Diệp Thần Phong huấn luyện, bất quá, bây giờ Hàn Sơ Tuyết thực lực cũng có thiên giai trung phẩm, ở tục bên trong thế giới có thể nói là phi thường cao thủ hàng đầu. Ở huấn luyện kết thúc sau khi, Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ là vội vàng ăn mặc quần áo, Tuyết Trắng Linh đôi mắt đẹp chừng một chút Diệp Thần Phong, nũng nịu yếu ớt nói rằng, Thần Phong, xem ngươi làm ra chuyện tốt, ngươi đem ta nội y đều xé hỏng rồi. Thần Phong ca ca, ngươi cũng đem quần lót của ta cho xé hỏng rồi. Đường Hân nha đầu này cũng liền vội vàng nói. Các vị tỉ muội, chúng ta mau mau mặc quần áo tử tế, chúng ta một buổi sáng vẫn ở tại tạp vật trong phòng, ra ra cùng ba mẹ bọn họ khẳng định là biết chúng ta ở đây làm loại chuyện kia, thực sự là quá ngượng ngùng, chúng ta không cần để ý này đại bại hoại. Triệu Huyền Đình trên mặt ửng hồng vẫn không có rút đi đây. Vũ Hiểu Phỉ các loại chờ chúng nữ ở xuyên xong quần áo sau, các nàng liền từng cái vội vàng vàng rời phòng. Bởi vừa nãy Diệp Thần Phong thủ pháp có chút kịch liệt, hết thảy những nữ nhân này y phục trên người cùng quần hoặc nhiều hoặc ít bị hắn cho xé xấu một chút, những nữ nhân này khẳng định là vội vã đi trong phòng thay quần áo. Ngăn ngắn 2,3 phút thời điểm, toàn bộ tạp vật trong phòng chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người, Diệp Thần Phong cũng cầm quần áo cho xuyên lên, khi hắn ánh mắt trong lúc vô tình phiêu đến lò lửa bên trong thời điểm,
hắn nhìn thấy lò lửa bên trong hỏa diễm đã tắt, bất quá, cái kia bản rơi vào lò lửa vạn thánh độc điển lại bị hòa tan, này vạn thánh độc điển không phải hóa cốt phấn đều không thể ăn mòn sao? Dĩ nhiên sẽ sợ hỏa diễm. Diệp Thần Phong ở mặc quần áo xong sau khi, đến gần lò lửa một ít, hắn nhìn thấy chỉnh bản vạn thánh độc điển lại hòa tan thành một tấm tương tự giấy bằng da dê đồ vật, hơn nữa mặt trên còn viết lít nha lít nhít kiểu chữ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong hai con mắt đột nhiên ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, này vạn thánh độc điển chẳng lẽ là bên trong có càn khôn sao? Bởi lò lửa bên trong hỏa diễm đã tắt đã lâu, bên trong nhiệt độ cũng đã sớm tiêu tan, Diệp Thần Phong trực tiếp luồn vào lò lửa đem tấm kia tương tự giấy bằng da dê đồ vật lấy ra. Hắn nhìn thấy tấm này tương tự giấy bằng da dê trên cùng viết bốn chữ lớn tôi thể nước thuốc, ở phía dưới lít nha lít nhít chữ nhỏ trên, tả chính là liên quan với tôi thể nước thuốc công hiệu, cùng với phối chế tôi thể nước thuốc phương pháp. Khi, làm, Diệp Thần Phong xem xong tôi thể nước thuốc công hiệu sau, cả người hắn là triệt để kích chuyển động, loại này tôi thể nước thuốc là nhằm vào thiên giai cao thủ, có thể làm cho thiên giai cao thủ một lần bước vào tiên thiên cấp độ. Phải biết thiên giai cùng tiên thiên trong lúc đó có một cái to lớn khe, Diệp Thần Phong linh hồn lực chỉ có thể giúp tiên thiên trước cổ vũ cao thủ tăng cao thực lực, nói cách khác muốn từ thiên giai bước vào tiên thiên, nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực mới được. Mà trước mắt này tôi thể nước thuốc nếu như thật sự có thể phối chế mà thành, Diệp Thần Phong dưới tay lại có nhiều như vậy thiên giai cao thủ, như vậy hắn lập tức có thể tạo sẽ bao nhiêu tiên thiên cao thủ. Nguyên bản hắn đang lo nên làm sao tăng lên phong vệ đội thực lực đây. Này tôi thể nước thuốc thực sự là đến quá đúng lúc. Có thể làm cho thiên giai cao thủ trực tiếp bước vào cảnh giới tiên thiên, loại này tôi thể nước thuốc có thể nói là tuyệt đối nghịch thiên. Chương 872, ta là tới làm chính sự. Chính là xe tới trước núi tất có đường, dùng câu nói này để hình dung hiện tại Diệp Thần Phong là lại thích hợp bất quá, nếu như có thể rất nhiều lượng tạo nên cảnh giới tiên thiên cao thủ đi ra. Như vậy chờ lần sau Diệp Thần Phong lại tiến vào cổ vũ giới thời điểm, hắn cũng có ở cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia đặt chân tư bản. Diệp Thần Phong tỉ mỉ xem xong tôi thể nước thuốc giới thiệu sau, hắn cầm trong tay tương tự giấy bằng da dê đồ vật lăn tới, hắn phát hiện phản diện cũng viết lít nha lít nhít kiểu chữ, ở phản diện trên cùng viết màu máu thiên thạch này bốn chữ lớn, sau đó ở này bốn chữ lớn phía dưới là có quan hệ màu máu thiên thạch giới thiệu. Ở Diệp Thần Phong xem xong có quan hệ màu máu thiên thạch giới thiệu sau, hắn vừa dẹp loạn tâm tình lần thứ hai kích chuyển động, này màu máu thiên thạch là một loại toàn thân đỏ lên thiên thạch vũ trụ, ở này màu máu thiên thạch bên trong sẽ dựng dục ra từng viên một to bằng nắm tay huyết châu, mà này huyết châu chính là tiên thiên cao thủ vật đại bổ, căn cứ phía trên này từng nói, nếu như một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ đang hấp thu một viên huyết châu sau khi, thực lực có thể trực tiếp bước vào phá thiên sơ kỳ. Nếu như một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ đang hấp thu một viên huyết châu sau khi, thực lực có thể trực tiếp bước vào phá thiên trung kỳ, nếu như một tên tiên thiên đỉnh cao cao thủ đang hấp thu một viên huyết châu sau khi, thực lực tự nhiên có thể trực tiếp bước vào phá thiên đỉnh cao cấp độ. Loại này màu máu thiên thạch bên trong thai nghén mà ra huyết châu, có thể làm cho tiên thiên cao thủ trực tiếp vượt qua một toàn bộ đại cấp độ, này huyết châu cùng vừa tôi thể nước thuốc quả thực là như thế nghịch thiên rồi. Tôi thể nước thuốc là nhằm vào thiên giai cao thủ, mà này huyết châu là nhằm vào tiên thiên cao thủ, nếu như có thể đem tôi thể nước thuốc cùng huyết châu đều làm ra đến, như vậy Diệp Thần Phong chẳng phải là có thể tạo nên một nhóm lớn phá thiên cao thủ đi ra. Như vậy đến thời điểm tiến vào cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia cũng hầu như là có thể đấu đá lung tung. Đáng tiếc chính là này màu máu thiên thạch chính là thiên thạch vũ trụ, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm tới, ở tỉnh táo lại sau khi... Diệp Thần Phong phát hiện phối chế tôi thể nước thuốc dược liệu hẳn là cũng chỉ có cổ vũ giới bên trong mới có, nghĩ đến điểm này sau khi, trong lòng tâm tình kích động nhất thời làm lạnh một nửa. Bất quá, nắm trong tay này một phần báu vật, Diệp Thần Phong làm sao có thể đơn giản từ bỏ đây? Này màu máu thiên thạch có thể trước tiên tạm thời để qua một bên, có thể này tôi thể nước thuốc hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên chế biến ra đến, đồng thời trong lòng của hắn cũng sản sinh một cái lớn mật suy đoán. Chỉ có điều suy đoán này trước hết muốn tìm người chứng thực một thoáng. Diệp Thần Phong trong đầu nhất thời nhớ tới Hạ Tử Ninh, lúc trước đi về phía Nam Cảng thời điểm, hắn để tên béo họ Lý an bài trước Hạ Tử Ninh ở Kinh Thành để ở. Lần này giải quyết Nam Cảng sự tình trở lại Kinh Thành sau. Hắn suýt chút nữa đem Hạ Tử Ninh nữ nhân này quên đi.
Hạ Tử Ninh là đến từ cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia, mà Diệp Thần Phong trong tay này bản vạn thánh độc cầm cố sơ là ở Hàn Sợ Tuyết Hàn Môn tìm tới. Có thể Hàn Môn bên trong người đối với này bản vạn thánh độc điển cũng không có ấn tượng, còn có phối chế vạn thánh độc điển trên độc dược dược liệu hầu như đều là sinh trưởng ở đỉnh cấp thế lực bên kia. Vì lẽ đó, này vạn thánh độc điển nhất định là cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia kết quả, còn có lúc trước vạn độc môn cử hành đệ tử chọn lựa thời điểm, sát hạch đệ tử cũng là phối chế hóa cốt phấn, bất quá, vạn độc môn hóa cốt phấn so với vạn thánh độc điển trên hóa cốt phấn nhỏ yếu hơn nhiều, vì lẽ đó Diệp Thần Phong hoài nghi này vạn thánh độc điển hay là cùng vạn độc môn có chút quan hệ, hắn nhất định phải đi tìm Hạ Tử Ninh hiểu rõ tìm hiểu tình hình, dù sao ở thế tục giới cũng chỉ có Hạ Tử Ninh là đến từ đỉnh cấp thế lực bên kia. Trong lòng có ý nghĩ này sau, Diệp Thần Phong lập tức gọi một cú điện thoại cho tên béo họ Lý. Vừa vặn tên béo họ Lý cũng ở kinh thành, hắn liền để tên béo họ Lý lập tức đến một chuyến Diệp gia, mà hắn cũng vội vội vàng vàng rời đi tạp vật phòng. Bởi thời gian đã là vào buổi trưa, khi làm Diệp Thần Phong đơn giản rửa mặt xong sau khi, phòng khách trên bàn ăn đã là xếp đầy đủ loại thức ăn, Vũ Hiểu Phi các loại chờ chúng nữ cũng toàn bộ đổi được rồi quần áo mới. Nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, các nàng lập tức nhớ tới vừa nãy ở tạp vật trong phòng điên cuồng, từng cái e thẹn cúi đầu. Thần Phong, mau mau tới dùng cơm, ta nhưng là bận việc trời vừa sáng trên, mới giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng bữa này bữa trưa. Tôn Mỹ Cầm nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó, nàng lập tức đi lên trước lôi kéo Diệp Thần Phong ngồi xuống. Bởi Diệp Lão gia tử, Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện bọn họ đều đi ra ngoài. Vì lẽ đó buổi trưa chỉ có Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Thần Phong chúng nữ ở, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tiện cự tuyệt mẹ mình hảo ý, mà khi hắn ngồi xuống thời điểm, hắn nhìn thấy trước mặt chính mình một chén canh thì, hắn trên trán là triệt để bốc lên mồ hôi lạnh đến. Có thể Tôn Mỹ Cầm đối với Diệp Thần Phong biểu hiện là phảng phất không nghe thấy, cười nói, Thần Phong, đây là mẹ cố ý giúp ngươi chuẩn bị, mẹ biết ngươi hiện tại khẳng định mệt muốn chết rồi, nhất định phải khỏe mạnh bồi bổ thân thể. Tôn Mỹ Cầm đang khi nói chuyện còn vô tình hay cố ý nhìn về phía Vũ Hiểu Phi các loại chờ chúng nữ, mà Diệp Thần Phong trước mặt là một bát nóng hổi dương tiên, Vũ Hiểu Phi các loại chờ, nữ nhân hẳn là cũng biết Diệp Thần Phong trong bát chính là món đồ gì, khi nghe đến Tôn Mỹ Cầm lời nói này sau khi, các nàng là càng thêm mặt đỏ tới mang tai. Mẹ, ta buổi chiều còn có chút việc gấp, các người từ từ ăn, ta đi trước. Diệp Thần Phong trực tiếp nhanh chóng chuồn ra Diệp gia biệt thự. Mà vào lúc này tên béo họ Lý cũng vừa thật lái xe đến Diệp gia, vì lẽ đó Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi lên rồi tên béo họ Lý xe, đối với Diệp Thần Phong thân thể tới nói, hắn cần phải ăn dương tiên đến bổ một chút sao. Hắn nhưng là đường đường vương cấp cường giả tối đỉnh, theo thực lực tăng lên, hắn phương diện kia năng lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đứa nhỏ này làm sao không nghe lời của ta đây? Này bát dương tiên ta nhưng là giúp hắn nấu một cái sáng sớm đây. Tôn Mỹ Cầm nhìn vội vội vàng vàng trốn Diệp Thần Phong, trong lòng nàng là tức giận không ngớt. Ngược lại, nàng lại cười híp mắt nhìn Vũ Hiểu Phi các loại chờ chúng nữ, nói rằng các ngươi có thể muốn cùng Thần Phong thêm đem kính nha. Mẹ thật sự rất muốn ôm tôn tử. Vũ Hiểu Phi các loại chờ chúng nữ đương nhiên không dám như Diệp Thần Phong như vậy trốn, cho nên bọn họ chỉ có thể đỏ mặt nghe Tôn Mỹ Cầm giáo dục. Hơn một giờ sau. Tên béo họ Lý lái xe mang Diệp Thần Phong đi tới một đống âu thức biệt thự trước mặt, dọc theo con đường này tên béo họ Lý là kích động cùng lão đại của chính mình trò chuyện, mắt thấy là đến chỗ cần đến, hắn mới đúng lúc thu ngừng miệng ba, từ trong túi tiền móc ra một chuỗi chìa khóa, nói rằng, lão đại, đây là biệt thự chìa khóa, đại tẩu hẳn là ngay khi bên trong biệt thự, ở biệt thự trong sân dừng một chiếc Mercedes cùng một chiếc BMW, sau đó lão đại có thể mở hai chiếc xe kia rời đi. Ta liền không ở nơi này quấy rối lão đại ngươi cùng đại tẩu đoàn tụ. Diệp Thần Phong chừng một chút tên béo họ Lý sau khi, tiếp nhận tên béo họ Lý trong tay chìa khóa, mở miệng nói rằng, tên béo họ Lý, nàng không phải là ngươi đại tẩu, nàng cũng không phải người đàn bà của ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi, tiểu tử ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượt. Thật nhếch, lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Kỳ thực bằng hữu bình thường cũng là có thể cùng nhau làm cái kia những chuyện gì a? Ta còn thực sự tiện mộ lão đại ngươi diễm phúc đây. Được rồi, lão đại, có chuyện gì bất cứ lúc nào liên hệ ta, mấy ngày nay ta đều sẽ lưu ở kinh thành.
Tên béo họ Lý tặc tặc nở nụ cười hai tiếng sau khi, liền lái xe rời đi. Nhìn xe đi xa bóng lưng, Diệp Thần Phong là cười khổ lắc lắc đầu, trong miệng nói lầm bầm, này tên béo họ Lý. Nếu trong tay có chìa khóa, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần gõ cửa, trong lòng hắn bức thiết muốn phải mở ra liên quan với vạn thánh độc điển các loại nghi vấn, vì lẽ đó hắn trực tiếp mở cửa, ở đi tới biệt thự phòng khách sau, hắn phát hiện trong phòng khách là không có một bóng người, hắn lại lập tức hướng về lầu 2 đi đến, khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm, cả người hắn là ngẩn người. Chỉ thấy vóc người mê người nóng nảy Hạ Tử Ninh, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ăn mặc một cái quần slip cùng một cái màu đỏ cái yếm, mái tóc ướt nhẹp là rối tung ở đầu vai, rất rõ ràng là vừa tắm xong dáng vẻ. Mà Hạ Tử Ninh đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong sau, nàng cũng là đầy đủ sửng sốt có 7, 8 giây, ở phục hồi tinh thần lại sau khi, nàng tức giận trong lòng nhất thời kéo lên tới, dĩ nhiên hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Trực tiếp một cước hướng về Diệp Thần Phong ngực đá tới, đỏ mặt mắng, Diệp Thần Phong, người cái đồ lưu manh, đồ lưu manh. Hạ Tử Ninh này một cước theo Diệp Thần Phong thực sự là không ra thể thống gì, thân thể hắn một bên, dễ dàng né tránh Hạ Tử Ninh công kích, nhưng bọn họ chạm địa phương chính là ở cửa thang gác, này Diệp Thần Phong né tránh sau khi, mắt thấy Hạ Tử Ninh một cước đá không, thân thể mất thăng bằng, cả người muốn hướng về cầu thang dưới lăn xuống. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn vội vã đưa tay phải ra cánh tay, trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Ninh thân thể, đem Hạ Tử Ninh cho kéo trở lại, nhưng đáng tiếc chính là Diệp Thần Phong cánh tay phải có vẻ như lâu không phải địa phương, đem Hạ Tử Ninh ngực cao vót bao trùm lại, bất quá, Diệp Thần Phong cảm thấy cánh tay phải trên mềm mại, để hắn cảm giác còn thật thoải mái. Nhìn bị kéo đến trong lồng ngực của mình Hạ Tử Ninh, Diệp Thần Phong vì phòng ngừa Hạ Tử Ninh lần thứ hai động thủ. Hắn là ôm chặt lấy Hạ Tử Ninh, mà Hạ Tử Ninh là mạnh mẽ trừng mắt Diệp Thần Phong, hai người thân thể là dán thật chặt ở cùng nhau, tuy rằng Diệp Thần Phong buổi sáng vừa mới vừa điên cuồng đại chiến quá, thế nhưng nửa người dưới của hắn rất nhanh sẽ lại có phản ứng. Có thể Diệp Thần Phong vào lúc này nhưng bày ra một mặt chính kinh vẻ mặt, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi nghe ta nói, ta là tới làm chính sự. Hạ Tử Ninh nhìn Diệp Thần Phong bộ này chính kinh sắc mặt. Nàng hận không thể cắn chết Diệp Thần Phong, thân thể nàng cùng Diệp Thần Phong dán thật chặt, ngực của nàng bộ bị Diệp Thần Phong cánh tay phải chăm chú bao trùm, cái mông của nàng trên bị Diệp Thần Phong cái kia đồ đáng chết cho đẩy, mà này Diệp Thần Phong dĩ nhiên nói vẫn là đến làm chính sự. Lẽ nào đây chính là Diệp Thần Phong trong miệng chính sự sao? Chương 873, lớn mật suy đoán. Diệp Thần Phong, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi chính là cái rùa đen khốn kiếp. Ngươi đem ta mang tới kinh thành đến rồi, mà ngươi lại lập tức biến mất rồi nhiều ngày như vậy, vừa mới vừa gặp mặt ngươi lại bắt nạt như vậy ta, ngươi không cảm thấy bắt nạt một người phụ nữ rất vô liêm sỉ sao? Hạ Tử Ninh mắc cỡ đỏ mặt quát lên, nàng biết lấy năng lực của nàng là căn bản là không có cách tránh thoát Diệp Thần Phong, cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ dãy dụa, lại nói bây giờ nàng cùng Diệp Thần Phong dán thật chặt, nếu như nàng lựa chọn dãy dụa. Như vậy thân thể của nàng không thể nghi ngờ sẽ cùng Diệp Thần Phong thân thể sản sinh ma sát, đây là nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Diệp Thần Phong cũng cảm giác mình là có một tí tẹo như thế vô liêm sỉ, bất quá, hắn cũng sẽ không ở Hạ Tử Ninh trước mặt chịu thua, phải biết nữ nhân trời sinh chính là cố tình gây sự động vật, nếu để cho nữ nhân biết các nàng chính mình là chiếm lấy một cái lý tự, như vậy các nàng càng thêm sẽ làm trầm trọng thêm hồ đồ. Diệp Thần Phong tùy ý cười cợt. Hạ Tử Ninh trên người mùi thơm cơ thể không ngừng xông vào mũi của hắn bên trong, để hắn không khỏi ngửi một cái, phát hiện Diệp Thần Phong hành động này Hạ Tử Ninh, gò má của nàng trong nháy mắt đỏ lên, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi mau mau thả ra ta, ngươi không phải nói đến làm chính sự sao? Lẽ nào đây chính là ngươi cái gọi là chính sự? Ta này không phải bị bất đắc dĩ mà, nếu như ngươi bảo đảm không cố tình gây sự, như vậy ta liền buông ra ngươi. Chúng ta lại cẩn thận nói một chút chính sự, ta trong miệng chính sự có thể quan hệ ngươi có thể hay không sớm ngày trở lại cổ vũ giới bên trong, vì lẽ đó chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Diệp Thần Phong cười nói. Vừa nghe nói có thể sớm ngày trở lại cổ vũ giới bên trong, Hạ Tử Ninh là nhíu nhíu mày, nói rằng, được, ngươi trước tiên buông ra ta, ta bảo đảm không cố tình gây sự, lại nói nếu không là ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết. Hạ Tử Ninh trong cổ họng âm thanh là càng ngày càng thấp, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy.
Đang nghe được Hạ Tử Ninh bảo đảm sau đó, Diệp Thần Phong lúc này mới buông ra Hạ Tử Ninh thân thể, Hạ Tử Ninh lập tức hướng về trong phòng của nàng chạy đi. Nhìn thấy Hạ Tử Ninh rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong không khỏi đem tay phải phóng tới mũi trước người một cái, mặt trên còn lưu lại Hạ Tử Ninh trên người thơm ngát mùi thơm cơ thể. Nhưng ai biết đi tới cửa gian phòng Hạ Tử Ninh, nàng trong chớp mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong ở ngửi chính mình tay phải hình ảnh, điều này làm cho Hạ Tử Ninh là tức giận đến bộ ngực mềm run rẩy, mắng, vô liêm sỉ, biến thái, lưu manh. Một tiếng, Hạ Tử Ninh đi vào gian phòng sau, tầng tầng đem cửa phòng đóng lại, Diệp Thần Phong nhưng là không đáng kể cười cợt, sau đó hướng về dưới lầu phòng khách đi đến, chuẩn bị ở trong phòng khách chờ đợi Hạ Tử Ninh. Khoảng chừng sau 15 phút, Hạ Tử Ninh mặc trên người một cái ở nhà phục đi xuống. Đang nhìn đến phòng khách trên ghế salon hai chân chéo ngửi Diệp Thần Phong sau, hai bên của nàng gò má lần thứ hai hơi đỏ một chút, lựa chọn ở Diệp Thần Phong đối diện ngồi xuống, một đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt Diệp Thần Phong, mắng, Diệp Thần Phong, ngươi là một người nam nhân, ngươi có thể hay không không muốn vô sỉ như vậy. Diệp Thần Phong là quen thuộc Hạ Tử Ninh chửi rủa, chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hắn cười nói, một người đàn ông nếu như không vô sỉ thoại. Ta xem thế giới này đã sớm muốn tiêu diệt vong, ngươi biết đây là tại sao không? Hạ Tử Ninh không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên hỏi ra như thế cái vấn đề, theo bản năng mở miệng hỏi, tại sao? Bởi vì nếu như nam mọi người đều là chân chính chính nhân quân tử, như vậy nam nhân cũng sẽ không cùng nữ nhân làm trên giường vận chuyển động, không làm trên giường vận động, nữ nhân như thế nào sẽ sinh con? Không sinh con, như vậy người của thế giới này loại đem sẽ từ từ giảm thiểu, đến cuối cùng trực tiếp diệt vong, cho nên nói một người đàn ông nhất định phải nắm giữ vô liêm sỉ cái này ưu điểm, vô liêm sỉ là một người đàn ông cơ bản chuẩn tắc. Diệp Thần Phong nghĩa chính ngôn từ nói rằng, đang nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau khi, Hạ Tử Ninh mới biết mình là lại bị Diệp Thần Phong cho vòng vào đi tới, nàng phát hiện mình mỗi lần mặc kệ ở cái gì phương diện. Nàng đều sẽ ở Diệp Thần Phong trên người thổi thiệt thòi, trong lỗ mũi khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi lần này đi tới để là muốn nói gì chính sự. Quan hệ này ta có thể sớm ngày tiến vào cổ vũ giới. Thấy Hạ Tử Ninh quay lại đề tài chính, Diệp Thần Phong cũng không lại nhàn xả, hắn nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi còn nhớ lần trước ở Vạn Độc Môn thời điểm, ta ở Vạn Độc Môn chế biến ra một loại hóa cốt phấn sao? Ta chế biến ra hóa cốt phấn so với Vạn Độc Môn hóa cốt phấn còn cường hãn hơn rất nhiều lần, kỳ thực ta là trong lúc vô tình được một quyển Vạn Thánh Độc Điển, hóa cốt phấn phương pháp phối chế ta là ở Vạn Thánh Độc Điển trên nhìn thấy, này Vạn Thánh Độc Điển có phải là cùng Vạn Độc Môn có chút quan hệ? Ngươi là đỉnh cấp thế lực người bên kia, ngươi có chưa từng nghe nói Vạn Thánh Độc Điển? Ở Diệp Thần Phong nói ra Vạn Thánh Độc Điển thời điểm, Hạ Tử Ninh sắc mặt là hơi hơi đổi một chút. Trên mặt là tràn ngập cực kỳ kinh ngạc, hỏi, Diệp Thần Phong, Vạn Thánh Độc Điển ở trong tay ngươi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói rằng, ân, ngươi biết này Vạn Thánh Độc Điển. Được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời chắc chắn sau, Hạ Tử Ninh hít sâu một hơi, nói rằng, chẳng trách lần trước ngươi có thể ở Vạn Độc Môn chế biến ra như vậy khó mà tin nổi hóa cốt phấn, trong tay ngươi Vạn Thánh Độc Điển xác thực cùng Vạn Độc Môn có chút quan hệ. Hạ Tử Ninh dừng lại một chút sau khi. Tiếp tục nói, Vạn Độc Môn chỉ là Độc Sát Môn một cái chi nhánh, mà trong tay ngươi Vạn Thánh Độc Điển chính là năm đó Độc Sát Môn bảo vật trấn phái. Ở năm, 600 năm trước đỉnh cấp thế lực bên kia, Độc Sát Môn chính là dựa vào Vạn Thánh Độc Điển một lần trở thành một lưu thế lực. Ngay lúc đó Độc Sát Môn có thể là phi thường phong quang, Độc Sát Môn tên cũng trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ cổ vũ giới. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, sau đó Độc Sát trong môn phái thật giống là nổi lên nội chiến. Vạn Thánh Độc Điển đột nhiên ở Độc Sát trong môn phái biến mất rồi, mà Độc Sát môn nội chiến trái lại càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng năm đó cường thịnh nhất thời Độc Sát môn trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, toàn bộ Độc Sát môn chậm rãi biến mất ở cổ vũ giới mỗi cái môn phái trong tầm mắt. Mà Vạn Độc môn là sau khi Độc Sát môn một vị trưởng lão thành lập lên, bởi Vạn Thánh Độc Điển biến mất rồi, vì lẽ đó liên quan rất nhiều tuyệt thế độc dược phương pháp phối chế cũng đồng thời biến mất rồi. Cái này thành lập lên Vạn Độc Môn trước sau chỉ có thể bồi hồi ở ba lưu thế lực vị trí, không thể khôi phục năm đó Độc Sát Môn cường thịnh. Nghe Hạ Tử Ninh nói tới Độc Sát Môn cùng Vạn Độc Môn sự tình, nghe Hạ Tử Ninh nói tới Vạn Thánh Độc Điển lai lịch,
Diệp Thần Phong trong lòng là rõ ràng tại sao năm đó Độc Sát Môn có thể trở thành một lưu thế lực. Năm đó Độc Sát Môn người khẳng định cũng biết Vạn Thánh Độc Điển bên trong tôi thể nước thuốc cùng màu đỏ thiên thạch sự tình, đây mới là tạo nên Độc Sát Môn cấp tốc quật khởi đồ vật. Chỉ có điều sau đó Vạn Thánh Độc Điển không biết tại sao biến mất rồi, cũng không biết vì sao lại lưu lạc đến Hàn trong môn phái, cuối cùng bị mấy trăm năm sau Diệp Thần Phong cho trưởng cầm ở trong tay. Rất nhiều chuyện ở Diệp Thần Phong trong đầu là càng ngày càng rõ ràng, Độc Sát Môn đã từng huy hoàng toàn bộ đều là bởi vì này bản Vạn Thánh Độc Điển. Diệp Thần Phong không có đem tôi thể nước thuốc cùng màu máu thiên thạch sự tình nói cho Hạ Tử Ninh, cũng không phải hắn không tin được Hạ Tử Ninh làm người, chỉ là hắn làm việc từ trước đến giờ yêu thích cẩn thận một ít. Cho tới phối chế tôi thể nước thuốc dược liệu đều là cổ vũ giới bên trong, Diệp Thần Phong trong lòng cũng sớm đã có một cái ý nghĩ, chỉ cần hắn biết phối chế tôi thể nước thuốc các loại dược liệu dược tính, như vậy hắn có phải là có thể đủ thế tục giới dược liệu để thay thế đây? Tuy rằng chế biến ra đến tôi thể nước thuốc hiệu quả có thể sẽ thiếu một chút, thế nhưng hắn có thể dựa vào lượng để đền bù cái này không đủ, cái này cũng là Diệp Thần Phong đến Hạ Tử Ninh nơi này khác một mục đích. Diệp Thần Phong cũng không biết phối chế tôi thể nước thuốc các loại dược liệu dược tính, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đến thỉnh giáo Hạ Tử Ninh, hắn đem các loại dược liệu tên cho báo đi ra, để Hạ Tử Ninh nói cho hắn những dược liệu này dược tính, tuy rằng Hạ Tử Ninh không biết Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ gì. Nhưng nàng vẫn là thỏa mãn Diệp Thần Phong yêu cầu. Ở Diệp Thần Phong đem các loại dược liệu dược tính ghi vào trong đầu sau khi, hỏi hắn, ngươi là hiện tại theo ta cùng đi đây. Vẫn là chờ ta muốn đi vào cổ vũ giới thời điểm, ta tới nơi này nữa tìm ngươi. Ta kế tục ở lại chỗ này, ngươi không muốn đã quên giữa chúng ta ước định, trong vòng một năm, ngươi muốn dẫn ta về cổ vũ giới. Hạ Tử Ninh không chút do dự hồi đáp. Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Cố gắng chúng ta vẫn có thể sớm lần thứ hai tiến vào cổ vũ giới, như vậy ngươi ở đây an tâm chờ tin tức của ta đi. Diệp Thần Phong nói rằng, Hạ Tử Ninh là gật gật đầu, nàng suy đoán khả năng là Diệp Thần Phong ở Vạn Thánh Độc Điển bên trong phát hiện bí mật gì, bất quá, nếu Diệp Thần Phong không có chủ động nói lối ra, mở miệng, như vậy nàng cũng là thức thời không có đi hỏi nhiều, hiện nay nàng chỉ là muốn mau chóng để Diệp Thần Phong dẫn nàng về cổ vũ giới mà thôi. Chương 874, thay đổi cùng ý nghĩ. Rời đi Hạ Tử Ninh chỗ ở biệt thự sau đó, Diệp Thần Phong liền lập tức trở về một chuyến Diệp gia, đem phối chế tôi thể nước thuốc các loại dược liệu dược tính tả ở một tờ giấy trắng trên, đem phối chế hóa cốt phấn dược liệu mang ở trên người, hắn lại lập tức lái xe chạy tới kinh ngoài ngoại ô sân huấn luyện. Đương nhiên Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phi các loại chờ người là để Diệp Thần Phong ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bất quá. Này bị Diệp Thần Phong kiên trì từ chối, vì lẽ đó Tôn Mỹ Cầm mấy người cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Thần Phong đi làm lục. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong lòng cũng muốn bồi bồi nhà của hắn người, bồi bồi người đàn bà của hắn, nhưng bây giờ tình thế để hắn tạm thời không thể không rảnh rỗi, hắn nhất định phải mau chóng trước đem phong vệ đội thực lực cho tăng lên lên lại nói. Diệp Thần Phong lúc trước mua lại chỗ này sân huấn luyện, ở kinh thành vùng ngoại ô một chỗ so với góc vắng vẻ địa phương. Chu vi ngoại trừ chỗ này sân huấn luyện bên ngoài, căn bản không có cái khác kiến trúc cùng người ở. Khi, làm, Diệp Thần Phong lái xe đến chỗ này sân huấn luyện thời điểm, hắn phát hiện chỗ này sân huấn luyện có rất lớn thay đổi, toàn bộ sân huấn luyện quy mô bị mở rộng đầy đủ gấp 3 có thừa. Ở chỗ này sân huấn luyện cửa dựng đứng hai phiến dày nặng cửa sắt lớn, ở cửa sắt lớn trên cùng có khắc 3 cái rồng bay phượng múa đại tự phong vệ doanh. Này phong vệ doanh hẳn là Diệp Đông Kiện các loại chờ người cho chỗ này sân huấn luyện đạt được tên, Diệp Thần Phong đối với danh tự này ngược lại cũng đúng là thật hài lòng. Ở hai phiến cửa sắt hai bên một mực cung kính đứng 6 tên phong vệ đội thành viên, hết thảy phong vệ đội thành viên đều sẽ thay phiên mỗi ngày đến trông coi cửa lớn. Này 6 tên phong vệ đội thành viên cũng không nhận ra Diệp Thần Phong xe, vì lẽ đó ở Diệp Thần Phong xe đến cửa thời điểm, 6 người này lập tức tăng cao cảnh giác. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên xe. Ngồi ở trong xe Diệp Thần Phong đang nhìn đến 6 tên phong vệ đội thành viên biểu hiện sau. Trong lòng của hắn là thỏa mãn gật gật đầu, đem cửa sổ xe cho hạ thấp một chút, để cửa 6 tên phong vệ đội thành viên có thể nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hắn cười nói, làm sao? Cũng không nhận ra ta. Này 6 tên phong vệ đội thành viên đang nhìn đến Diệp Thần Phong tướng mạo sau. Lập tức chăm miệng một lời nói rằng, Diệp Thiếu ngài trở về. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu,
nói rằng, giúp ta mở cửa ra, ta muốn đi vào này phong vệ doanh, lần này ta tới nơi này là phải nghĩ biện pháp tăng lên các ngươi tất cả mọi người thực lực. Vì lẽ đó các ngươi sáu cái mau mau mở cửa ra cho ta, không muốn ngốc đứng ở nơi đó. Nghe được Diệp Thần Phong dặn dò sau đó, này sáu tên phong vệ đội thành viên lập tức đem hai phiến cửa sắt cho mở ra, để Diệp Thần Phong có thể lái xe tiến vào phong vệ doanh. Cửa canh gác sáu tên phong vệ đội thành viên, bọn họ đang nhìn đến Diệp Thần Phong xe chậm rãi lái vào phong vệ trong doanh trại sau, bọn họ không nhẫn nại được kích động dồn dập bắt đầu bàn luận. Diệp Thiếu mới vừa nói cái gì? Hắn nói phải nghĩ biện pháp tăng lên phong vệ đội tất cả mọi người thực lực. Thảo, lần này chúng ta là thiệt thòi lớn, là tên khốn kiếp nào sắp xếp chúng ta ngày hôm nay thủ cửa lớn. Diệp Thiếu nhưng là thật vất vả đến một chuyến phong vệ doanh. Chúng ta sáu cái vẫn là thật lòng trông coi thật nơi này đi. Các ngươi lẽ nào không thấy vừa nãy Diệp Thiếu đối với chúng ta biểu hiện lộ ra thỏa mãn vẻ mặt sao? Chúng ta cũng không thể đủ để Diệp Thiếu thất vọng rồi. Lái xe lái vào phong vệ doanh Diệp Thần Phong, hắn đem xe đình được rồi sau khi. Hắn liền hướng về phong vệ trong doanh trại thao luyện chàng đi đến. Hắn phát hiện phong vệ trong doanh trại kiến tạo nổi lên rất nhiều tân kiến trúc. Khi hắn đi tới phong vệ trong doanh trại thao luyện chàng thì, hắn phát hiện phong vệ đội thành viên thật giống có thêm rất nhiều. Nguyên bản phong vệ đội sớm nhất thời điểm thành viên nhân số đại khái chỉ có 10 người, sau đó binh vương tổ hết thảy mới cũ thành viên đều lui ra binh vương tổ. Dứt khoát gia nhập phong vệ đội, có thể cho dù như vậy phong vệ đội thành viên cũng không phải có nhiều như vậy. Cư Diệp Thần Phong bước đầu phỏng chừng, ở chỗ này thao luyện trên sân tối thiểu có khoảng 300 người. Đang thao luyện chàng phía trước nhất Diệp Thần Phong ngoại thái công tôn bác dịch, hắn ở cho phong vệ đội thành viên truyền thụ chân kinh lực lượng tu luyện pháp môn, dù sao bây giờ phong vệ đội thành viên trong cơ thể toàn bộ là nắm giữ chân kinh lực lượng. Mà khi thao luyện trên sân phong vệ đội thành viên nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện ở đây thời điểm, bọn họ từng cái bắt đầu trở nên kích chuyển động, Diệp Thần Phong nhưng là phong vệ đội thành viên trong lòng thần tượng, có thể nói Diệp Thần Phong là toàn bộ phong vệ đội linh hồn nhân vật. Tuy rằng Diệp Thần Phong thời gian dài chưa từng xuất hiện ở phong vệ trong doanh trại, thế nhưng này cũng không có yếu bớt phong vệ đội thành viên đối với Diệp Thần Phong sùng kính tình. Ở phong vệ đội thành viên nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, Tôn Bác Dịch đồng dạng là nhìn thấy Diệp Thần Phong, liền hắn để phong vệ đội thành viên nghỉ ngơi tại chỗ, hắn nhưng là hướng về Diệp Thần Phong bên này đi tới. Tương tự đi tới còn có Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh, Vương Lực cùng Quỷ Y Môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên các loại chờ người. Bây giờ chỗ này phong vệ doanh do Tôn Bác Dịch các loại chờ Tôn ra người, Quỷ Y Môn Quý Đỉnh Thiên cùng Diệp Đông Kiện các loại chờ người đồng thời quản lý, dù sao Tôn Bác Dịch các loại chờ người là đến từ cổ vũ giới, bọn họ đối với chân kinh lực lượng nhận thức đối với phong vệ đội thành viên có trợ giúp rất lớn, mà Diệp Đông Kiện cùng Vương Lực các loại chờ người nhưng là phụ trách phong vệ đội tiềm lực khai phá, cùng với lợi dụng Diệp Thần Phong đã từng dùng ở trên người bọn họ biện pháp. Để kích thích ra mới gia nhập phong vệ đội thành viên trong cơ thể chân kinh lực lượng, như vậy so với chậm rãi tu luyện lên chân kinh lực lượng phải nhanh hơn nhiều, khởi điểm Tôn Bác Dịch các loại chờ, người nhìn thấy loại này kích phát chân kinh lực lượng biện pháp, bọn họ cũng là khiếp sợ cùng kinh ngạc không thôi. Thần Phong, thế nào? Bây giờ phong vệ đội thay đổi còn không có trở ngại chứ? Đây chính là trả giá chúng ta vô số tâm huyết. Ngươi khẳng định rất kỳ quái phong vệ đội thành viên vì sao lại nhiều như vậy chứ? Đây chính là ta cùng Khôn Minh từ kinh thành mỗi cái trong bộ đội đào móc tới được tinh anh, lúc trước nhưng là bị Dư lão gia tử bọn họ một trận cố sức chửi, cũng may tiểu tử ngươi tốt hơn xứ, chúng ta đem ngươi nhấc sau khi đi ra, những kia lão gia tử liền không lời nói. Diệp Đông Kiện cười ha hả nói. Tiểu thúc, ngươi nói cho ta nghe một chút, hiện tại phong vệ đội thành viên thực lực tổng hợp đại thể tình huống. Diệp Thần Phong gật gật đầu nói rằng, bây giờ ở phong vệ trong đội, thiên giai cao thủ đại thể có 90 người, địa giai cao thủ đại thể có 100 người, huyền giai cao thủ đại thể có 110 người, đương nhiên trong đó Tôn lão gia tử bọn họ không tính ở bên trong, ta tin tưởng lấy Thần Phong ngươi từ trước dùng ở trên người chúng ta bộ kia phương pháp, không tốn thời gian dài này 110 tên huyền giai cao thủ rất nhanh sẽ tiến vào địa giai cấp độ. Diệp Đông Kiện đối với Diệp Thần Phong giải thích phong vệ đội thành viên thực lực đại thể tình huống. Diệp Thần Phong đang nghe xong Diệp Đông Kiện lời nói này sau khi, trong lòng của hắn lại yên ổn không ít, phàm là thực lực đến địa giai cấp độ,
hắn có thể đủ linh hồn lực giúp những người này tăng lên tới thiên giai cấp độ, vì lẽ đó 100 danh địa giai thành viên, Diệp Thần Phong chắc chắn để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thiên giai, lời nói như vậy thiên giai nhân số đem tăng cường đến khoảng 190 người. Ở thiên giai nhân số tăng cường 190 người sau đó, nếu như Diệp Thần Phong có thể thành công chế biến ra tôi thể nước thuốc đến đây. Này không phải mang ý nghĩa hắn có thể tạo ra được 190 tên tiên thiên cao thủ sao? Liền cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia một nhóm thế lực, bọn họ trong môn phái nắm giữ tiên thiên cao thủ điểm mấu chốt là 20 tên, cũng chính là một cái một nhóm thế lực tiên thiên cao thủ nhiều nhất cũng là mấy chục người mà thôi. Nếu như Diệp Thần Phong trong tay lập tức nắm giữ 190 tên tiên thiên, mang theo này một thế lực tiến vào đỉnh cấp thế lực, như vậy hắn ở đỉnh cấp thế lực bên kia khẳng định cũng sẽ có đầy đủ quyền lên tiếng. Bây giờ ở thế tục giới còn có một cái ẩn núp trong bóng tối tổ chức thần bí, Diệp Thần Phong ở tiến vào phong vệ doanh sau, hắn phát hiện phong vệ doanh phòng vệ phương tiện quá kém, nhất định phải mức độ lớn tăng mạnh, sau đó phong vệ doanh nên trở thành Diệp Thần Phong trong tay thế lực tụ tập. Vì lẽ đó chỗ này phong vệ doanh nhất định không thể có sơ suất, đây là Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nhô ra một cái ý nghĩ, hắn nhất định phải lập tức một lần nữa bố trí một thoáng toàn bộ phong vệ doanh phòng vệ phương tiện. Lại mà, Diệp Thần Phong xem cho tới bây giờ phong vệ đội thay đổi sau khi, điều này làm cho hắn càng thêm xác thực định phải đem tôi thể nước thuốc cho chế biến ra đến rồi, chỉ có như vậy hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia. Lần trước từ cổ vũ giới bên trong chật vật rời đi, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói chính là một loại nhục nhã, hắn nhất định phải đem cơn giận này đòi lại, đem những kia muốn để hắn chết người, toàn bộ đưa đi thấy Diêm Vương ra. Vì lẽ đó, Diệp Thần Phong khoảng thời gian này nhất định phải phi thường bận rộn, hắn đầu tiên muốn một lần nữa bố trí phong vệ doanh phòng vệ phương tiện, sau đó là trợ giúp 100 danh địa giai phong vệ đội thành viên tăng cao thực lực, cuối cùng là đem tôi thể nước thuốc cho chế biến ra đến. Chương 875, tinh vi phòng vệ bố trí. Diệp Thần Phong là một cái nghĩ đến cái gì muốn lập tức tiến hành, tất nhiên hắn dự định trước tiên muốn một lần nữa bố trí phong vệ doanh phòng vệ biện pháp, như vậy để cho hắn toàn bộ phong vệ đội tạm thời đình chỉ huấn luyện, dù sao xây dựng thêm sau khi phong vệ doanh chiếm diện tích phi thường lớn, chỉ dựa vào Diệp Thần Phong một người căn bản bận không qua nổi, tại đây phong vệ đội thành viên vừa vặn có thể giúp hắn đánh một chút ra tay loại hình. Muốn một lần nữa bố trí phong vệ doanh phòng vệ biện pháp, khẳng định là muốn dùng đến rất nhiều công nghệ cao tài liệu, thậm chí rất nhiều công nghệ cao tài liệu chỉ nắm giữ tại quốc gia trong tay, đối ngoại là không mở ra cùng cung cấp. Tuy nhiên bây giờ công nghệ cao tại Diệp Thần Phong trong mắt ngay cả chó má đều không phải là, nhưng hắn không muốn hao phí tinh lực chính mình đi nghiên cứu chế tạo, cho nên hắn dự định lấy thời đại này khoa học kỹ thuật tới bố trí ra một bộ tinh vi phòng vệ biện pháp. Diệp Thần Phong đầu tiên cho Diệp Lão Gia Tử đánh một chiếc điện thoại, ở trong điện thoại đem chọn chuyện đơn giản hướng về Diệp Lão Gia Tử nói một lần, sau đó, hắn lại đem cần dùng đến tài liệu ghi lại ở trên tờ giấy trắng, cầm phần này ghi chép giao cho Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh hai người này, hắn đã hướng đi Diệp Lão Gia Tử bắt chuyện qua, Hoa Hạ sẽ hướng về Diệp Thần Phong cung cấp một chút giữ bí mật công nghệ cao tài liệu. Những tài liệu này để cho Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh hai người này phụ trách vận chuyển hồi phong vệ doanh tại đây tới. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ phong vệ doanh bên trong cực độ công việc lu bù lên, bất quá, tại những này phong vệ đội thành viên xem ra, bọn họ có thể cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ làm sự tình, đây đối với bọn họ tới nói là một loại không có cái nào lớn hơn vinh diệu, bình thường Diệp Thần Phong đối đãi bọn hắn cũng giống là đối chờ đợi huynh đệ mình. Cùng một chỗ là vừa nói vừa cười, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, cho nên tại 3 ngày nay bên trong, phong vệ đội sở hữu thành viên cùng Diệp Thần Phong quan hệ là càng thêm thân cận. Theo các loại tài liệu bởi Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh vận chuyển trở về, Diệp Thần Phong chuẩn bị trước tiên ở phong vệ doanh 4 phía bố trí một tầng tinh vi cảnh báo trang bị, tại Diệp Thần Phong hiệu quả chỉ huy dưới, các loại khác biệt tài liệu bị phá giải cùng lắp ráp đứng lên. Từng cái phong vệ đội thành viên tại Diệp Thần Phong phân phó phía dưới, toàn bộ bận rộn tại phong vệ doanh bên ngoài 4 phía, cẩn thận tỉ mỉ tại hoàn thành Diệp Thần Phong căn dặn bọn họ làm sự tình. Bận rộn chung nhật tử tổng đi qua đến thật nhanh, trong nháy mắt, 2 ngày thời gian lại qua. Tại 2 ngày này thời gian bên trong, sở hữu phong vệ đội thành viên tại Diệp Thần Phong dưới chỉ thị, bọn họ cầm phong vệ doanh 4 phía một tầng tinh vi cảnh báo trang bị ghép đưa tốt.
Diệp Thần Phong dẫn theo phòng vệ doanh bên trong tất cả mọi người, đi vào ly phòng vệ doanh 200 mét xa tả hữu địa phương, tại Diệp Thần Phong trong tay mang theo hai cái túi lớn, tại hai cái này túi lớn bên trong là từng cái hình tròn huy chương, tại hình tròn huy chương thượng thanh rõ ràng viết một cái vệ chữ, Diệp Thần Phong cầm hai cái túi lớn bên trong hình tròn huy chương phân biệt phái phát cho ở đây tất cả mọi người. Tại phái phát xong về sau, Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, ta muốn mọi người nhất định rất ngạc nhiên, mấy ngày nay ta để cho mọi người tại phong vệ doanh bốn phía bố trí các loại tài liệu đến có cái gì tác dụng a? Đón lấy chúng ta liền đến cùng một chỗ làm thí nghiệm, mọi người trước tiên đem trong tay huy chương toàn bộ mang lên. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại đối bên cạnh Diệp Đông Kiệt, nói ra tiểu thúc, đem ngươi huy chương trước tiên giao cho ta. Diệp Đông Kiệt cũng không biết Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ gì. Bất quá hắn vẫn là cầm huy chương trước tiên giao cho Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong tại cầm tới Diệp Đông Kiện huy chương về sau, hắn cũng cầm chính mình huy chương cho mang lên. Đón lấy mọi người chú ý tốt đeo ở trên người huy chương. Diệp Thần Phong đối mọi người sau khi nói xong, hắn lại đối Diệp Đông Kiện nói ra, tiểu thúc, hai chúng ta cùng một chỗ hướng về phong vệ doanh phương hướng đi. Diệp Đông Kiện gật gật đầu đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh. Chẳng qua là khi Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện vừa bước ra hai bước thời điểm, ở đây tất cả mọi người huy chương đều liều mạng lóe lên hào quang màu đỏ đến, cái này khiến tất cả mọi người là càng ngày càng không có manh mối não. Diệp Thần Phong cũng không có lập tức giải khai mê, mà chính là để cho Diệp Đông Kiện lui miệng mấy bước, tại Diệp Đông Kiện thối lui đến vị trí cũ về sau, ở đây tất cả mọi người huy chương lập tức lại đình chỉ lấp lóe. Diệp Thần Phong lúc này mới giải thích nói, vừa rồi mọi người hẳn là đều nhìn thấy chính mình huy chương biến hóa a. Nếu huy chương này là một loại vô cùng tân tiến cảm ứng khí, mà tại phong vệ doanh bốn phía lại bị bố trí đặc thù cảnh báo trang bị, nếu như trên thân không đeo loại này huy chương người, tại đi vào phong vệ doanh 200 mét phạm vi bên trong, chúng ta tại phong vệ doanh bên trong người, trên người chúng ta đeo huy chương liền sẽ không ngừng lóe lên. Cái này cũng liền có thể kịp thời nhắc nhở chúng ta có người xa lạ tới gần, chúng ta cũng có thể kịp thời làm tốt phòng bị, tới gần người xa lạ càng nhiều. Trên người chúng ta huy chương phát ra quang mang liền sẽ càng lóa mắt. Diệp Thần Phong hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói cách khác, có bộ này tinh vi cảnh báo trang bị về sau, căn bản không có khả năng có khác hữu dụng tâm người lẫn vào phòng vệ doanh bên trong đi, mà chúng ta tại địch nhân muốn đánh lén thời điểm. Chúng ta cũng có thể trước tiên làm tốt các loại công tác chuẩn bị. Tại nghe xong Diệp Thần Phong tự thuật về sau, ở đây tất cả mọi người rõ ràng trong tay mình huy chương công dụng, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có cái này huy chương, căn bản là ngay cả con ruồi đều mơ tưởng muốn đi vào phong vệ doanh bên trong. Đang thí nghiệm xong phong vệ doanh bên ngoài cảnh báo trang bị về sau, Diệp Thần Phong lại dẫn tất cả mọi người tiến vào phong vệ doanh bên trong, đi vào thao luyện trận cuối cùng bên trái một vị trí. Ở cái này vị trí bên trên bị khai quật ra một cái trưởng 5 mét, bao quát 3 mét, sâu 5 mét không gian, ở cái này không gian bốn phía phân biệt dùng kim khí tài liệu cửa hàng tốt. Ở cái này trong không gian bị quán trú đầy nồng độ phi thường cao axit, Diệp Thần Phong tại trong mấy ngày này không riêng đang chỉ huy bố trí bên ngoài cảnh báo trang bị, hắn còn thuận tay chế biến ra hai bình hóa cốt phấn, bên trong không gian này axit đậm đặc cũng là để cho Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh làm ra. Đồng dạng Diệp Thần Phong vẫn còn tương đối một chút hóa cốt phấn cùng axit đậm đặc ở giữa ăn mòn năng lực, hắn phát hiện hóa cốt phấn ăn mòn năng lực muốn xa xa cao hơn axit đậm đặc. Diệp Thần Phong còn phát hiện nếu như cầm hóa cốt phấn cùng axit đậm đặc hỗn hợp cùng một chỗ, ăn mòn năng lực cầm lần nữa trên diện rộng tăng lên, cho nên Diệp Thần Phong mới muốn kiến tạo ra một cái hóa cốt chỉ đi ra, bất quá, cái này hóa cốt chỉ bốn phía kim khí tài liệu, Diệp Thần Phong thế nhưng là thí nghiệm thật lâu. Dù sao cái này bốn phía kim khí tài liệu nhất định phải chống cự đến hóa cốt phấn cùng axit đậm đặc dung hợp tính ăn mòn. Trước mắt cái này trưởng 5 mét, bao quát 3 mét, sâu 5 mét hóa cốt chỉ, bên trong quán trú còn vẻn vẹn axit đậm đặc. Tại Diệp Thần Phong cầm tất cả mọi người đưa đến hóa cốt chỉ tại đây về sau, hắn từ trong túi móc ra hai cái màu trắng cái bình, bên trong là đổ đầy hóa cốt phấn. Đương nhiên hai cái này màu trắng cái bình cũng là dùng cực kỳ đặc thù kháng tính ăn mòn tài liệu chế tác mà thành. Diệp Thần Phong không chút do dự cầm hai bình hóa cốt phấn đổ vào axit đậm đặc bên trong, tại hai bình hóa cốt phấn đổ vào axit đậm đặc về sau, ừng ực axit đậm đặc bên trong bất thình lình bốc lên từng cái bốc hơi bọt khí, qua một hồi lâu, hóa cốt trong ao động tĩnh mới chậm rãi biến mất.
Diệp Thần Phong để cho Diệp Đông Kiện trước đó chuẩn bị kỹ càng hai con gà, khi nhìn đến hóa cốt trong chỉ hóa cốt phấn cùng axit đậm đặc dung hợp về sau, Diệp Thần Phong không chút do dự cầm một con gà trực tiếp ném vào hóa cốt trong ao, chỉ gặp cái kia nguyên bản hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đại công kê, khi tiến vào hóa cốt trong ao về sau, trong miệng liền hô một tiếng gọi tiếng đều không có phát ra, toàn bộ đại công kê trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mảnh, ngay cả một tơ một hào kê mau đều không có còn lại. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đem cái thứ hai gà cho ném vào hóa cốt trong ao, kết quả vẫn như cũ là bị trong nháy mắt cho ăn mòn, cho nên Diệp Thần Phong đối với hóa cốt chỉ ăn mòn năng lực vẫn là tương đối hài lòng. Đang thí nghiệm xong hóa cốt chỉ ăn mòn năng lực về sau, Diệp Thần Phong từ trong túi xuất ra một cái hắc sắc tiểu hình điều khiển từ xa, ấn xuống điều khiển từ xa bên trên một cái nút màu đỏ, sau đó toàn bộ hóa cốt chỉ phía trên chậm rãi bị một khối cẩn trọng đặc thù kim khí tài liệu bao trùm lại. Diệp Thần Phong dùng chung quanh bùn đất cùng cỏ dại đem khối này cẩn trọng kim khí tấm cho che giấu đứng lên, đối ở đây người nói, về sau cho dù có thực lực vượt qua ta tuyệt thế cao thủ xông vào chúng ta phong vệ doanh, chúng ta cũng có thể không cần e ngại. Chỉ cần chúng ta cầm đối phương dẫn tới khối này cẩn trọng kim khí bản thượng đến, ta liền có thể làm cho đối phương trong nháy mắt rơi vào hóa cốt trong ao, làm cho đối phương lập tức ở nhân gian bốc hơi. Ở đây tất cả mọi người khi nhìn đến hóa cốt chỉ ăn mòn năng lực về sau, bọn họ trong cổ họng là từng cái gian nan nuốt nước bọt, bọn họ biết nếu có người rơi vào hóa cốt chỉ lời nói, kết quả khẳng định cũng sẽ hướng về vừa rồi hai cái đại công kê một dạng, bị hóa cốt chỉ cho trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ. Bây giờ tại thế tục giới lại xuất hiện một cái thần bí tổ chức, cho nên cái này khiến Diệp Thần Phong không thể không làm tốt đề phòng, cái này hóa cốt chỉ cũng là dùng để đối phó những cái kia thực lực cao hơn Diệp Thần Phong địch nhân. Hiện tại phong vệ doanh bên ngoài có tinh vi cảnh báo trang bị, mà phong vệ doanh bên trong lại có cái này khủng bố hóa cốt chỉ, toàn bộ phong vệ doanh cơ bản phòng vệ bố trí xem như đơn giản hoàn thành. Chương 876, Hy vọng, điên cuồng tạo nên thiên giai. Mấy ngày nay vì là bố trí phong vệ doanh phòng vệ biện pháp, tất cả mọi người là từ sớm bận đến buổi tối, mà bây giờ toàn bộ phong vệ doanh phòng vệ biện pháp đã hoàn toàn bố trí tốt, cho nên Diệp Thần Phong để cho sở hữu phong vệ đội thành viên nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai Diệp Thần Phong liền chuẩn bị muốn tay nhường đất giai thực lực thành viên toàn bộ bước vào thiên giai tầng thứ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, trời còn tờ mờ sáng thời điểm. Phong vệ doanh bên trong thao luyện trên trận, từng cái phong vệ đội thành viên đã sớm chỉnh tề xếp thành hàng ngũ, mà Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người thì là đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt xem kỹ lấy những này phong vệ đội thành viên. Diệp Thần Phong thanh thanh cổ họng, nói ra, hôm nay để cho mọi người sớm như vậy liền tập hợp, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe nói một chút tình huống a. Từ hôm nay bắt đầu ta muốn giúp địa giai tầng thứ thành viên tăng thực lực lên. Để cho sở hữu địa giai tầng thứ người toàn bộ bước vào thiên giai, về phần thực lực còn chưa có tới địa giai người, các ngươi cũng không cần thất vọng, chờ thực lực các ngươi đến địa giai, ta đồng dạng sẽ giúp các ngươi tăng thực lực lên, hiện tại các ngươi còn ai có nghi vấn? Không có, sở hữu phong vệ đội thành viên chỉnh tề vang dội quát, riêng là những thực lực đó thuộc về địa giai tầng thứ thành viên, bọn họ cũng sớm đã nghe nói Diệp Thần Phong có năng lực nhường đất giai tầng lần cao thủ nhất cử bước vào thiên giai. Bây giờ Diệp Thần Phong cuối cùng là muốn giúp bọn họ tăng thực lực lên, cái này khiến bọn họ làm sao có thể đủ không hưng phấn. Về phần thực lực thuộc về huyền giai phong vệ đội thành viên, bọn họ từng cái là nắm chặt quyền đầu, trong nội tâm nghĩ đến về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực huấn luyện, mà thực lực đã sớm đến thiên giai phong vệ đội sớm nhất một nhóm thành viên, bọn họ tâm tình không phải đặc biệt tăng vọt. Dù sao lần này cũng không phải là giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Tại Tôn Bác Dịch các loại cổ võ giới người tới phong vệ doanh về sau, Vương Lực các loại cái này một nhóm sớm nhất phong vệ đội thành viên, bọn họ cũng từ Tôn Bác Dịch bọn người trong miệng giải được. Tại thiên giai phía trên còn có tiên thiên chi cảnh, phá thiên chi cảnh cùng nguyên thiên cảnh giới cái này ba cái tầng thứ, đồng dạng bọn họ còn biết thiên giai cùng tiên thiên ở giữa có một đầu khó mà vượt qua khe rãnh, có ít người là cả đời chỉ có thể dừng lại tại thiên giai, Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên các loại một đám cổ võ giới người. Bên trong chỉ có Tôn Bác Dịch thực lực đến tiên thiên sơ kỳ. Tại Tôn Bác Dịch thể hiện ra tiên thiên sơ kỳ thực lực về sau, sở hữu phong vệ đội thành viên mục tiêu cũng là trùng kích tiên thiên chi cảnh, đáng tiếc là thực lực tại đến thiên giai về sau. Muốn lại lần nữa bước vào một bước quả thực là so với lên trời còn khó,
nói thí dụ như thực lực thuộc về thiên giai hạ phẩm muốn bước vào thiên giai trung phẩm, vận khí tốt một chút cũng phải tiêu xài đã nhiều năm thời gian. Chớ nói chi là muốn từ phía trên giai bước vào tiên thiên tầng thứ. Mà Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực giúp hắn người tăng thực lực lên, chỉ có tại lần thứ nhất thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, với lại thực lực có thể giúp người khác tăng lên bao nhiêu, cái này còn phải xem đối phương tư chất cùng thân thể tố chất. Diệp Thần Phong cũng cảm giác được vương lực bọn người hào hứng cũng không phải là rất cao. Hắn liền lại mở miệng nói ra, gần nhất ta đang nghiên cứu một loại thối thể dược dịch. Nếu như loại này thối thể dược dịch có thể nghiên cứu ra được, ta có thể để cho phong vệ đội sở hữu thiên giai thành viên nhất cử bước vào tiên thiên tầng thứ. Đây cũng là ta vì sao vội vã trước tiên giúp địa giai thành viên tăng thực lực lên duyên cớ. Ta phải lượng lớn tạo ra được tiên thiên chi cảnh cao thủ tới. Oanh, oanh, oanh. Diệp Thần Phong lời nói này giống như một quả bom tấn, để cho ở đây tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên các loại những này cổ võ giới bên trong người. Bọn họ đều là ánh mắt thật không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong, Tôn Bác Dịch có chút không dám tin hỏi, Thần Phong. Ngươi không có ở nói đùa sao? Ngươi có thể làm cho thiên giai thực lực người nhất cử bước vào tiên thiên chi cảnh. Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, nói ra, ngoại thái công. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Với lại ta có nắm chắc có thể cầm loại này thối thể dược dịch nghiên cứu ra được, nhiều nhất một cái nguyệt chi bên trong, ta liền có thể thí nghiệm loại này thối thể dược dịch hiệu quả. Ngoại thái công thực lực ngươi thuộc về tiên thiên sơ kỳ. Ta muốn ngài tại ngâm qua loại này thối thể dược dịch về sau, thực lực hẳn là có thể đủ đến tiên thiên đỉnh phong tầng thứ. Diệp Thần Phong nắm giữ loại này thối thể dược dịch là để cho thiên giai cao thủ bước vào tiên thiên chi cảnh, căn cứ tấm kia trên giấy da dê miêu tả, nếu như một tên thiên giai hạ phẩm cao thủ ngâm loại này thối thể dược dịch, có thể làm cho hắn từ phía trên dưới thềm phẩm bước vào tiên thiên sơ kỳ tầng thứ, nếu như một tên thiên giai trung phẩm cao thủ ngâm loại này thối thể dược dịch, có thể làm cho hắn từ phía trên giai trung phẩm bước vào tiên thiên trung kỳ tầng thứ, mà nếu như một tên thiên giai thượng phẩm cao thủ ngâm loại này thối thể dược dịch, có thể làm cho hắn từ phía trên bậc phẩm bước vào tiên thiên đỉnh phong tầng thứ. Bất quá, loại này thối thể dược dịch chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm có hiệu quả, cho nên theo Diệp Thần Phong để cho tiên thiên sơ kỳ Tôn Bác Dịch ngâm loại này thối thể dược dịch, hắn thực lực phi thường có khả năng đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá đến phá thiên chi cảnh là không thể nào, tấm kia trên giấy da dê miêu tả phi thường cụ thể, loại này thối thể dược dịch tối đa cũng chỉ là có thể làm cho thiên giai cao thủ đột phá mang tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Tôn Bác Dịch đang nghe Diệp Thần Phong 10 phần khẳng định trả lời về sau, cả người hắn kích động run rẩy lên, hắn phi thường rõ ràng lấy hắn hiện tại tình huống, thực lực chỉ sợ đời này đều không thể đạt được tiến bộ. Mà bây giờ nghe được Diệp Thần Phong có thể làm cho hắn từ tiên thiên sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, cái này sao có thể để cho hắn không kích động. Đồng dạng kích động còn có Quỷ Y Môn Quý Đính Thiên, Diệp Thần Phong đại cữu Tôn Chính Thẳng, nhị cữu Masayoshi Son, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi bọn họ bây giờ thực lực đều thuộc về thiên giai tầng thứ, đột phá đến tiên thiên chi cảnh đối với bọn hắn tới nói còn phi thường xa vời, dù sao Quỷ Y Môn cùng Trấn Thiên Môn đều bị diệt môn. Bọn họ tuy nhiên ngoài miệng không có nói thêm cái gì, nhưng trong nội tâm khẳng định là muốn vì chính mình môn phái báo thù, mà nếu như muốn báo thù thực lực chỉ có không ngừng tăng lên mới được. Diệp Thần Phong đang trả lời xong Tôn Bác Dịch lời nói về sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển rời đến phong vệ đội thành viên trên thân, hắn lại mở miệng nói ra, đã các ngươi đều lựa chọn đi theo ta, như vậy cái này cũng chứng minh các ngươi tin tưởng ta Diệp Thần Phong. Ta Diệp Thần Phong khẳng định sẽ mang theo các ngươi không ngừng tăng lên thực lực. Hiện tại sở hữu địa giai thực lực thành viên ra khỏi hàng, ta mỗi ngày có thể giúp 6 người tăng thực lực lên, hôm nay cái nào 6 người tới trước. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đạt tới vương cấp đỉnh phong linh hồn lực, lấy hắn hiện tại trong cơ thể linh hồn lực dư giả trình độ, mỗi ngày giúp 6 đến 7 người tăng thực lực lên cũng là cực hạn, bất quá, hắn mỗi ngày còn nhất định phải lưu một chút thể lực. Dù sao hắn còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút thối thể dược dịch phối chế. Tại 6 tên địa giai phong vệ đội thành viên đầu tiên đứng ra về sau, Diệp Thần Phong để bọn hắn theo thứ tự ngồi xếp bằng, tay phải ấn tại một tên phong vệ đội thành viên trên đầu, tay trái ấn tại một tên khác phong vệ đội thành viên trên đầu, hắn một lần có thể giúp 2 tên phong vệ đội thành viên tăng thực lực lên. 2 giờ sau khi, cái này đầu tiên đứng ra 6 tên phong vệ đội thành viên,
thực lực bọn hắn toàn bộ từ địa giai bước vào thiên giai tầng thứ, tại tăng lên thực lực quá trình bên trong, từ nơi này 6 tên thành viên trên thân thể trong lỗ chân lông toát ra lít nha lít nhít sền sệt vật chất, cho nên vừa mới tăng lên xong thực lực về sau, bọn họ lập tức liền đi tắm rửa. Thao luyện trên trận địa giai phong vệ đội thành viên, bọn họ khi nhìn đến vừa mới còn cùng thực lực bọn hắn bằng nhau người, tại Diệp Thần Phong trợ giúp dưới trong nháy mắt siêu việt bọn họ, cái này khiến bọn họ từng cái là càng thêm kích động, đồng dạng cái này cũng hoàn toàn kích thích đến những thực lực đó vẫn còn huyền giai tầng thứ phong vệ đội thành viên. Những này huyền giai phong vệ đội thành viên, bọn họ bắt đầu liều mạng huấn luyện, phải biết chỉ cần thực lực đến địa giai, Diệp Thần Phong liền có thể giúp bọn hắn trong nháy mắt bước vào thiên giai tầng thứ. Mà bây giờ Diệp Thần Phong lại tại nghiên cứu chế tạo loại kia thần kỳ thối thể dược dịch, có thể làm cho thiên giai người nhất cử bước vào tiên thiên chi cảnh. Nói cách khác chỉ cần thực lực đến địa giai, Diệp Thần Phong liền có thể để ngươi lấy cưỡi tên lửa phương thức tăng thực lực lên, trực tiếp không ngừng xông lên tiên thiên chi cảnh tầng thứ, cái này đâu còn có thể làm cho thực lực thuộc về huyền giai phong vệ đội thành viên bình tĩnh. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng nháy mắt đi qua. Tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, 100 danh địa giai tầng lần phong vệ đội thành viên, đều không ngoại lệ toàn bộ bước vào thiên giai tầng thứ, mỗi ngày đều sẽ sinh ra 6 tên thiên giai tầng thứ cao thủ, loại này điên cuồng tạo nên thiên giai cao thủ biện pháp, để cho Tôn Bác Dịch các loại cổ võ giới bên trong người trừ cười khổ liền vẫn là chỉ có thể cười khổ. Phải biết từ hôm qua giai tầng lần người thuộc về là Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn chung cao thủ, mà như hôm nay giai cao thủ vậy mà giống không cần tiền nát cải trắng một dạng, từng bước không ngừng từ Diệp Thần Phong trong tay sinh ra, cái này khiến trong lòng bọn họ mặt cảm giác được từng tia đắng chát. Bất quá, Tôn Bác Dịch bọn người cũng tương tự tại Diệp Thần Phong trên thân nhìn thấy hy vọng, bọn họ có loại phi thường nồng đậm suy nghĩ, một ngày nào đó Diệp Thần Phong có thể làm cho cổ võ giới bên trong sở hữu môn phái đều thần phục với hắn. Chương 877, thứ nhất cái thí nghiệm giả. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian. Phong vệ đội trung thiên giai cao thủ từ 90 người tăng mạnh đến 190 người, trung thiên trên bậc phẩm có 20 người, thiên giai trung phẩm có 129 người, thiên giai hạ phẩm có 41 người, đương nhiên Tôn Bác Dịch bọn người là không tính ở chính giữa. Nếu như Diệp Thần Phong thối thể dược dịch có thể nghiên cứu chế tạo mà thành, như vậy hắn cầm trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được 190 tên tiên thiên cao thủ, quang quang nghe cái số này liền đầy đủ rung động. Tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Diệp Thần Phong trừ giúp phong vệ đội địa giai tầng thứ thành viên tăng thực lực lên bên ngoài, hắn một mực đang nghiên cứu tấm kia trên giấy da dê thối thể dược dịch, thông qua trước đó không lâu từ Hạ Tử Ninh trong miệng giải được phối chế thối thể dược dịch các loại dược tài dược tính, Diệp Thần Phong ý đồ muốn cầm thế tục giới dược tài để thay thế. Phối chế thối thể dược dịch dược tài hết thảy có 18 loại, đồng dạng Diệp Thần Phong cũng tìm tới tại thế tục giới bên trong 18 loại thay thế dược tài, phía trước mấy ngày Diệp Thần Phong để cho Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh đi vận 2 xe tải dược tài hồi phong vệ doanh. Tại trải qua một lần lại một lần phối chế về sau, Diệp Thần Phong rốt cục dùng thế tục giới thuốc đông y cầm thối thể dược dịch chế biến ra đến, nhưng Diệp Thần Phong biết thế tục giới thuốc đông y dược lực khả năng quá yếu, cho nên hắn chế biến ra tới thối thể dược dịch hiệu quả cũng có thể là trên diện rộng hạ xuống, hắn nhất định phải muốn ra một cái biện pháp vượt qua vấn đề này. Thế là, Diệp Thần Phong để cho người ta tại phong vệ doanh bên trong một mảnh trên đất trống, kiến tạo ra 3 cái dài 8 mét, bao quát 8 mét, sâu 1 mét dược chỉ đi ra. Sau đó Diệp Thần Phong lại đem 2 xe tải dược tài toàn bộ chuyển qua mảnh đất trống này bên trên, tại tính ra một chút dược chỉ dung lượng về sau, hắn ở chính giữa một cái trong dược chỉ gia nhập các loại tỷ lệ nước, sau đó cầm các loại xử lý qua dược tài các loại tỷ lệ để vào trong dược chỉ. Rất nhanh toàn bộ trong dược chỉ thanh thủy biến thành một loại nhàn nhạt đỏ như máu, từng đợt mùi thuốc không ngừng từ trong dược chỉ phiêu tán đi ra, nếu như nói Diệp Thần Phong chế biến ra tới thối thể dược dịch dược lực quá bạc nhược. Như vậy Diệp Thần Phong phải nhờ vào lượng để thủ thắng, cái này dòng dã một ao thối thể dược dịch, tổng hẳn là có thể đủ để cho một tên thiên giai tầng thứ cao thủ đột phá đến tiên thiên A. Cho nên Diệp Thần Phong hiện tại nhất định phải tìm người tới làm một chút thí nghiệm. Tại Diệp Thần Phong chế biến ra một ao thối thể dược dịch thì phong vệ doanh bên trong người cũng toàn bộ tập trung đến mảnh đất trống này lên, bọn họ muốn chứng kiến Diệp Thần Phong sáng tạo kỳ tích thời khắc. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong cầm thối thể dược dịch phối chế thời điểm tốt, ở đây rất nhiều người đều bắt đầu hô hấp dồn dập đứng lên,
dù sao bọn họ đều là muốn tăng thực lực lên. Thực lực đối với bọn hắn tới nói là cả đời theo đuổi. Diệp Thần Phong cũng không biết cái kia để cho người nào tới trước làm thí nghiệm, thế là hắn mở miệng hỏi, hiện tại thối thể dược dịch đã phối chế thành công, chỉ có điều ta hiện tại còn không biết loại này thối thể dược dịch dược tính đến như thế nào. Cái này một ao thối thể dược dịch có thể hay không để cho một tên thiên giai cao thủ bước vào tiên thiên tầng thứ. Đón lấy có ai nguyện ý cái thứ nhất nếm thử. Nguyên bản Diệp Thần Phong là dự định lời đầu tiên mình thử một chút, chỉ có điều làm hắn thất vọng là có vẻ như cái này thối thể dược dịch, đối với trong cơ thể có chân kính lực lượng cổ võ giả hữu dụng, giống hắn dạng này trong cơ thể có được linh hồn lực người. Thân thể ngâm tại loại này thối thể dược dịch bên trong. Trong cơ thể căn bản sẽ không phát sinh bất cứ dị thường nào biến hóa. Thần Phong, thực lực của ta tại thiên thiên sơ kỳ. Để cho ta bộ xương già này tới trước thử một chút đi. Tôn Bác Dịch trực tiếp đứng ra nói ra. Bất quá, tại Tôn Bác Dịch đứng ra về sau, Vương Lực cũng vội vàng mở miệng nói ra, Tôn Lão gia tử, vẫn là để ta tới trước thử một chút đi. Ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn tăng lên tới tiên thiên chi cảnh. Kính xin Tôn Lão gia tử để cho vãn bối một chút. Tôn Bác Dịch tự nhiên nhìn ra được Vương Lực ý nghĩ, bây giờ cái này thối thể dược dịch vừa mới phối chế mà thành, ai biết ngâm loại này thối thể dược dịch thời điểm, có thể hay không với thân thể người sinh ra thương tổn. Cái này Vương Lực là muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tại ngày xưa những ngày kia ở Trung Hạ xuống, cái này Vương Lực đối với Tôn Bác Dịch vẫn là vô cùng tôn kính. Vương Lực, ngươi tranh cái gì sức lực? Vẫn là để ta tới trước đi. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện cũng đứng ra nói ra. Mà vừa lúc này, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Vương Lực liền trực tiếp phù phù một tiếng nhảy vào trong dược trì. Tại dạng này chờ đợi, Vũ Khôn Minh bọn người khẳng định cũng sẽ đứng ra, cho nên Vương Lực trực tiếp dùng hành động nói rõ. Vương Lực, ngươi cũng quá giảo hoạt một điểm a. Loại chuyện này ngươi đều phải cùng ta tranh. Không được. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đang lúc Diệp Đông Kiện cũng muốn nhảy vào trong dược trì thời điểm. Bị Diệp Thần Phong cho kịp thời ngăn cản hạ xuống, nói ra tiểu thúc, ta hiện tại còn không biết cái này một ao thối thể dược dịch, có thể hay không để cho một tên thiên giai cao thủ đột phá đến tiên thiên chi cảnh, cho nên ngươi cũng không cần nhảy vào đi quấy rối, ta sẽ tùy thời chú ý Vương Lực tình trạng cơ thể, tuyệt đối sẽ không để cho hắn phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Tại Diệp Thần Phong nói xong lời nói này về sau, ở đây tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên nhảy vào trong dược trì Vương Lực. Vương Lực khi tiến vào trong dược trì về sau, hắn liền tại trong dược trì ngồi xuống, trừ đầu bên ngoài, để cho thân thể các bộ vị toàn bộ ngâm tại đỏ như máu thối thể dược dịch bên trong, mà Diệp Thần Phong thì là cầm linh hồn lực ngoại phóng đi ra, mỗi thời mỗi khắc cảm ứng đến Vương Lực trong thân thể biến hóa. Nếu như Vương Lực thân thể sinh ra không tốt phản ứng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Vương Lực tại trong dược trì chậm rãi vận chuyển lên trong cơ thể chân kính lực lượng, nguyên bản trong dược trì còn không có bất kỳ biến hóa nào, theo trong cơ thể hắn chân kính lực lượng vận chuyển, toàn bộ dược trì vậy mà vô duyên vô cớ sôi trào lên, đỏ như máu thối thể dược dịch chặt chẽ đem hắn thân thể cho bao trùm. Vương Lực cảm giác toàn thân hắn trên dưới xương cốt đang không ngừng bị một cỗ lực lượng cho đè ép. Ở ngực càng là đau đớn khó chịu, bất quá, hắn đồng dạng cảm giác được có bành trướng năng lượng đang tràn vào thân thể của hắn bên trong, một lần lại một lần đánh thẳng vào trong thân thể của hắn gân mạch, để cho hắn có loại gân mạch muốn bạo liệt ảo giác. Trên trán bạo khởi gân xanh, trong miệng là cắn thật chặt hàm răng, Vương Lực đang liều mạng chống cự loại thống khổ này cảm giác, đồng thời ý đồ muốn cầm cỗ năng lượng này dung nhập thân thể của hắn bên trong. Dược trì người chung quanh khi nhìn đến Vương Lực thống khổ thần sắc về sau, bọn họ cả đám đều trở nên khẩn trương lên, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Diệp Đông Kiện, hắn nuốt nước bọt nói ra, Thần Phong, ta xem Vương Lực nhanh không kiên trì nổi, ngươi có phải hay không đem hắn từ trong dược trì cứu ra. Diệp Thần Phong là trực tiếp lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác được có liên tục không ngừng năng lượng đang tràn vào Vương Lực trong thân thể, chỉ cần Vương Lực có thể kiên trì. Như vậy hắn khẳng định có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh, theo Diệp Thần Phong hiện tại Vương Lực còn chưa tới sống chết trước mắt thời khắc, với lại loại này thối thể dược dịch chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, nếu như nói hiện tại cầm Vương Lực cứu ra lời nói, như vậy Vương Lực về sau căn bản không có khả năng dựa vào thối thể dược dịch đột phá. Thân thể ngâm tại trong dược trì Vương Lực,
hắn cũng nghe đến Diệp Đông Kiện lời nói, thần sắc hắn thống khổ dữ tợn nói ra, Diệp thiếu gia, nhất định không cần cầm ta cứu ra, ta còn có thể kiên trì, ta còn có thể kiên trì. Một bên Tôn Bác Dịch cũng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy vương lực trong thân thể biến hóa, mở miệng nói ra, đây đối với vương lực tới nói thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội, thật không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có loại này thần kỳ thối thể dược dịch. Cha, người ý là loại này thối thể dược dịch thật có thể để cho vương lực đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Diệp Thần Phong ngoại công Tôn Dương An mở miệng hỏi lấy Tôn Bác Dịch. Tôn Bác Dịch lắc đầu, nói ra, hiện tại còn chưa thể xác định, ta chỉ cảm thấy có năng lượng đang không ngừng tiến vào vương lực thân thể, về phần vương lực có thể hay không vượt qua thiên giai cùng tiên thiên ở giữa đầu này khe rãnh. Ta cũng không rõ lắm. Tại Tôn Bác Dịch trả lời xong Tôn Dương An cái vấn đề về sau, dược trì chung quanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dược trì đỏ như máu thối thể dược dịch sôi trào càng phát ra lợi hại, với lại đỏ như máu thối thể dược dịch màu sắc tại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, về phần vương lực thì là biểu lộ dữ tợn đến cực hạn, hàm răng cắn thật chặt bờ môi, máu tươi không ngừng từ môi hắn bên trên tràn ra tới. Ở đây Diệp Thần Phong cảm giác là nhạy bén nhất một cái, hắn cảm giác được vương lực trong cơ thể chân kính lực lượng đến điểm tới hạn, hẳn là lập tức liền có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Quả không phải vậy, tại Diệp Thần Phong trong nội tâm vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, trong dược trì đỏ như máu dược dịch bất thình lình nổ tung ra, mà vương lực trên thân thì là tản mát ra cuồn cuộn khí thế cường hãn, hắn trong nháy mắt từ phía trên giai bước vào tiên thiên sơ kỳ. Vương lực thật tấn thăng tiên thiên sơ kỳ, loại nước thuốc này vậy mà như thế cường hãn. Tuy nhiên Tôn Bác Dịch trong nội tâm có một ít chuẩn bị, nhưng ở tận mắt thấy vương lực đột phá đến tiên thiên sơ kỳ thời điểm, trong lòng của hắn vẫn như cũ là phi thường chấn kinh. Vậy mà liền dạng này trực tiếp đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Xem ra ta cũng có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Tôn Dương An kích động nói ra, ở đây tất cả mọi người bộ cũng là kích động vạn phần. Nhưng mà, tại tất cả mọi người hưng phấn không thôi thời điểm, trong dược trì vương lực tại đột phá đến tiên thiên sơ kỳ về sau, hắn thực lực như cũ đang không ngừng tăng lên, Tôn Bác Dịch tại cảm giác được điểm ấy về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Thần Phong chỉ nói với bọn họ qua loại nước thuốc này có thể làm cho thiên giai đột phá đến tiên thiên chi cảnh, nguyên bản Tôn Bác Dịch cho rằng vương lực tại đột phá đến tiên thiên sơ kỳ về sau, hẳn là muốn từ trong dược trì đi tới. Mà khi Tôn Bác Dịch lần nữa cảm ứng vương lực trong cơ thể năng lượng thì hắn không dám tin nói ra cái này sao có thể. Vương lực bây giờ lại đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hắn thực lực vẫn còn ở tăng lên, hắn thực lực vẫn còn ở tăng lên, hắn vậy mà lại đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Cái này. Tôn Bác Dịch trong cổ họng là điên cuồng nuốt nước bọt, thậm chí sau cùng ngay cả lời đều nói không ra miệng. Mà ở đây người khác. Bọn họ đang nghe Tôn Bác Dịch lời nói về sau, từng cái đứng tại chỗ trong nháy mắt bị chấn kinh thạch hóa. Ở đây duy nhất giữ vững tỉnh táo chỉ có Diệp Thần Phong một người, tại Diệp Thần Phong cảm giác được vương lực đột phá đến tiên thiên đỉnh phong về sau, trong lòng của hắn buông lỏng một hơi, cái này chứng minh hắn suy đoán là đúng, tất nhiên hắn chế biến ra tới thối thể dược dịch hiệu quả kém một chút, như vậy hắn liền dùng lượng cỡ nào để đền bù cái này chỗ thiếu sót. Chương 878, Nghịch Thiên Chi Lộ. Tháng 5 hạ tuần. Kinh thành nhiệt độ không khí là càng lên càng cao, hỏa nhiệt thái dương treo thật cao trên không trung, mang theo nóng rực dương quang phổ chiếu đại địa. Kinh thành vùng ngoại ô phòng vệ doanh bên trong một mảnh trên đất trống, ở đây người cũng không có bởi vì nóng rực ánh sáng mặt trời mà cảm thấy khó chịu, ngược lại từng cái là kích động đánh lấy run rẩy. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến vương lực tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, thực lực vậy mà từ phía trên bậc phẩm trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên đỉnh phong, đây là một cái khái niệm gì? Loại này tăng thực lực lên tốc độ quả thực là quá điên cuồng. Ở đây riêng là Tôn Bác Dịch các loại cổ võ giới bên trong người, bọn họ tâm tình so phong vệ đội thành viên càng thêm tăng vọt, bởi vì bọn hắn biết thiên giai cùng tiên thiên ở giữa có một đầu khó mà vượt qua khe rãnh. Đồng thời bọn họ còn biết tại thực lực đến tiên thiên sơ kỳ về sau, lại muốn đi lên tăng lên sẽ trở nên càng thêm khó khăn, cho nên Tôn Bác Dịch trước đó nhận định mình đời này chỉ sợ muốn dừng bước tại tiên thiên sơ kỳ, nhưng mà ai biết vương lực chỉ là thiên giai thượng phẩm thực lực. Tại ngâm xong loại này thối thể dược dịch về sau,
thực lực vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên đỉnh phong. Cái này khiến Tôn Bác Dịch bọn người cảm giác mình cũng là con ếch dưới đáy giếng, phải biết Diệp Thần Phong có thể không ngừng chế tạo ra thiên giai cao thủ, mà bây giờ có loại này thối thể dược dịch về sau, Diệp Thần Phong lại có thể không ngừng chế tạo ra tiên thiên cao thủ, Tôn Bác Dịch bọn người phảng phất đã có thể nhìn thấy tương lai Diệp Thần Phong đạp vào cổ võ giới chi đỉnh hình ảnh. Vương lực trong cơ thể chân kính lực lượng tại đột phá đến tiên thiên đỉnh phong về sau, liền vững vàng dừng lại, hắn là mặc quần áo nhảy vào trong dược trì, tại cảm giác được trong cơ thể thực lực bình ổn sau khi xuống tới, hắn toàn thân ẩm ướt cộc cộc từ trong dược trì đi tới, trên mặt hắn treo vô cùng hưng phấn thần sắc, đôi bàn tay nắm thật chặt thành quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng tiên thiên đỉnh phong năng lượng, hắn kích động đối Diệp Thần Phong thật sâu cúc một cái cung, âm thanh hơi có vẻ run rẩy nói ra. Diệp thiếu gia, cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài, đời này vô ta lực cái mạng này cũng là Diệp thiếu gia ngài. Vương Lực nói tới lời nói này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, từ khi hắn đi theo Diệp Thần Phong về sau, hắn thực lực liền không ngừng tăng lên lại để thăng, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, có một ngày hắn thực lực có thể đến hôm nay cấp độ này, lần này cũng là Diệp Thần Phong ban cho hắn, cho nên tương lai hắn coi như vì là Diệp Thần Phong đi chết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu một cái lông mày. Vương Lực, không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất ngâm thối thể dược dịch, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại bị ngươi nhặt đi một cái đại tiện nghi a. Thần Phong, tranh thủ thời gian an bài cho ta ngâm loại này thối thể dược dịch. Diệp Đông Kiện tại cảm nhận được từ trên người Vương Lực phát ra cảm giác áp bách về sau, hắn là ma quyền sát trưởng, trên mặt lộ ra một bộ không kịp chờ đợi thần sắc. Ai? Một bên khác Tôn Bác Dịch thì là trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra, không nghĩ tới cháu ta đánh cực đau khổ tu luyện hơn nửa đời người, lại bị người đơn giản như vậy liền siêu việt. Không riêng Tôn Bác Dịch trong nội tâm đắng chát không thôi, liền ngay cả Quỷ Y Môn Quý Đính Thiên, Diệp Thần Phong đại cữu Tôn Chính Thẳng cùng nhị cữu Masayoshi Son bọn người, trong lòng bọn họ mặt cũng từng cái âm thầm lắc đầu, phải biết bọn họ lúc trước thế nhưng là trăm cay nghìn đắng mới tu luyện đến thiên giai tầng thứ. Nhưng hôm nay xem ra lại 10 phần buồn cười, Diệp Thần Phong chẳng những có thể để cho người ta thoải mái đột phá đến thiên giai, bây giờ lại có thể để cho người ta thoải mái đột phá đến tiên thiên. Cái này khiến bọn họ những này đau khổ tu luyện hơn nửa đời người nhân tình lấy vì sao có thể a? Sau cùng Tôn Bác Dịch bọn người đạt được một cái kết luận, đây hết thảy cũng là Diệp Thần Phong sáng tạo ra đến, duy nhất giải thích cũng là Diệp Thần Phong thực sự quá yêu nghiệt. Ngoại Thái Công người cũng không cần than thở, lấy người tiên thiên sơ kỳ thực lực, tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, thực lực khẳng định cũng có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, về phần muốn đột phá đến phá thiên chi cảnh vậy thì không có khả năng, loại này thối thể dược dịch nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Bình thường tới nói thiên giai hạ phẩm người tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau. Hẳn là có thể đủ đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, thiên giai trung phẩm người tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, hẳn là có thể đủ đột phá đến tiên thiên trung kỳ, còn thiên giai thượng phẩm người tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, hẳn là có thể đủ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Điểm này vừa rồi đã tại Vương Lực trên thân chứng thực, Vương Lực thực lực thuộc về thiên giai thượng phẩm, cho nên hắn tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, hắn thực lực trực tiếp tăng mạnh đến tiên thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong đang an ủi một phen Tôn Bác Dịch về sau, hắn lại đơn giản đối với ở đây người giải thích một chút. Diệp Thần Phong ngoại công Tôn Dương An cùng Quý Đính Thiên các loại thực lực đến thiên giai thượng phẩm người, bọn họ đang nghe được Diệp Thần Phong lời giải thích này về sau, từng cái lập tức trở nên sắc mặt đỏ lên, bọn họ cũng không nghĩ tới một ngày kia, bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn, từ phía trên bậc phẩm trực tiếp vượt qua một cái đại tầng thứ, thực lực đến tiên thiên đỉnh phong. Thần Phong, ngươi không cần cho chúng ta giải thích nhiều như vậy, ngươi lập tức an bài chúng ta ngâm loại này thối thể dược dịch đi. Diệp Đông Kiện lại một lần nữa không kịp chờ đợi thúc giục nói, bây giờ Diệp Đông Kiện thực lực mới thiên giai trung phẩm, hắn tại ngâm loại này thối thể dược dịch về sau, thực lực nhiều nhất chỉ có thể đến tiên thiên trung kỳ, bất quá, đây đã là để cho Diệp Đông Kiện đầy đủ hưng phấn. Ở đây sở hữu thực lực đến thiên giai người. Bọn hắn cũng đều từng cái ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đơn giản giúp Vương Lực kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, tại cảm giác Vương Lực thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, hắn đi đến vừa rồi Vương Lực ngâm thân thể dược trì bên cạnh,
đi qua vừa rồi vương lực ngâm, cái này trong dược chỉ chất lỏng màu đỏ như máu màu sắc đã là nhạt rất nhiều. Diệp Thần Phong cầm tay phải luồn vào trong dược trì, lợi dụng linh hồn lực đơn giản cảm ứng một chút dược lực sói mòn tình huống, hắn phát hiện cái này trong dược trì dược lực còn thừa lại một nửa ra mặt, cái này cũng đã nói lên một cái dược trì đầy đủ hai tên thiên giai cao thủ đồng thời ngâm thân thể. Mảnh đất trống này bên trên kiến tạo ba cái dược trì, đang thí nghiệm thối thể dược dịch hiệu quả về sau, hiện tại Diệp Thần Phong có thể đem cái này ba cái dược trì đồng thời sử dụng, bất quá. Phòng vệ đội thiên giai cao thủ tăng thêm Tôn Bác Dịch bọn người, khoảng chừng hơn 190 người, quang quang dựa vào hai xe tải dược tài khẳng định là không đủ. Cho nên, Diệp Thần Phong đối Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh, nói ra tiểu thúc, Vũ Thúc Thúc, các ngươi hai cái lần nữa giúp ta vận cái 5-6 xe tải dược tài hồi phòng vệ doanh tới. Khi nhìn đến Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh lộ ra một mặt không tình nguyện về sau, Diệp Thần Phong lập tức còn nói thêm, tiểu thúc, Vũ Thúc Thúc. Chờ các ngươi hai cái cầm món dược liệu này trở về sau, ta lập tức an bài các ngươi hai cái trước tiên ngâm thối thể dược dịch. Đạt được Diệp Thần Phong câu này khẳng định lời nói về sau, Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh lập tức vội vã rời đi phong vệ doanh, chuẩn bị đi vận cái 5-6 xe tải dược tài trở về. Tại Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh rời đi về sau, Diệp Thần Phong cầm ba cái dược chỉ đồng thời mở ra, tại phối chế xong ba cái dược chỉ thối thể dược dịch về sau. Đầu tiên an bài 6 người tiến vào cái này ba cái trong dược trì, mỗi cái trong dược trì 2 người, vừa rồi vương lực từ phía trên bậc phẩm đột phá đến tiên thiên đỉnh phong ước chừng tiêu xài nửa giờ, cũng chính là mỗi nửa giờ có thể tạo nên 6 tên tiên thiên, 1 giờ cũng là có thể tạo nên 12 tên tiên thiên, đương nhiên bên trong còn muốn trừ bỏ Diệp Thần Phong phối chế thối thể dược dịch thời gian, cùng nghỉ ngơi cùng thời gian ăn cơm. Ngày đầu tiên hạ xuống hết thảy có 100 tên thiên giai cao thủ bước vào tiên thiên chi cảnh tầng thứ. Ngày thứ hai hạ xuống sở hữu thiên giai cao thủ toàn bộ bước vào tiên thiên chi cảnh tầng thứ. Tôn Bác Dịch đương nhiên là thuận lợi bước vào tiên thiên đỉnh phong, mà Tôn Dương An mấy người cũng toàn bộ bước vào tiên thiên tầng thứ. Những này đến từ cổ võ giới người, hai ngày này bọn họ nhìn xem một cái lại một cái tiên thiên cao thủ tại Diệp Thần Phong trong tay tạo nên mà ra. Đây quả thực có thể so với lưu thủy tuyến sinh sản, từ chừng nào thì bắt đầu tiên thiên chi cảnh cao thủ cũng giống chợ bán thức ăn nát cải trắng. Tôn Bác Dịch bọn người rất là hoài nghi, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó phá thiên chi cảnh cao thủ, đồng dạng có thể trong tay Diệp Thần Phong giống nát cải trắng một dạng sinh ra, bọn họ cảm giác Diệp Thần Phong đây là đang đi đến một đầu nghịch thiên chi lộ, một đầu tuyệt đối nghịch thiên chi lộ. Ngay tại mấy tháng trước, Tôn Bác Dịch bọn người ở tại đối mặt tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ thời điểm, bọn họ còn căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng, nhưng hôm nay bọn hắn cũng đều trở thành tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đây hết thảy cũng là Diệp Thần Phong sáng tạo mà ra, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong là một cái kỳ tích sáng tạo giả, bọn họ những người này hội kiến chứng nhận Diệp Thần Phong nghịch thiên chi lộ. Chương 879, uy hiếp ghi âm. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Phong vệ đội 190 tên thiên giai cao thủ toàn bộ tấn thăng làm tiên thiên cao thủ, bên trong tiên thiên đỉnh phong cao thủ 20 người, tiên thiên trung kỳ cao thủ có 129 người, tiên thiên sơ kỳ cao thủ có 41 người, bên trong còn không có bao quát Tôn Bác Dịch các loại cổ võ giới bên trong người, có thể nói hai ngày này toàn bộ phong vệ doanh đều tràn ngập tại cực độ kích động bầu không khí ở trong. Những huyền giai đó tầng thứ phong vệ đội thành viên. Bọn họ khi nhìn đến nguyên bản địa giai tầng thứ thành viên, tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, chẳng những bước vào thiên giai tầng thứ, còn bước vào tiên thiên tầng thứ, đây càng thêm kích phát bọn họ nhiệt huyết, bọn họ liều mạng cũng phải trong khoảng thời gian ngắn cầm thực lực tăng lên tới địa giai, bởi vì bọn hắn những người này cũng phi thường khát vọng tiên thiên chi cảnh nắm giữ lực lượng. Từ khi tại hơn nửa tháng trước Diệp Thần Phong bước vào phong vệ doanh về sau, hắn liền một khắc đều không có nhàn rỗi qua. Đầu tiên là một lần nữa bố trí phong vệ doanh phòng vệ biện pháp, sau đó là giúp địa giai tầng thứ thành viên tăng thực lực lên, cuối cùng là cầm thối thể dược dịch nghiên cứu ra đến, để cho sở hữu thiên giai cao thủ bước vào tiên thiên tầng thứ. Có thể nói trong khoảng thời gian này Diệp Thần Phong là bận bịu quá sức, bất quá, khi hắn nhìn thấy 190 tên tiên thiên cao thủ trong tay hắn sinh ra. Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Đồng thời hắn cũng tại bắt đầu chậm rãi kế hoạch lần nữa tiến vào cổ võ giới sự tình. Phong vệ doanh cực đại thao luyện trên trận, huyền giai tầng thứ thành viên đang liều mạng huấn luyện, mà đột phá đến tiên thiên tầng thứ thành viên,
bọn họ thì là tại thích ứng lấy trong thân thể hoàn toàn mới lực lượng, bên trong Tôn Bác Dịch đã hoàn toàn thích ứng tiên thiên đỉnh phong lực lượng, dù sao hắn nguyên bản thực lực liền thuộc về tiên thiên sơ kỳ. Tất nhiên phong vệ doanh bên này sự tình trên cơ bản là xử lý xong, như vậy Diệp Thần Phong cũng dự định quay về Diệp gia một chuyến, dù sao hắn tại phong vệ doanh tại đây ngẩn ngơ liền ngốc ròng rã hơn nửa tháng, hắn đối bên cạnh Tôn Bác Dịch nói ra, ngoại thái công, ta muốn về một chuyến Diệp gia, các ngươi giúp ta tiếp tục chiếu khán một chút phong vệ đội. Thần Phong, loại chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta tốt, ngươi ngoại thái công ta tuy nhiên niên kỷ một nắm lớn, nhưng là trong thân thể nhưng còn có dùng không hết lực lượng a. Ta phát hiện đời ta may mắn nhất cũng là có thể có ngươi như thế cái tầng ngoại tôn. Tôn Bác Dịch cười ha hả nói ra. Nhưng mà, đang lúc Diệp Thần Phong dự định rời đi phong vệ doanh thời điểm, hắn điện thoại di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, khi nhìn đến là mình Gia Gia đánh tới về sau, hắn lập tức đè xuống kết nối khóa uy, Gia Gia, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Có phải là có chuyện gì hay không? Thần Phong, người bây giờ hẳn là còn ở kinh thành vùng ngoại ô huấn luyện chàng đâu? À, đầu bên kia điện thoại Diệp Lão Gia Tử Diệp Trấn Hồng ngữ khí có chút không thích hợp. Diệp Thần Phong cũng không biết phát sinh sự tình gì, thế là hắn hồi đáp vâng, Gia Gia, ta bây giờ còn đang vùng ngoại ô huấn luyện chàng. Tốt, Thần Phong, người lưu tại huấn luyện chàng chờ chúng ta, ta cùng Lão Dư bọn họ đang tải tiến đến ngươi nơi đó, chờ đến ngươi nơi đó về sau, chúng ta sẽ chậm chậm đàm luận. Tút tút tút, nói xong câu đó về sau, Diệp Lão Gia Tử liền cúp điện thoại, từ trong điện thoại không ngừng truyền đến từng đợt âm thanh bận. Từ Diệp Lão Gia Tử trong giọng nói, Diệp Thần Phong liền có thể đánh giá ra tuyệt đối là phát sinh cái đại sự gì tình. Lại mà nghe được hơn năm được mùa các loại lão đầu tử cũng cùng đi, cái này càng thêm để cho Diệp Thần Phong khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu đứng lên. Diệp Thần Phong mắt nhìn cách đó không xa Diệp Đông Kiện, nói ra tiểu thúc, người qua đây một chút. Diệp Đông Kiện nghe được Diệp Thần Phong kêu to về sau, hắn vội vàng đi vào Diệp Thần Phong trước mặt, hắn vừa rồi đang cùng Vũ Khôn Minh thống khoái giao thủ đây. Trong miệng khí tức có chút bất ổn hỏi, Thần Phong, người gọi ta làm gì? Ta đang thống khoái cùng Khôn Minh tại so chiêu đây. Tiểu thúc, Gia Gia cùng Dư Lão Gia Tử bọn người đang tại tới chúng ta tại đây, người trước tiên giúp ta đi an bài một chút. Diệp Thần Phong nói ra. Vừa nghe nói Dư Lão Gia Tử bọn người ở tại tới nơi này, Diệp Đông Kiện vội vàng nói tốt, ta cái này đi an bài cho ngươi, để cho người ta trước tiên đem phong vệ doanh đại môn cho mở ra. Ước chừng một giờ sau khi, từng chiếc có chức năng chống đạn Hammer lái vào phong vệ doanh bên trong, đầu tiên từ xe Hammer bên trên đi xuống là từng cái vũ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang, tại cảnh sát vũ trang toàn bộ đi xuống xe về sau, Diệp Trấn Hồng, hơn năm được mùa, Dương Viễn cùng Vũ An Quốc bọn người mới từ trên xe đi xuống, có thể nói kinh thành những lão đầu tử kia là toàn bộ đến đông đủ. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Gia Gia mình bọn họ đến tại đây về sau, hắn vội vàng đi lên, nhìn thấy Diệp Trấn Hồng trên mặt là tràn ngập vẻ lo lắng, hắn vội vàng hỏi, Gia Gia, đến phát sinh sự tình gì? Diệp Trấn Hồng là thở dài, nói ra, Thần Phong, như lời ngươi nói cái kia thần bí tổ chức hành động, với lại cầm đầu mâu nhắm ngay chúng ta Diệp gia. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Vừa nghe nói là cái kia thần bí tổ chức hành động, mà lại đầu mâu nhắm ngay vẫn là Diệp gia, cái này khiến Diệp Thần Phong lông mày là cau chặt gấp, phong vệ doanh bên trong bởi vì kiến tạo lên rất nhiều mới xây trúc vật, cho nên ở chỗ này cũng là có phòng họp, Diệp Thần Phong mang theo Diệp Lão Gia Tử đám người đi tới trong phòng họp. Về phần Tôn Bác Dịch cùng Diệp Đông Kiện bọn người thì là không cùng lấy đi qua. Toàn bộ trong phòng họp trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hơn năm được mùa các loại lão gia tử. Tại đi vào trong phòng họp mặt về sau, Diệp Thần Phong liền lại mở miệng hỏi, Gia Gia, cái kia thần bí tổ chức thật cầm đầu mâu nhắm ngay chúng ta Diệp gia. Đối phương hiện tại đối với chúng ta Diệp gia khai thác hành động gì? Thần Phong, người trước hết nghe xong đoạn này ghi âm đi. Các loại đoạn này ghi âm sau khi nghe xong, người liền sẽ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nhất Hào thủ trưởng hơn năm được mùa từ trong túi xuất ra một cái bút ghi âm, cầm bút ghi âm đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại tiếp nhận hơn năm được mùa trong tay bút ghi âm về sau, hắn lập tức đè xuống phát ra khóa,
từ bút ghi âm bên trong truyền ra một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh, hơn thủ trưởng, đúng không? Ta muốn ngươi dư ra đối phó Diệp gia, để cho Diệp gia hoàn toàn từ Hoa Hạ bên trong xóa tên, đương nhiên ta biết ngươi có lẽ sẽ không như thế làm, bởi vì ngươi nhìn kỹ Diệp Thần Phong, theo ý của ngươi Diệp Thần Phong là các ngươi Hoa Hạ tương lai hy vọng, bất quá, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ y theo ta ngoài ý muốn nghĩ đi làm, còn có Diệp Thần Phong hẳn là lập tức sẽ từ nơi này trên thế giới biến mất, toàn bộ Hoa Hạ cuối cùng cũng sẽ trở thành tổ chức chúng ta vật trong bàn tay. Bút ghi âm bên trong một đoạn ghi âm phát ra xong, Diệp Thần Phong ánh mắt bên trong chậm rãi hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm giác bút ghi âm bên trong âm thanh hết sức quen thuộc, hắn luôn cảm giác mình tại chỗ nào nghe qua một dạng. Có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tới. Thần Phong, chúng ta người ở đây đều thu đến loại này không khỏi rượu bút ghi âm. Vũ An Quốc mở miệng nói ra, hắn cũng từ trong túi xuất ra một cái bút ghi âm đi ra. Theo Vũ An Quốc từ trong túi xuất ra bút ghi âm, Dương Viễn các loại cao tầng cũng nhao nhao xuất ra giống như đúc bút ghi âm, với lại bút ghi âm bên trong nội dung cũng là cơ bản giống nhau, đối phương muốn để kinh thành sở hữu đại gia tộc cùng một chỗ đối phó Diệp gia, để cho Diệp gia triệt để từ Hoa Hạ biến mất. Diệp Thần Phong cầm sở hữu cao tầng trong tay bút ghi âm đều nghe một lần, hắn đột nhiên nghĩ đến vì sao bút ghi âm bên trong âm thanh sẽ như vậy quen thuộc. Tại Nam Cảng Phạm Thị số 1 du thuyền bên trên thời điểm, Diệp Thần Phong dùng chiến lang điện thoại di động thông qua đi một cái mã số, đầu bên kia điện thoại tên người gọi huyết ảnh, chiến lang hẳn là máu này ảnh thủ hạ. Thông qua tại trong đầu nghiêm túc cẩn thận hồi ức, Diệp Thần Phong xác định này huyết ảnh âm thanh cùng cái này bút ghi âm bên trong âm thanh cơ hồ là giống như đúc, nói cách khác cái này bút ghi âm bên trong người cũng là này huyết ảnh. Tại xác nhận thân phận đối phương về sau, Diệp Thần Phong đột nhiên trầm mặc xuống. Mà ở đây rất nhiều cao tầng khi nhìn đến Diệp Thần Phong không rên một tiếng, hơn năm được mùa trước tiên mở miệng nói, Thần Phong, ngươi không cần để ý bút ghi âm bên trong đồ vật, ta cam đoan chúng ta dư ra là tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi Diệp gia động thủ. Đúng, Thần Phong, ta thế nhưng là đem ta bảo bối tôn nữ đều gả cho ngươi, hãy nói lấy ta và ngươi ra ra giao tình, ta Vũ gia cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến bất cứ uy hiếp gì, không phải liền là một cái thần bí tổ chức sao? Chẳng lẽ lại cái này thần bí tổ chức còn có thể cùng chúng ta toàn bộ quốc gia đối kháng? Vũ An Quốc sảng khoái nói ra. Đúng, Thần Phong, tiểu tử ngươi thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ tương lai hy vọng, chúng ta những lão già này đều là đứng tại ngươi bên này. Hôm nay chúng ta đem chuyện này nói cho ngươi biết, là muốn nhìn xem có biện pháp gì hay không đem cái này thần bí tổ chức cho mau sớm diệt trừ rơi. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn cũng mở miệng nói ra. Nghe hơn năm được mùa các loại lão gia tử lời nói, Diệp Thần Phong cau mày từ đầu đến cuối không có trầm tĩnh lại, bởi vì hắn ngay cả cái này thần bí tổ chức đến có bao nhiêu to lớn cũng không biết, huống hồ máu này ảnh hẳn là cũng không phải là cái tổ chức này bên trong tối cao người dẫn đầu, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Diệp Thần Phong ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, hiện tại Diệp Thần Phong căn bản bắt không đã có quan địch nhân bất luận cái gì manh mối. Chương 880, truyền đến tin dữ. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đây là một cái lấy lợi ích làm chủ thế giới. Ở cái thế giới này bên trên không có vĩnh viễn bằng hữu, đương nhiên cũng không có vĩnh viễn địch nhân, hơn năm được mùa các loại lão gia tử bây giờ sẽ đứng tại Diệp gia bên này, cái này hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, nếu có một ngày Diệp Thần Phong thật từ nơi này trên thế giới biến mất, chỉ sợ hơn năm được mùa bọn người thái độ liền sẽ cải biến. Lúc trước kinh thành các đại gia tộc ở giữa cũng là có tranh đấu, bây giờ các đại gia tộc những này lão gia tử có thể tiến tới cùng nhau, cái này hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, cũng có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong là các đại gia tộc ở giữa một cái điểm thăng bằng, một khi cái điểm cân bằng này biến mất, kinh thành các đại gia tộc lập tức sẽ khôi phục như cũ diện mạo, bản này cũng là một kiện phi thường hiện thực sự tình. Diệp Thần Phong đồng dạng rõ ràng biết bên trong lợi hại quan hệ. Hiện tại giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức nói rõ bởi vì Diệp Thần Phong mà muốn đối phó toàn bộ Diệp gia, có thể giờ phút này Diệp Thần Phong có loại không có chỗ xuống tay làm phức tạp. Ban đầu ở Phạm Thị số 1 du thuyền bên trên gọi điện thoại cho huyết ảnh thời điểm, Diệp Thần Phong để cho người ta cố ý xác định một chút huyết ảnh sở tại địa phương, lúc ấy biết được huyết ảnh tại Thiên Hải về sau. Diệp Thần Phong lập tức để cho Triệu Uyển Đình các loại nữ nhân trong đêm rời đi Thiên Hải đi vào kinh thành.
Máu này ảnh hiện tại vẫn sẽ hay không tại Thiên Hải? Coi như huyết ảnh bây giờ như cũ tại Thiên Hải, muốn tại Thiên Hải tòa này quốc tế đại đô thị bên trong tìm ra một người, bên trong trình độ khó khăn chẳng khác gì là tại mò kim đáy biển, cái này khiến Diệp Thần Phong có loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực. Các vị lão gia, các ngươi tại thu đến bút ghi âm thời điểm, các ngươi có hay không phát hiện đầu mối gì? Diệp Thần Phong yên lặng sau một lát, hắn rốt cục lại mở miệng, tất nhiên trước mắt phiền phức đã sinh ra, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ ở cái thế giới này bên trên có người uy hiếp hắn, uy hiếp bên cạnh hắn người. Hơn năm được mùa lắc đầu, nói ra, Thần Phong, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, cái này bút ghi âm là đối phương thông qua bưu ký phương thức gửi tới, có thể lên mặt không có viết liên quan tới gửi kiện người bất kỳ tin tức gì, chúng ta cũng thông qua các phương diện con đường, tại thời gian ngắn nhất bên trong tra được bưu ký bút ghi âm ngọn nguồn. Đáng tiếc là đối phương thủ pháp phi thường giàu hoạt, đối phương là để cho một vị lão nhân giúp hắn gửi ra những này bút ghi âm, từ đầu đến cuối đối phương căn bản không có tại bưu cục bên trong xuất hiện qua, mà chúng ta cũng điều tra qua vị lão nhân kia. Vị lão nhân kia chỉ là một cái phi thường phổ thông thành thị cư dân mà thôi, hắn chỉ nhớ rõ là một vị trung niên nhân nắm hắn giúp một chút. Hắn ngay cả người trung niên kia bộ dáng cũng miêu tả không rõ ràng, cho nên manh mối tại vị này lão nhân bên này toàn bộ gián đoạn. Diệp Thần Phong im lặng gật gật đầu, bây giờ bất luận cái gì manh mối cũng không có, hắn muốn tìm tới đối phương cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể chờ lấy đối phương chính mình tìm tới cửa. Diệp Thần Phong tin tưởng tất nhiên cái này thần bí tổ chức muốn đối bọn họ Diệp ra, như vậy thì thế tất sẽ tìm tới hắn Diệp Thần Phong. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm liền là kiên nhẫn chờ đợi. Thần Phong, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta những lão đầu này cũng không phải để đó xem, trước mắt chúng ta đã để ngành tương quan lấy tay điều tra, thiên hạ này không có không lọt gió tường, bằng vào chúng ta lực lượng muốn tại Hoa Hạ tìm ra một người đến, đây vẫn là vô cùng đơn giản, chẳng qua là cần dùng nhiều đi một chút thời gian mà thôi. Võ lão gia tử Vũ An Quốc nhìn thấy lần nữa yên lặng Diệp Thần Phong về sau. Hắn không khỏi mở miệng nói ra. Trấn Hồng, người cũng tương tự không cần nhớ quá nhiều, chúng ta cũng là đứng tại các ngươi Diệp gia bên này, huống hồ cái này thần bí tổ chức khẩu khí không khỏi cũng quá lớn hơn một chút đi. Bọn họ lại còn nói Hoa Hạ sớm muộn cũng sẽ là bọn họ tổ chức vật trong bàn tay. Bọn họ nhất định cũng là cuồng vọng tới cực điểm, hơn năm được mùa sắc mặt âm trầm quát. Lão Dư nói không tệ. Chúng ta những lão già này cái nào không có trải qua mưa to gió lớn. Nhớ năm đó trên chiến trường thời điểm, liền xem như tại thi thể trong đống, chúng ta cũng có thể làm theo ngủ ăn cơm. Ta cũng không tin cái này càn rỡ thần bí tổ chức có thể tại chúng ta Hoa Hạ lật ra cái gì bọt nước tới. Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cũng lập tức quát. Mà Diệp Thần Phong trong nội tâm cho rằng đó cũng không phải thần bí tổ chức cuồng vọng. Mà chính là cái này thần bí tổ chức hẳn là có loại này cuồng vọng tư bản, Diệp Thần Phong ẩn ẩn cảm giác cái này thần bí tổ chức phía sau ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Phanh! Đang lúc trong phòng họp người mặt ủ mày trao thời điểm, cửa phòng họp bị gấp rút gõ vang, Diệp Thần Phong từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nói ra tiến đến. Thoại âm rơi xuống, cửa phòng họp bị đẩy ra, chỉ Vuông Nam Tường, Diệp Đông Kiện, Tôn Bác Dịch, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bọn người toàn bộ đi tới, nguyên bản Phương Nam Tường là phụ trách Thiên Hải Thắng Thiên Hội, lần trước Diệp Thần Phong đi hướng về Thiên Hải thời điểm, Phương Nam Tường yêu cầu một lần nữa đi theo Diệp Thần Phong, mà lúc đó Phương Nam Tường đã từ lâu tìm kiếm tốt tiếp nhận vị trí hắn người, cho nên Diệp Thần Phong liền cũng làm cho Phương Nam Tường gia nhập phong vệ đội bên trong. Tại trải qua Diệp Đông Kiện bọn người huấn luyện, Phương Nam Tường tại trong vòng mấy tháng cũng đến địa giai hạ phẩm tầng thứ. Mà bây giờ đi qua Diệp Thần Phong tăng lên cùng thối thể dược dịch ngâm về sau, Phương Nam Tường thực lực cũng miễn cưỡng đến tiên thiên sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong nhìn thấy Phương Nam Tường trên mặt tràn ngập hừng hực nộ hỏa, đôi bàn tay là nắm thật chặt thành quả đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, dùng cái này Diệp Thần Phong nhìn ra được Phương Nam Tường có chuyện trọng yếu tìm hắn, bằng không Phương Nam Tường cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này tới tìm hắn. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Phương ca. Có chuyện gì tình sao? Phương Nam Tường ở ngực chập trùng lợi hại, cái mũi hô hấp 10 phần gấp rút, tận lực bình ổn một chút hô hấp về sau, hắn cắn răng nói ra, Diệp thiếu gia, Thiên Hải Thắng Thiên Hội diệt sạch, Thiên Hải Thắng Thiên Hội chung quy trong sở thành viên một cái đều không còn lại,
toàn bộ bị trong vòng một đêm đổ sát quét sạch. Diệp Thần Phong đồng tử trong lúc đó co rụt lại, trên thân nhất thời tản mát ra cuồn cuộn sát ý, hỏi, Phương ca, đây là cái gì thời điểm sự tình? Có biết hay không là ai đúng Thiên Hải Thắng Thiên Hội động thủ? Phương Nam Tường lắc đầu, nói ra, Diệp thiếu gia, ta cũng là vừa mới nhận được điện thoại, nghe nói đây là phát sinh ở đêm qua sự tình, ta hiện tại còn không biết là ai tại đối với chúng ta Thắng Thiên Hội động thủ. Thiên Hải, bút ghi âm, huyết ảnh. Diệp Thần Phong trong đầu vụn vặt manh mối đột nhiên toàn bộ sâu chuỗi đứng lên, ban đầu ở Nam Cảng thời điểm Diệp Thần Phong xác nhận huyết ảnh sở tại địa mới là tại Thiên Hải, mà bây giờ Diệp Thần Phong vừa mới biết được bút ghi âm bên trong uy hiếp ghi âm, mà bây giờ lại lập tức truyền đến Thiên Hải Thắng Thiên Hội trung quy trong sở hạch tâm thành viên bị tàn sát quét sạch tin tức. Huyết ảnh từng tại Thiên Hải xuất hiện qua, hiện tại Thiên Hải Thắng Thiên Hội hạch tâm thành viên lại bị đồ sát, tất cả mọi chuyện không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm a. Muốn nói Thiên Hải Thắng Thiên Hội sự tình không có quan hệ gì với huyết ảnh, chỉ sợ Diệp Thần Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lúc trước Diệp Thần Phong khi biết huyết ảnh tại Thiên Hải thời điểm, hắn sợ Triệu Uyển Đình các loại nữ nhân bị huyết ảnh cho bắt, cho nên hắn mới có thể lập tức để cho Triệu Uyển Đình các loại nữ nhân rời đi Thiên Hải, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương sẽ đối với Thiên Hải Thắng Thiên Hội động thủ, mà lại là cầm Thiên Hải Thắng Thiên Hội hạch tâm thành viên toàn bộ đồ sát quét sạch. Nói một cách khác, Diệp Thần Phong coi như lúc trước nghĩ đến muốn để Thiên Hải Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên toàn bộ rời đi, chỉ sợ cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm đến. Lại nói bây giờ Thắng Thiên Hội tại Thiên Hải phát triển phi thường tốt, Thiên Hải Thắng Thiên Hội thành viên khẳng định cũng sẽ không rời đi Thiên Hải. Bất quá, Thiên Hải là Thắng Thiên Hội nơi phát nguyên, là Diệp Thần Phong chính thức trưởng thành địa phương, mà Thắng Thiên Hội cũng là Diệp Thần Phong trong tay cỗ thứ nhất lực lượng. Nhưng bây giờ Thiên Hải Thắng Thiên Hội sở hữu hạch tâm thành viên bị tàn sát quét sạch, Diệp Thần Phong tâm lý tự nhiên cũng sẽ sinh ra cuồn cuộn tức giận. Tất nhiên đối phương gióng trống khua chiêng đồ sát Thiên Hải Thắng Thiên Hội hạch tâm thành viên, như vậy đối phương khẳng định là muốn đem Diệp Thần Phong dẫn tới Thiên Hải đi, cái này khiến Diệp Thần Phong trong tay cũng nắm giữ một chút manh mối, đối phương khẳng định là muốn tại Thiên Hải giao thủ với hắn, cái này dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì manh mối muốn tới tốt nhiều. Thiên Hải hành trình đối với Diệp Thần Phong tới nói là cấp bách, cho dù Thiên Hải hành trình là một cái cự đại bẫy dập, Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối phải đi xông vào một lần, tối thiểu nhất hắn không thể để cho Thiên Hải Thắng Thiên Hội những hạch tâm thành viên đó chết vô ích, còn có hắn nhất định phải đem đủ loại uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đồng thời, Diệp Thần Phong cũng đối dấu ở chỗ tối thần bí tổ chức càng ngày càng hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Hắn muốn cầm che lại cái này thần bí tổ chức mạng che mặt hoàn toàn vén lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.